đây là nam chính của chúng ta, anh tên là Nâm Mặc, học sinh của trường học số 1 Tây Hải. Ở thế giới này, những quái vật bắt đầu xâm chiếm loài người và vô số những phó bản bí cảnh cũng xuất hiện khắp mọi nơi. Các chức nghiệp giả sau khi được chuyển chức có thể kiếm được kinh nghiệm thông qua việc tấn công phó bản bí cảnh và tiêu diệt những quái vật. Họ không ngừng tăng cấp sức mạnh và kỹ năng của bản thân để có thể chống chọi lại những quái vật cấp cao. Vô số nhà hiền triết của nhân loại đã tạo ra một không gian sinh tồn cho nhân loại giữa vô số các mã vật, vì vậy con người mới có thể sống sót và có cuộc sống ổn định như bây giờ. Đương nhiên, thế giới này phổ biến nhất chính là chức nghiệp loại chủ chiến, được coi là mạnh mẽ, là chiến sĩ và pháp sư. Bên cạnh đó còn có các loại chức nghiệp phụ trợ. Cuối cùng là chức nghiệp loại sinh hoạt, mà chức nghiệp chủ chiến và phụ trợ lại được chia thành 5 cấp bậc khác nhau đó là cấp thấp, trung, cao, hiếm và truyền thuyết. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với anh. Tại một quảng trường, tiếng loa phát thanh vang lên, các bạn học trải qua 3 năm học tập, các em đều đã nắm vững những kiến thức và lý thuyết của chức nghiệp giả rồi." Đó là Lục Vân, hiệu trưởng của trường học số 1 Tây Hải, đang phát thanh trong ngày trọng đại của các học sinh. "Hôm nay sẽ là ngày các em được chuyển chức, cũng là ngày quyết định cuộc sống tương lai của các em, mọi người tập trung và im lặng." Giữa sân trường xuất hiện một vòng tròn được thắp sáng bằng bốn viên đá ma thuật và có khắc ký tự cổ xưa, dường như đó là chiếc vòng chuyển chức. Hiệu trưởng lúc này cũng nói to rõ ràng, "Thầy không nói nhiều nữa, hy vọng các em có thể đạt được hào quang của bạn học Tô Thiên Tinh." trở thành trụ cột cho nhân loại chúng ta." Vừa dứt lời, một bóng hình cao sừng sững xuất hiện. Thân ảnh đó chính là Tô Thiên Tinh, cấp bậc level 80, chức nghiệp pháp sư thần thánh. Mọi học sinh lúc này cũng sợ hãi vì không biết mình có thể chuyển chức thành chức nghiệp gì, vì trong thế giới này, chức nghiệp được coi là tất cả. Nếu chẳng may chuyển chức thành một chức nghiệp phế vật thì cuộc sống không thể khá hơn được. Trong vòng 10 năm nay, tại thành phố Tây Hải này, chức nghiệp cấp truyền thuyết ngay cả một người cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này hiệu trưởng cũng truyền lệnh xuống dưới để pháp trận chuyển chức được khai mở. Năng lượng từ những viên đá cẩm thạch bắt đầu rực sáng, vòng tròn ma thuật được thắp đầy năng lượng chiếu sáng rực cả một vùng trời. Ở bên dưới, một người bạn tên Cao Dương của Lâm Mặc cũng hỏi anh ta, Mặc Ngữ, cậu muốn chuyển chức thành gì? Nói đi, không sao đâu, còn bản thân tôi thì muốn chuyển thành chức nghiệp kỹ sĩ nhất. Cậu thấy đấy, thân hình tôi như thế này nếu chuyển thành kỵ sĩ chắc chắn sẽ uy phong lắm nhỉ, sau đó có thể bảo vệ được các em gái nữa. Thành tích của cậu và Hạ Nguyệt đều đứng top 1 và top 2 của trường, có lẽ khi chuyển chức thì sẽ có được những chức nghiệp tốt. Lúc này, một người bạn khác cũng kéo Cao Dương về phía sau và nói rằng, "Cao Dương, cậu nói cái gì vậy? Cậu ta có thèm trả lời đâu, phải đó, chỉ có thành tích thôi thì có gì hay ho cơ chứ? Có lẽ sau hôm nay cậu ta chỉ có thể chuyển thành chức nghiệp loại sinh hoạt thôi." Cao Dương lúc này cũng xoa đầu và cười nhẹ, trả lời, "Đừng nói bậy như vậy, tôi chơi với cậu ta cũng nhiều năm rồi, thực ra nếu hiểu được mặc ngữ thì đơn thuần cậu ta chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Chuyển cảnh, lúc này hiệu trưởng của trường cũng cung kính trước một ông lão huyền bí, tóc dài và mặc bộ đồ trông khá cổ kính. Lục Vân cũng cung kính hạ người mà nói: "Trương đại sư, hôm nay phiền ông rồi." Thì ra, người đó chính là Trương Thiên, cấp bậc level 52, chức nghiệp đại sư trận pháp. Ông ấy cũng nói rằng: "Chuyện này đương nhiên, trách nhiệm của ta là nên làm mà." Lâm Mặc lúc này cũng trợn tròn mắt khi biết được rằng ông lão đó lại là đại sư trận pháp phải biết rằng đó là chức nghiệp phụ trợ cấp hiếm, không dễ dàng gì mới có thể thấy được một người có chức nghiệp hiếm tại thành phố này. Hiệu trưởng Lục Vân lúc này cũng đứng trên mục mà đọc to, những học sinh được đọc tên thì hãy bước vào pháp trận chuyển chức đầu tiên, từ bạt. Một cậu thanh niên mặc áo đỏ bước lên vòng ma thuật, lúc này, sức mạnh của vòng bắt đầu hiện hữu, chức nghiệp của cậu ta đã được thức tỉnh thành công đó là loại chức nghiệp sinh hoạt nông dân. Khi nhận được kết quả, cậu ta đã rất bị sốc khi mình lại thức tỉnh ra loại sinh hoạt và lại còn là nông dân nữa chứ, thế này là phế vật chắc rồi. Mọi người cũng xì xào bàn tán, nông dân cũng được, nếu sau này có thể thăng cấp thành đại nông hoặc là thánh nông cũng khá là tốt. Thực sự thì chức nghiệp loại sinh hoạt nông phu cũng không được tính là kém cỏi, A à, Từ Đạt đã chuyển thành công chức nghiệp nông dân rồi. Người tiếp theo bước lên được thức tỉnh loại chức nghiệp sinh hoạt là đầu bếp. Bố của anh ta cũng là đầu bếp, nên hiện tại bây giờ anh ta thức tỉnh chức nghiệp đầu bếp thì cũng tính là cha truyền con nối, cũng không đến nỗi nào. Ở bên cạnh, hiệu trưởng cùng với lão già Tô Thiên Tinh cũng đang bàn tán, học sinh năm nay có vẻ bình thường nhỉ đến bây giờ cũng chưa xuất hiện chức nghiệp hiếm lão già tô thiên tinh chỉ cười khẩy và nói còn có chức nghiệp hiếm hay sao học sinh của các người mỗi năm có bao nhiêu chức nghiệp hiếm đâu chứ việc xuất hiện chức nghiệp loại cao cấp chủ chiến cũng là tốt lắm rồi hiệu trưởng chỉ biết cười trừ trả lời dạ vâng mỗi năm cả thành tây hải cũng chỉ có một đến hai chức nghiệp hiếm là do bản thân tôi kỳ vọng vào bọn chúng quá nhiều rồi người tiếp theo được gọi lên thức tỉnh là hạ tuyết Cô là học sinh nằm trong top đầu của trường Tây Hải. Lúc này, cô cũng hướng ánh mắt nhìn tới Lâm Mặc mà nói rằng, "Để tôi cho cậu biết thế nào mới là thiên tài." Mặc dù hai người này được coi là đại thiên tài của trường, nhưng lúc nào Lâm Mặc cũng hơn cô, nên bây giờ, cô cũng không muốn để mình phải lép vế. Sau khi thấy Hạ Tuyết đi lên, lão già Tô Thiên Tinh cũng trợn tròn mắt và nói rằng, "Cô bé này chắc là được đấy." Ông hiệu trưởng với vẻ mặt ngạc nhiên cũng hỏi Trương đại sư, "Tại sao ngài lại nói như vậy?" Với góc nhìn của ta, sức mạnh tinh thần của cô bé này cao hơn người bình thường một bậc, có thể cô bé sẽ chuyển chức thành pháp sư. Pháp sư sao? Đó chính là chức nghiệp cao cấp loại chủ chiến, nếu là pháp sư đặc biệt thì đó lại là chức nghiệp hiếm. Hạ Tuyết lúc này cũng nhanh chóng bước vào vòng thức tỉnh chức nghiệp, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng, một hào quang rực sáng được phun trào lên, gió xung quanh đều rít lên không ngừng. Bản thân cô lúc này đã thức tỉnh được chức nghiệp loại chủ chiến, đó là pháp sư nguyên tố, chức nghiệp hiếm có. Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng và hò reo hạ tuyết lợi hại quá lại là chức nghiệp hiếm thuộc loại chủ chiến nữa nghe nói sau khi tăng cấp thành pháp sư nguyên tố thần cấp thì có thể quét sạch thành phố chỉ bằng một cấm chú đúng là thiên tài của trường chúng ta mà trương đại sư lúc này cũng khen ngợi cô bé em quả thực rất giỏi và tuyệt vời đó hạ tuyết lúc này cũng cúi đầu cảm ơn tiền bối đã khen ngợi trong đám nữ sinh có hai cô bé tiến tới và khen ngợi hạ tuyết cậu thật là giỏi quá chức nghiệp hiếm loại chủ chiến quý hiếm giống như là lông phượng và sừng lân vậy đó Hạ Tuyết lúc này cũng nghĩ thầm, lần này có thể vượt qua tên nhóc Lâm Mặc đáng ghét kia rồi. Sau màn chuyển chức của Hạ Tuyết, cuối cùng cũng đã đến lượt nam chính của chúng ta, Lâm Mặc Ngữ. Hiệu trưởng lúc này cũng hỏi Trương đại sư, ông thấy thằng bé này như thế nào? Ngoài dáng vẻ lạnh lùng ra thì ta chẳng thấy có gì đặc biệt ở nó. Trương đại sư cười khẩy và nói, ngài không biết rồi, trường của chúng tôi có hai đại thiên tài, một là Hạ Tuyết vừa nãy mới thức tỉnh nhưng cô bé đó thì đứng hạng thứ hai, còn Mặc Ngữ là người đứng đầu đó. Trương đại sư cười khẩy, thành tích học tập không liên quan đến chuyện chức nghiệp đâu, đạo lý này chắc anh cũng hiểu mà nhỉ. Dưới ánh mắt của hiệu trưởng, Lâm Mặc Ngữ bắt đầu tiến vào vòng thức tỉnh chức nghiệp, ông ấy cũng mong rằng cậu có thể có được một chức nghiệp hiếm giống như cô bé Hạ Tuyết. Đột nhiên, bầu không khí thay đổi, năng lượng bóng tối bùng phát thành những ngôi sao bí ẩn bay vụt lên bầu trời. Dưới ánh mắt của toàn bộ học sinh, trên bầu trời xuất hiện một đám mây khổng lồ chứa đựng nguồn sức mạnh sấm sét to lớn đang hướng thẳng xuống vòng tròn thức tỉnh của Lâm Mặc. Mọi người bên dưới đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có gió mạnh như thế. Hôm nay dự báo thời tiết đều không nói là có mưa cơ mà. Tại sao cơn gió này lại mạnh đến như vậy? Dị tượng này xuất hiện thật bất ngờ khiến cho hiệu trưởng cũng như trương đại sư đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dị tượng chuyển chức lại mạnh mẽ và to lớn như thế này. Lẽ nào đây lại là chức nghiệp hiếm, không biết là loại chủ chiến hay là loại phụ trợ nhỉ? Lúc này, Hiệu trưởng cũng toát mồ hôi lạnh và mong chờ điều kỳ diệu xảy ra vì 10 năm rồi tại thành phố này đều chưa có một chức nghiệp nào được coi là quý hiếm cả. Hạ Tuyết lúc này cũng trợn tròn mắt và không tin rằng dị tượng của Lâm Mặc lại mạnh hơn của mình khi chuyển chức, cô vẫn không cam tâm khi mình lại thua cậu bạn này. Đột nhiên, mọi người nhận thấy rằng mây đen bắt đầu cố động, chuyển động, một vầng sáng bắt đầu xuất hiện, chiếu rọi xuống dưới, trên đó là hàng ngàn hàng vạn thân ảnh ma quái đang dần dần bay xuống, nhìn rõ hơn đó dường như là một đội quân xương khô với ánh nhìn chết chóc trên tay cầm những binh khí một cậu bạn cũng nhận ra rằng đó là xương trắng đội quân xương trắng đội quân xương trắng xuất hiện càng ngày càng nhiều vây kín bầu trời và rót nguồn năng lượng cực lớn xuống người của lâm mặc hạ tuyết lúc này cũng biết rằng đây chỉ là dị tượng nhưng không thể nào chống lại sức mạnh của nó thứ xuất hiện là một đội quân xương trắng thật hùng hậu và mạnh mẽ điều đó khiến cô ấy ớn lạnh và sợ hãi trong trung tâm của vòng thức tỉnh lâm mặc lúc này cũng nhận được nguồn năng lượng hắc ám từ chức nghiệp của mình chúng dần dần chảy sâu vào trong cơ thể anh cuối cùng bảng thông báo cũng đã xuất hiện chức nghiệp loại chủ chiến pháp sư tử linh đây là loại chức nghiệp ẩn có tính độc nhất lâm mặc lúc này cũng đang cảm nhận nguồn sức mạnh của chức nghiệp mình vừa mới thức tỉnh nó dường như cháy bỏng như một ngọn lửa từ nơi sâu thẳm nhất ở địa ngục mà cũng lạnh lẽo như ở trong một hầm băng loại chức nghiệp này chỉ duy nhất một sở hữu trừ phi mình chết đi nếu không thì sẽ không có người thứ hai có chức nghiệp giống với mình loại chức nghiệp ẩn có tính độc nhất này không chỉ hiếm hơn chức nghiệp hiếm thậm chí còn ít gặp hơn cả chức nghiệp cấp truyền thuyết mọi người xung quanh lúc này cũng bàn tán lâm mặc lợi hại quá lại có thể chuyển chức thành chức nghiệp ẩn mà loại chức nghiệp ẩn có tính độc nhất nữa chứ vận may của tên kiệm lợi này sao có thể tốt như thế chứ lẽ nào pháp trận có vấn đề hay sao ừ chức nghiệp ẩn cũng không chắc là sẽ mạnh nhiều người có chức nghiệp ẩn trong lịch sử cuối cùng cũng chẳng ra sao cơ mà đúng đó chức nghiệp ẩn chỉ hiếm mà thôi chưa chắc là lợi hại đâu, nhưng dù sao dị tượng ban nãy cũng thật là đáng sợ mà, mây đen mù mịt, hơn thế còn có cả một đội quân xương trắng nữa chứ. Nhưng chức nghiệp của cậu ta là pháp sư tử linh, há chẳng phải là giao tiếp với người chết hay sao? Hắn căn bản là không nói chuyện với người khác, nên việc nói chuyện với người chết không phải là rất hợp với hắn hay sao, cũng không cần nói chuyện với chúng ta. Lâm Mặc lúc này cũng không quan tâm đám đông nói gì về mình, anh chỉ nghĩ rằng bản thân đã có được một chức nghiệp ẩn có tính độc nhất thật là ngoài dự định của bản thân mình nhiều rồi. Lúc này, Trương Đại Sư gọi Lâm Mặc Ngữ, bạn học này, cậu đợi đã. Với khi thế lạnh lùng, Lâm Mặc Ngữ không thèm ngoái đầu nhìn mà chỉ trả lời, tiền bối có gì dặn dò. Ừ thì Lão Phu cũng tò mò về chức nghiệp ẩn của cậu, Lão Phu chưa từng thấy qua. Cậu có thể hiện thị kỹ năng của bản thân cho Lão Phu đây được mở mang tầm mắt không? Lâm Mặc Ngữ từ tốn đáp, xin tiền bối đợi chút. Bảng hệ thống mở ra và cho thấy thông tin. Họ và tên, Lâm Mặc Ngữ, Chức nghiệp, Pháp sư tử linh, độc nhất. Cấp độ, 1. Phần trăm lên cấp, 0,0%, thuộc tính, sức mạnh, 10. Nhanh nhẹ, 10. Tinh thần, 20. Thể chất, 10. Trang bị, không đeo trang bị. Không gian triệu hồi, 0 trên 10. Bảng kỹ năng hiện có, 2. Kỹ năng 1, triệu hồi chiến sĩ xương cấp 1, triệu hồi một ma vật chiến sĩ xương cấp đồng đen. Chiến sĩ được triệu hồi phân thành 7 cấp bậc từ mạnh tới yếu, đồng đen, đồng xanh, bạc, vàng, kim cương, truyền thuyết, thần cấp. Kỹ năng 2, linh hồn hóa diệm cấp 1, đốt cháy linh hồn mục tiêu, tạo nên sát thương gây cháy. Uy lực sẽ dựa vào cấp độ của kỹ năng và sức mạnh tinh thần mà quyết định. Lâm Mặc Ngữ nghĩ rằng sức mạnh tinh thần của mình cần phải mạnh thêm một chút nữa vì pháp sư tử linh thuộc chức nghiệp pháp sư, nhưng kỹ năng triệu hồi chiến sĩ xương khô lại giống như chức nghiệp triệu hồi sư, anh hét lớn, triệu hồi chiến sĩ xương. Lập tức bảng thông báo hiện lên, tinh thần âm 10. Một thân ảnh dần dần xuất hiện trước mặt anh, toát ra hắc khí cuốn quanh cơ thể toàn là xương, chỉ được cuốn quanh bằng một vài mảnh vải. Đôi mắt huyền bí với màu xanh của địa ngục, trên tay cầm một thanh đoàn đao dài 10 tấc, chăm chăm nghe lệnh của anh. Chiến sĩ xương cấp đồng đen. Sức mạnh, 15. Nhanh nhẹn 15. Tinh thần, 15. Thể chất, 15. Kỹ năng, hiện không có kỹ năng. Các bạn học bên cạnh khi nhìn thấy kỹ năng triệu hồi của Lâm mặc cũng sợ hãi, mặt tái mét. Ban nãy họ còn coi đó chỉ là một chức nghiệp ẩn hiếm phế vật mà thôi. Trương đại sư cũng xuất ra một luồng sức mạnh sượt qua chiến sĩ xương đồng đen, dường như nó nhận thức được có kẻ đã lén tấn công mình và đã vùng đao lên để phòng ngự. Bảng thông báo hiện lên cho Lâm Mặc biết rằng chiến sĩ xương đang bị tấn công, hỏi anh có muốn phản công lại đối thủ không. Trong vòng 10 giây nếu không đưa ra mệnh lệnh thì hệ thống sẽ tự động tiến hành phản công lại. Anh nhanh chóng ra lệnh cho dừng lại trước khi quá muộn. Trương đại sư khen ngợi, con chiến sĩ này có tính cảnh giác rất cao. Ông ta thấy rằng bản thân mình là chức nghiệp giả cấp 52 còn Lâm Mặc Ngữ chỉ là cấp 1, vậy mà vật triệu hồi lại có tính ác ý với mình. Chiến sĩ xương này thuộc tính cũng khá là bình thường, còn Lâm Mặc Ngữ mới chỉ có cấp 1, xem ra chức nghiệp còn rất yếu, có lẽ sau này nếu cấp độ của hắn tăng lên thì những bộ xương này sẽ càng ngày càng lợi hại. Trương đại sư nói, "Cảm ơn ngươi đã cho ta xem, hãy cố gắng lên. Với góc nhìn của ta thì sau này ngươi chắc chắn sẽ là một kẻ có tiền đồ." lâm mặc ngữ cúi đầu và quay người rời đi chiến sĩ xương đồng cũng lóc cóc theo sau và cảnh giác không để ai lại gần anh các bạn học lúc này cũng sợ hãi và tránh xa hai người họ biết rằng chức nghiệp mà lâm mặc ngữ thức tỉnh không phải chỉ là một chức nghiệp ẩn bình thường mà rất kinh khủng cao dương bạn thân của anh chạy tới và nói mặc ngữ tôi có thể sờ nó một lát được không cao dương cảm thấy bộ xương khô này không lợi hại lắm nhìn trông rất tàn tạ lâm mặc ngữ đáp chắc chắn là nó sẽ lợi hại hơn cậu rồi loa thông báo vang lên Người tiếp theo chuyển chức, Cao Dương. Anh ta nhanh chóng chạy lên quảng trường để chuyển chức và nói, tôi đi trước đây, tí nữa chúng ta sẽ gặp lại nhé. Lâm Mặc Ngữ triệu hồi chiến sĩ xương trở về không gian của nó. Bảng thông báo hiện lên, không gian triệu hồi 1 phần 10, chiến sĩ xương số lượng 1. Anh hiểu ra không gian triệu hồi có thể chứa được vật triệu hồi, có thể tùy ý tiến hành triệu hồi theo mệnh lệnh của mình mà không cần tiêu hao sức mạnh tinh thần. Không gian triệu hồi sẽ tăng dần khi bản thân anh tăng cấp. Anh nhớ lại một thoáng chốc khi mình thức tỉnh chức nghiệp, thấy hình bóng của một con rồng đang bị hàng ngàn hàng vạn những bộ xương tấn công. Đó chính là pháp sư tử linh chân chính của thời trước đang đại chiến với con rồng. Anh tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt được cấp độ đó và tiêu diệt ngay lập tức. Lúc này, Cao Dương cũng vừa mới chuyển chức xong, anh ta chạy tới khoe lâm mặc. Sao nào? Đã nói là tôi có thể chuyển chức thành hiệp sĩ mà. Nếu bọn chúng muốn giết tôi thì phải bước qua được xác cậu trước. Ha ha. Lúc này, bảng thông báo cũng hiện lên chức nghiệp của Cao Dương là chuyên nghiệp chủ chiến, hiệp sĩ kiếm thuẫn chức nghiệp cấp cao. Lâm Mặc cũng cười khẩy, cậu đang xàm xí cái gì đó. Có mà cậu nói ngược lại rồi, ha ha, cuối cùng cậu cũng đã mở miệng rồi. Tôi cố ý nói ngược lại đó, cậu không phát hiện ra sao. Lúc này, quá trình chuyển chức của mỗi học sinh đã xong. Ông hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, các em học sinh, chuyển chức đã kết thúc. Không quan tâm chức nghiệp sau khi chuyển của các em là gì, nhà trường đều sắp xếp chỗ nâng cấp để giúp các em phát triển. Ngày mai, vụ bản nâng cấp cho tân thủ của thành phố Tây Hải cũng sẽ diễn ra. Hy vọng mọi người cố gắng nỗ lực nâng cấp, đạt thành tích tốt trong kỳ thi cuối năm vào một tuần sau và vào được ngôi trường mà mình mong muốn. Lâm Mặc lúc này cũng suy nghĩ rằng quái vật trong vụ bản nâng cấp tân thủ tập trung từ cấp 1 đến cấp 8, số lượng không nhiều, độ khó cũng không cao, an toàn hơn so với dã ngoại bên ngoài. Đột nhiên có một bạn học từ phía sau gọi to, "Lâm Mặc Ngữ, đợi đã." Thì ra đó là Hạ Tuyết. Cô ấy muốn so tài với anh, sau so thành tích thi cuối kỳ của chúng ta, ai giỏi hơn cậu dám so không? Lúc này Lâm Mặc Ngữ chỉ trả lời, đồng ý, Hạ Tuyết sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng cô vẫn ngoái lại nói, chốt như vậy nhé. Tôi chắc chắn sẽ không thua cậu mãi đâu, tuy trong quá trình chuyển chức hôm nay một lần nữa cô lại bị thua anh, nhưng chắc chắn bản thân cô sẽ không bỏ cuộc. Về đến nhà, Lâm Mặc lúc này cũng đang trầm tư cầm tấm ảnh chụp gia đình của mình lên xem xét. Đó là bức hình chụp chung ba người gồm anh, chị gái và bà nội của anh. Lúc này, anh tự hứa với bà nội mình rằng, con đã chuyển chức thành công rồi bà à, chức nghiệp ẩn siêu cấp hiếm có đó. "Chị, hãy đợi em, em cũng sẽ cố gắng thi đậu vào học viện Hạ Kinh." Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh mở cửa thì phát hiện ra đó là hiệu trưởng Lục. Ông tới đây để nói, "Mặc Ngữ à, những đồ dùng sinh hoạt này em gửi cầm trước đi." Anh nhớ lại cảnh năm ngoái, thành phố Tây Hải cũng chỉ có một mình chị của anh thi đậu vào học viện Hạ Kinh. Năm đó, ông hiệu trưởng đã đồng ý chăm sóc tốt cho em trai của cô bé ấy thì cô mới đồng ý đến học viện Hạ Kinh. Bản thân ông nhất định phải tuân thủ lời hứa ông chào anh rồi rời đi. Vào buổi tối hôm đó, bất chợt khi anh đang chuẩn bị đi ngủ, một bảng hệ thống hiện lên trước mặt anh. Bảng thông báo, kiểm tra ra ký chủ thức tỉnh chức nghiệp tử linh pháp sư, chức nghiệp phù hợp với yêu cầu, thiên phú hệ thống mạnh nhất đang ràng buộc với ký chủ. Bắt đầu lấy ra tư liệu thế giới tối ưu hóa kỹ năng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh thiên phú thần cấp duy nhất, tăng trưởng toàn diện cấp 1. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng bị động chuyển dịch sát thương. Ghi chú, kỹ năng bị động chuyển dịch sát thương, tăng trưởng toàn diện cấp 1, tất cả hiệu quả kỹ năng tăng gấp 5 lần. Chuyển dịch sát thương, tổn thương mà bản thân Vu sư nhận được sẽ do vật được triệu hồi gánh chịu. Anh vô cùng ngạc nhiên sau khi đọc bảng thông báo rằng mình đã tăng thêm một kỹ năng thiên phú và một kỹ năng bị động. Thật đúng là thần cấp mà, anh nhanh chóng thử độ hiệu quả của kỹ năng triệu hồi chiến sĩ khô lâu. Một tàn ảnh bắt đầu xuất hiện giữa không gian, trên tay cầm một thanh đoàn đao và một tấm khiên gỗ. Đó chính là chiến sĩ khô lâu cấp sắc đen. Sức mạnh, 75, linh hoạt, 75, tinh thần, 75, thể chất, 75, kỹ năng, không. Anh thật sự kinh hãi khi nhận ra thuộc tính chiều nay của chiến sĩ này với hiện tại đã được tăng lên gấp 5 lần tất cả các chỉ số rồi. Thế này, bản thân mình kết hợp với kỹ năng chuyển dịch sát thương nữa thì so với những người cùng cấp độ, mình trở thành bất bại. Ngày thứ hai tại phó bản tăng cấp tân thủ, lúc này có rất nhiều học viên tụ tập tại đây để chuẩn bị vượt phó bản. Đa số họ thường kết hợp với nhau để tạo thành một tổ đội nhằm vượt phó bản một cách an toàn nhất cao dương cũng cùng đến với lâm mặc và hỏi anh rằng có muốn cùng tổ đội với mình hay không lâm mặc nói rằng nếu tổ đội thì phải chia kinh nghiệm nên việc tăng cấp sẽ rất lâu nên anh muốn đi một mình hơn cao dương tức tối nói tên tiểu tử thối kia có phải cậu khinh thường lão tử không hả thiếu gia ta thành tâm thành ý mời cậu thế mà lại dám từ chối nếu cậu không cho ta một lý do thích đáng thì bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu đâu đấy hạ tuyết ở đằng sau cũng chen và nói lâm mặc nói không sai Tổ đội hai người thì sẽ bị chia kinh nghiệm đều cho nhau. Với kinh nghiệm của các tiền bối để lại thì phó bản dưới cấp 10 phù hợp với việc đi đơn hơn, còn phó bản trên cấp 10 thì sẽ phù hợp với tổ đội. Lúc này, hiệu trưởng cũng xuất hiện và nói với mọi người, ngoài Hạ Tuyết và Lâm Mặc Gia thì tất cả những chức nghiệp chủ chiến khác đều phải dẫn theo phụ trợ để tiến vào phó bản. Các em đừng mong rằng mình đi lẻ có thể chiến thắng. Một khi bước vào phó bản, lúc đó các em sẽ biết rằng mình không thể rời xa được phụ trợ của mình. Thậm chí bây giờ các em đều là học sinh không cần phải tranh đấu thi đua với nhau làm gì để mà mất tình cảm. Những học sinh khác sau khi nghe được thông báo từ hiệu trưởng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên tại sao hai người đó lại không cần mang phụ trợ mà vẫn được tiến vào. Ông cũng giải thích rằng bạn học Hạ Tuyết muốn thi vào học phủ Hạ Kinh nên cần phải nhanh chóng thăng cấp một cách nhanh nhất. Với chức nghiệp của em ấy là pháp sư nguyên tố nên việc đi phó bản một mình đều có thể dễ dàng hơn mọi người. Còn Lâm Mặc thì thầy cũng không hiểu được chức nghiệp của nó, cũng không hiểu rõ chiến lược của nó thế nào. Nếu các em muốn đi cùng cậu ta, thì những người có chức nghiệp phụ trợ có thể hỏi cậu ta xem có muốn tổ đội cùng mình hay không. Những cô gái mang chức nghiệp phụ trợ sau khi nghe được đều tỏ vẻ sợ hãi, mọi người đều nói rằng mình sợ những bộ xương đó và không muốn đi cùng cậu ta. Lâm mặc lúc này trên tay đang cầm một pháp trượng, chỉ số của nó là tăng sức mạnh tinh thần cộng một. Anh cũng mong muốn rằng bản thân mình có thể thi vào học phủ hạ kinh để sớm ngày gặp chị gái mình, nên việc cần phải tăng cấp nhanh chóng là đương nhiên cần phải đi solo một mình rồi. Anh nói, hiệu trưởng Lục, em cũng muốn thi vào học phủ hạ kinh. Ông cũng bất ngờ trước câu nói đó của Lâm Mặc và hỏi anh rằng em có biết độ khó để thi vào học phủ Hạ Kinh là như thế nào không? Muốn thi vào học phủ Hạ Kinh thì ít nhất phải đạt cấp 12 trước kỳ thi đại học, nhưng đó vẫn chưa chắc chắn vì độ cạnh tranh rất lớn, an toàn hơn phải đạt cấp 15. Chị gái của em năm đó đạt cấp 16 nên mới được đích thân học phủ Hạ Kinh đó nhận. Các em chỉ còn thời gian một tuần ngắn ngủi, liệu để có thể đạt cấp 12 đâu phải là điều dễ dàng nói là làm được, còn đến cấp 15 thì cực kỳ khó khăn. Quái vật trong phó bản tân thủ cao nhất cũng chỉ có cấp 8, với lượng kinh nghiệm ít ỏi như vậy thì không thể nào đạt được tới cấp 12. Càng húng hồ ngoài cấp độ ra còn rất nhiều điều kiện khác mà tới ngày thi thì chúng ta mới biết được. Lâm Mặc cũng nói rằng em có lòng tin chắc chắn. Với ánh mắt kiên định của anh, ông hiệu trưởng cũng đành chấp nhận tin tưởng anh và ông cũng suy nghĩ rằng thằng bé này có được chức nghiệp ẩn vậy thì nói không chừng thật sự là có thể làm được. Anh cũng nhanh chóng tiến tới cổng cùng với lời thách thức của Hạ Tuyết. Cô nói, chúng ta cùng so xem ai là người tăng cấp nhanh hơn. Không thấy anh trả lời nên cô cũng tự mình cho rằng anh đã đồng ý thách thức, lâm mặc nhanh chóng tiến vào bên trong. Vì tối qua đã triệu hồi một con xương khô nên anh bị tiêu hao 10 điểm tinh thần. Sau một đêm thiền định, sức mạnh tinh thần của anh đã hồi phục được 40 điểm, điều đó có nghĩa là có thể triệu hồi được bốn con chiến sĩ xương. Những tàn ảnh bóng đêm dần dần xuất hiện và thành hình những chiến binh. Lâm mặc lúc này cũng ra lệnh cho sáu con chia thành các hướng khác nhau để săn lùng quái. Do chênh lệch quá lớn về mặt chỉ số, nên những bộ xương này đi tàn sát quái vật một cách nhanh chóng, hầu như với những con quái thường thì chỉ cần một kích là đã tiêu diệt được. Lâm Mặc cũng nhận được thông báo tiêu diệt thành công quái vật và EXP thêm. Cứ mỗi lần hạ sát được một con quái vật thì thanh kinh nghiệm của anh tăng lên 1%, vậy thì có thể nói chỉ cần tiêu diệt đủ 100 con thì có thể thăng lên cấp rồi. Hiệu quả của bọn xương khô này quá kinh ngạc, kinh nghiệm của anh đang tăng lên vù vù mà chỉ mới trải qua có mấy phút. Chỉ mất nửa tiếng anh cũng đã lên cấp 2, bảng thông báo cũng hiện lên. Họ và tên, Lâm Mặc Ngữ. Chức nghiệp, Pháp Sư Tử Linh, độc nhất. Cấp độ, 2. Phần trăm lên cấp, 1,0%, thuộc tính, sức mạnh, 20. Nhanh nhẹ, 20. Tinh thần, 40. Thể chất, 20. Trang bị, không đeo trang bị. Không gian triệu hồi, 6 phần 10, chiến sĩ xương số lượng 6. Thiên phú, tăng toàn diện cấp 1. Kỹ năng bị động, di chuyển sát thương. Kỹ năng chủ động, linh hồn hỏa diệm cấp 2, triệu hồi chiến sĩ xương cấp 2. Anh lúc này cũng tiếp tục triệu hồi chiến sĩ xương cấp 2, thuộc tính của chiến sĩ xương đã tăng lên, số lượng chiến sĩ xương đã tăng lên đến 8 con, hiệu quả giết quái cũng tăng đáng kể. Mà đây chỉ là bắt đầu cuộc trinh phạt mà thôi. Chiến sĩ xương cấp đồng đen, sức mạnh, 125 nhanh nhẹn, 125 tinh thần, 125 thể chất, 125 kỹ năng, hiện không có kỹ năng. Với sự thăng cấp của chiến binh xương, bọn chúng như những ma vật tàn sát hết quái vật xung quanh. Bảng thông báo của Lâm Mặc cũng nhảy lên liên tục, giết mèo lông xám LV2, EXP cộng 20, giết chó nâu cấp 3, EXP cộng 30, giết vua chuột mắt xanh cấp 4, EXP cộng 40. Anh cũng nhận được một tấm bản đồ hiển thị số lượng chiến sĩ xương của anh cùng những điểm sáng quái vật xuất hiện. Bọn chúng dần dần phủ bản đồ và mở rộng những khu vực tối chưa được khai phá. Bất chợt, anh phát hiện đằng sau mình có một đôi mắt đỏ rực đang lao tới. Dường như con quái vật này đã bị bọn xương bỏ lỡ, cũng đúng lúc anh có thể thử kỹ năng chủ động của mình. Anh xuất ra một nguồn năng lực màu xanh bao quanh con quái vật mèo kia. Nó chưa kịp phản ứng gì thì đã chỉ còn lại cái xác khô. Bảng thông báo hiện lên, bạn đã tiêu diệt mèo lông xám cấp 2, EXP cộng 20. Do kỹ năng được thiên phú bắp lên gấp 5 lần, con mèo này bị giết trong tức khắc. Đòn tấn công tinh thần này quá mạnh, nó bỏ qua mọi phòng ngự vật lý và phép. Quả thật, chức nghiệp ẩn này thực sự rất lợi hại mới có hai kỹ năng thôi mà đã bá đạo như vậy rồi. Cho dù không có bắp thiên phú, thì tử linh pháp sư cũng nhất định không yếu hơn bất kỳ chức nghiệp cấp truyền thuyết nào cả. Vừa dứt lời, bản thân anh dường như rơi vào trạng thái thăng hoa. Anh lại thăng lên một cấp, bảng thông báo hiển thị anh đã lên được level 3. Lên cấp cũng hồi lại điểm tinh thần của mình, anh nhanh chóng triệu hồi thêm ba con kỵ sĩ xương nữa. Với 11 con kỵ sĩ xương khô, bọn chúng như những ma thần càn quét phó bản. Chỉ qua vài tiếng, điểm kinh nghiệm của Lâm Mặc nhảy lên vùn vụt và anh lại thăng lên một cấp nữa. Thời gian duy trì phó bản tân thủ là 12 tiếng, hiện tại đã qua 4 tiếng, anh đã đạt được level 4. Với tốc độ này, không tới một tiếng nữa anh có thể thăng lên một cấp nữa. Nếu may mắn, anh có thể trực tiếp lên tới cấp 8 và sẽ đi đến ngoại thành Tây Hải. Ở nơi đó có nhiều quái vật cao cấp hơn, việc thăng cấp cũng trở nên dễ dàng hơn. Bên ngoài phó bản, hiệu trưởng đang ngồi tán gẫu với Hạ Đông Phương, gia chủ Hạ Gia và cũng là cha của Hạ Tuyết. Ông nói rằng gia chủ hạ ra đến xem hạ tuyết vượt phó bản hạ. Mấy năm nay, tiểu tuyết đều được hiệu trưởng lục chăm sóc rồi. Tôi có làm gì đâu, nha đầu đó rất nỗ lực lại thông minh nữa, lần này chuyển chức cũng vô cùng thành công. Có lẽ ông cũng đã biết rồi, hạ tuyết là pháp sư nguyên tố chức nghiệp hiếm. Thật tiếc quá, hôm qua tôi bận nên không có thời gian tận mắt xem con bé chuyển chức. Lần này không thể bỏ lỡ phó bản đầu của con bé được. Tô Thiên Tinh và Lâm Mặc Hàm lúc trước cũng đều là chức nghiệp hiếm. Khi xong phó bản tân thủ đều có thể đạt tới cấp 5. Nếu vậy, không chừng Hạ Tuyết cũng sẽ như vậy. Mong là vậy, nha đầu này từ nhỏ đã có tính cạnh tranh lớn rồi, lần này lại gặp phải tên Lâm Mặc Ngữ, chắc chắn con bé sẽ cố gắng lắm. Tốc độ thăng cấp từ ngày đầu của họ có thể đoán ra được tốc độ tăng trưởng người đó vào những ngày sau. Nếu Hạ Tuyết ngày đầu không thể tăng đến cấp 5 thì muốn vào được học phủ Hạ Kinh rất khó, còn không biết tên tiểu tử Lâm Mặc Ngữ có thể đến được cấp mấy, hắn cũng có được chức nghiệp ẩn, chắc cũng không tồi. Mỗi người sau khi bước vào phó bản chỉ có tối đa 12 tiếng. Sau đó sẽ bị cưỡng chế rời khỏi phó bản. Bây giờ, chúng ta đợi sau 12 tiếng nữa thì sẽ biết được bọn họ tăng được đến cấp bao nhiêu thôi. Cha của Hạ Tuyết hỏi thêm rằng đúng rồi, hôm qua nghe nói quý trường đây xuất hiện dị tượng gây chấn động, dường như có một người thức tỉnh được chức nghiệp ẩn phải không? Phải đấy, học sinh đó tên Lâm Mặc Ngữ, chức nghiệp chuyển là Tử Linh Pháp sư. Tôi cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ, cũng chưa biết sức mạnh như thế nào. Chị của Lâm Mặc chính là Lâm Mặc Hàm, người mà năm trước một mình đậu vào học phủ Hạ Kinh. Nếu mà Hạ Tuyết có thể tiến vào đó, không chừng anh có thể nhờ cô bé đó chăm sóc cho Hạ Tuyết. Bên trong phó bản, Lâm Mặc đang điều khiển hàng loạt chiến binh xương càn quét. Anh biết rằng chiến binh xương rời xa anh nhất là 500 mét là khoảng cách an toàn nhất mà anh có thể đặt hiện tại. Anh đã ở trong này được 7 tiếng rồi, chỉ tiêu diệt quái cấp 7 trở xuống, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của quái cấp 8. Các quái chiến binh xương vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của bọn chúng và kiếm một mớ kinh nghiệm về cho anh. Sau khi càn quét tới cuối bản đồ, Trước mặt anh là một khu rừng. Anh dẫn đầu đoàn quân tiến vào, bất chợt, một đòn tấn công mạnh mẽ chém đứt đôi cơ thể anh. Kỹ năng bị động chuyển dịch sát thương được kích hoạt, nếu không thì anh cũng đã đáp chiếu rồi. Cuối cùng, anh phát hiện quái vật cấp 8, nó là một thân cây khổng lồ cao sừng sững với trạng thái ngủ đông, chỉ cần có vật sống vượt qua, nó sẽ tấn công bất ngờ. Đây chính là quái vật hiếm dạng hoang dã ở trong phó bản. Những chiến binh xương của Lâm Mặc lúc này thuộc tính đều đã đạt 275, so với mấy con quái cấp 8 Chúng như đi đốn củi khô mà thôi. Anh ra lệnh cho đoàn chiến binh xương lao tới tấn công. Bọn chúng vung tay ra đòn dứt khoát nhưng đều bị bật lại. Có vẻ như cần nhiều hơn một đòn mới có thể hạ gục. Sau khi điều động toàn bộ chiến binh tiến lên, anh nhận ra rằng cần phải bốn đòn mới có thể hạ sát được một con quái. Điều này khiến việc thăng cấp của anh chậm đi rất nhiều so với lúc trước, nhưng đổi lại, giá trị kinh nghiệm của bọn này thì lại nhiều hơn so với quái vật cấp thấp. Càng tiến sâu vào khu rừng anh càng nhận ra rằng ở đây không chỉ có một cây mà như một khu rừng vậy. Nơi này đúng là nơi để anh thăng cấp, sau một hồi cho đám chiến binh xương đi đốn gỗ, lượng kinh nghiệm của anh cũng tăng vù vù. Bên ngoài, mọi người đều bất ngờ khi thấy một thân ảnh bắt đầu xuất hiện đi ra ngoài. Họ tự hỏi rằng kỳ lạ, chưa hết thời gian mà, lẽ nào người này gặp sự cố nên bị đẩy ra ngoài. Phải biết rằng lối ra của phó bản cần phải xuyên qua rừng cây bảo vệ level 8 mới có thể xông ra ngoài. Mặc ngữ, tại sao em lại ra ngoài rồi, Giết hết rồi thì ra ngoài thôi Bảng thông báo hiện lên lâm ngữ mặc level 7 Ông hiệu trưởng cũng mất chữ A mùm chữ O khi biết anh đạt tới level 7 chỉ mất vỏn vẹn 10 tiếng Anh nói rằng số lượng quái vật trong đó quá ít Chứ không thì anh cũng phải đạt tới cấp 8 Thầy Lục, em muốn xin được tới ngoại thành Tây Hải Ông hiệu trưởng chỉ biết cười trừ và nói Được, thầy sẽ đồng ý và viết chứng minh thư xuất hành cho em Em về nghỉ ngơi chút đi Đợi các bạn khác hoàn thành xong phần thi của mình rồi sẽ đưa các em ấy quay trở lại Ông hiệu trưởng sau khi thấy Mạc Ngữ nói như vậy, như nhận được một tin trời giáng, ông cũng nhanh chóng quay lại chỗ cha của Tiểu Tuyết. Hai tên vệ sĩ bên cạnh cũng hỏi rằng, bạn học đó sao lại ra trước như vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì chăng đúng thế? Cậu ta không bị thương hay sao mà sao lại chỉ có một mình vậy? Đồng đội của cậu ta đâu? Lão Lục à, trên mặt ông làm sao mà khó coi vậy? Ừ, cậu ra. Chính là Lâm Ngọc Ngữ, một mình cậu ta đã dọn sạch vụ bản rồi, viết sạch quá ấy, vật cấp 8 trong đó đấy. Mọi người sau khi nghe thấy đều rất là hốt hoảng, không ngủ là chuyên nghiệp, ẩn, đúng vậy. Nói như vậy thì Tử Linh pháp sư hiện giờ có thể vượt qua tất cả các doanh nghiệp mà chúng ta đã từng biết, hoàn toàn có thể sánh với chức nghiệp cấp truyền thuyết. Chức nghiệp các truyền thuyết mạnh thế nào thì bản thân tôi đây cũng chưa từng thấy qua nên không thể biết được. Còn chức nghiệp hiệu suất cao như vậy thì Tử Linh pháp sư sau khi nâng cấp cũng mạnh như vậy sao? Tên tiểu tử này rất có triển vọng, chuyện sau này không cần chúng ta bận tâm rồi. Nếu cậu ta có thể thi đỗ học viện Hạ Kinh vậy thì học viện Hạ Kinh sẽ phải đau đầu là cái chắc rồi. Ha ha, tiểu thuyết từ nhỏ đã nhiều, thắng lần này, e rằng sẽ phải chịu một đà kích rất lớn rồi. Ông hiệu trưởng lúc này cũng vui vẻ, vụ vai cha của Hạ Tuyết nói rằng, ha ha, không chỉ một lần này đâu, ông không ở nhà thường xuyên nên không thể biết được. Những năm nay thành tích của Lâm Mặc Ngữ đều hơn con bé Hạ Tuyết rất nhiều. Trong vòng 3 năm nay, con bé chỉ làm kể thứ hai thôi đó. Như vậy sao thế mà con bé Hạ Tuyết cũng không hề nói với mình. Lúc này, nó mặc đang ngồi nghỉ ngơi ở vách đá hiện tại. Số lượng chiến sĩ khu đô của anh ta triệu hồi ra đã đạt đến 24 con, nhưng không gian triệu hồi đã tăng trưởng lên đến mức 70. Xem ra để làm đầy không gian triệu hồi thì bản thân cần không ít thời gian hồi phục đây mà. Ở tại trước cổng phó bản lúc này, Hạ Tuyết cũng bắt đầu tiến ra. Cô tràn đầy tự tin, lần này nhất định là mình sẽ thắng. Mình đã nâng cấp đến cấp 5 rồi, săn bằng kỷ lục của tân thủ phó bản rồi. Tên Lâm Ngọc Ngữ đáng ghét đó thì thế nào nhỉ? Vừa nói dứt lời, Cô với vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy Mạc Ngữ đang ngồi nghỉ ngơi. Cậu, cậu ra lúc nào vậy? Đợi đã, tại sao cậu ta lại ra sớm hơn mình chứ? Bảng thông báo cũng hiện lên, cô biết được rằng Lâm Mặc Ngữ hiện tại là tử linh pháp sư cấp 7. Sao sao, có thể cậu làm sao có thể đạt đến cấp 7 rồi? Bà, tại sao bà lại đến đây? Hạ Tuyết cũng nhanh chóng lên xe cùng với bà của mình. Cô nghe được rằng bà, mình đang hỏi con đang nằm với tên nhóc đó hả? Có cần ông lão này giúp gì cho con không? Tên đó quả thật là quá đáng sợ, bà ba năm nay liên tục đều lợi hại hơn con. Đây là việc của con, con nhất định sẽ không thua tên ngốc đó mãi đâu. Ha ha, được, có điều, bác cần nói với con một chuyện. Lâm Ngọc Ngữ chỉ mất 10 giờ để ra khỏi phụ bản. Hơn thế nữa, cậu đã giết sạch toàn bộ quái vật cấp 8 trong đó và đi ra. Cái gì, giết sạch quái vật cấp 8, mình vừa mới đi đến được quái vật cấp 7, còn chưa từng gặp một con quái vật cấp 8 nào cả. Hơn thế nữa, cậu ta còn đi ra trước được tận 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà trong phụ bản có nhiều quái vật hơn chút, không phải cậu ta có thể trực tiếp đạt tới level 8 hay sao? Mọi người trong phụ bản lúc này cũng đã tờ giới hạn và bị đẩy ra ngoài. Tên ngốc Cao Dương sau khi thấy mặc ngữ đạt tới level 7 thì chạy tới ôm chân van xin khóc lóc. Mặc ngữ cậu, làm thế nào để nâng tới level 7 vậy không? Lâm lão đại có thể mang tôi theo luyện tập không? Cầu xin cậu đó. Với tình thế này, mà phụ nữ cũng chỉ có thể nói rằng, lần sau nhất định, lần sau tôi sẽ mang cậu đi ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường ngày hôm sau cao dương lúc này cũng đến rất sớm và đợi mặc ngữ mãi không thấy anh ta chỉ hỏi thầy hiệu trưởng lục sau lâm mặc còn chưa tới à em ấy đi ra ngoại ô tây hải rồi à a à tin lâm ngọc ngữ cậu lừa tôi tôi phải quyết đấu với cậu bỏ đi với sức lực hiện tại của em thì không thắng nổi cậu ta đâu chuyển cảnh tại nơi giao dịch thần hạ đế quốc Lâm Mặc sau khi nhận được hòn đá xác nhận thân phận từ ông hiệu trưởng thì anh cũng nhanh chóng tới đây để đăng ký và xem có nhiệm vụ nào phù hợp với bản thân mình không. Bảng thông báo cũng bắt đầu hiện lên, xác nhận thân phận xác nhận thành công quốc dân thần hạ đế quốc, Lâm Mặc Ngữ, cho phép sử dụng nơi giao dịch thần hạ đế quốc, cấp độ cống hiến không, quyền hạn cấp 1. Hàng loạt bảng nhiệm vụ hiện lên, đa số đều là nhiệm vụ thu mua, khi thu mua xương thú với giá 30 vàng, sói đen 20 vàng, cỏ thanh nha 50 vàng và có một nhiệm vụ khiến bản thân Lâm Mặc thấy có chút thú vị, đó là nhiệm vụ cấp 14, tiêu diệt tinh góp linh Vương. Vụ bản có mức độ khó gấp ác mộng trở lên, mới có tỷ lệ tinh thạch rơi ra, phần 10.000 vàng. Nhiệm vụ này phần thưởng nhiều vàng như vậy, có lẽ là có chút khó khăn vì thông thường, độ khó phụ bản được chia thành phổ thông, ác mộng, địa ngục. Vì cấp độ khó ác mộng thì nó đã khó hơn cấp phổ thông gấp mấy lần, không có tổ đội mạnh, cơ bản là không thể nào vượt qua nổi. Huống chi cấp độ khó địa ngục, càng không phải người chơi ở cấp phổ thông có thể tiến vào, xem ra tạm thời bản thân anh cũng không thể tham gia vào được. Anh cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ và tiến dần ra cổng. Một lính canh xác nhận thông tin của Lâm Mặc Ngữ, cấp 7 Tử Linh Pháp sư. Tử Linh Pháp sư là chuyên nghiệp gì nhỉ? Là trường nào mới cấp 7 đã đồng ý cho học sinh xuất hành ra ngoài rồi. Sau khi xem xét một hồi, người canh gác lúc này cũng nói rằng chứng minh xuất hành của cậu đã có hiệu lực, về sau có thể tự do ra vào mọi ngóc ngách thần hạ đế quốc, bên ngoài có rất nhiều quái vật xin hãy chú ý an toàn vạn sự cẩn thận đặc biệt là vào ban đêm khi gặp nguy hiểm có thể chạy về mạng sống là quan trọng nhất cảm ơn ngài tôi sẽ cẩn thận khung cảnh bên ngoài thành lúc này như hai thế giới khác nhau chỉ cách một bức tường bên ngoài này thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng gầm của quái vật ở phía xa không khí cũng dường như phảng phất mùi máu tanh một bàn chân quái vật đang dọn dẹp xuất hiện nó đang dần dần tiến về phía anh nhằm đột kích anh từ phía đằng sau nhưng không thể nào qua được ánh mắt của anh lúc này lâm mặc triệu hồi lính xương đi tiêu diệt con goblin này. đây là con goblin tuần tra. nó đạt cấp 10, sức mạnh 120, linh hoạt 50, tinh thần 50, thể chất 120, kỹ năng là không loại. robin cấp 10 này đứng trước chiến sĩ khô lâu với chỉ số thuộc tính đạt tới 375 hoàn toàn không xứng làm đối thủ. đòn tấn công của con quái vật vào chiến binh khô lâu như mũi đốt inot không tạo ra nổi một sát thương, khô lâu cũng nhanh chóng phát kích chỉ bằng một đòn đã tiêu diệt con goblin này. Do nhận được cảnh báo của con lính tuần tra, cả một đội quân goblin cũng phát hiện ra hành tung của Lâm Mặc và lao tới tấn công, nhưng với đội ngũ đông đảo chiến binh xương thì chả ngại gì va chạm. Với chỉ số cũng như lượng kinh nghiệm của phó bản cấp 10 này, thì đối với Lâm Mặc, đây như một bữa tiệc buffet, mỗi con chỉ vọn vẹn một đòn là hạ gục. Lượng kinh nghiệm cũng như vật phẩm của bọn chúng rơi ra hiển thị trên bảng thông báo của anh liên tục. Với cái tốc độ này, thì trước khi tới kỳ thi đại học, anh tin chắc mình có thể đạt tới cấp 15. Chị ấy lúc trước khi thi đại học đã đạt tới cấp 16. Không biết là chị làm thế nào mà được như vậy. nhân năm học lúc này cũng tự hứa với bản thân rằng Chị à, em nhất định sẽ cố gắng thi vào học viện Hạ Kinh để gặp chị. Bảng thông báo lúc này cũng hiện lên. Họ và tên Lâm Mặc Ngữ. Chức nghiệp Pháp Sư Tử Linh, độc nhất. Cấp độ 10. Phần trăm lên cấp 0,0%. Thuộc tính, sức mạnh 100. Nhanh nhẹn 100. Tinh thần 300. Thể chất 100. Trang bị, không đeo trang bị. Không gian triệu hồi, 40 phần 100, chiến sĩ xương số lượng 40. Thiên phú, tăng toàn diện cấp 2. Kỹ năng bị động, di chuyển sát thương. Kỹ năng chủ động, linh hồn hỏa diệm cấp 10, triệu hồi chiến sĩ xương cấp 10. Tăng trưởng toàn diện, cấp 2, tất cả hiệu suất kỹ năng tăng gấp 10 lần. Anh đã đạt đến cấp 10, các thuộc tính khác thay đổi không nhiều, mỗi lần lên cấp chỉ tăng khoảng 10 điểm. Tuy nhiên, lực tinh thần của anh đã đặt ở mức 300 điểm, tăng mạnh lên 120 điểm một lần. Chính vì vậy, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên về việc chỉ cần có 10 thuộc tính, anh lại có thể có một lần tăng trưởng rất lớn. Bản thân anh thuộc chức nghiệp pháp sư, thay đổi lớn nhất chính là tinh thần lực và kỹ năng thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều. Chiến sĩ khô lâu của anh cũng đã nâng cấp lên cấp đồng thao. Họ được trang bị giáp mũ, giáp tay cầm dìu, không còn là thanh đao mẻ nữa. Bên cạnh đó, chiến sĩ khô lâu cấp đồng thao còn được học thêm một kỹ năng chủ động là cú đánh cuồng bạo gây sát thương gấp đôi với thời gian làm nguội là 10 phút anh tự tin bước đi trong khu vực này sau khi có được chiến sĩ khô lâu cấp đồng thao sau khi quan sát một hồi anh mới nhận ra rằng quái vật xung quanh đã bị anh xử lý hết sạch tuy nhiên đột nhiên một mũi tên đã cắm thẳng vào mặt anh và anh không kịp né tránh đòn này có thể coi như một đòn chí mạng kỹ năng bị động chuyển dịch sát thương được kích hoạt và các chiến sĩ đồng thao bên cạnh điên cuồng tìm kiếm lúc này một hình bóng xuất hiện là một cô gái với đôi mắt khá đẹp nhưng sau khi nhìn kỹ anh nhận ra đó không phải là cô gái có thể là một chuyên nghiệp cung tiễn sau khi cô gái đi đi những người lạ dần dần tiến lại gần trong số đó có một tên cầm cung và một tên cầm pháp trượng hai người này dường như đang đuổi theo cô gái kia nhưng chắc chắn là họ không thể bắt kịp tốc độ của tên thích khách đó tên tóc vàng lúc này cũng nói rằng nhóc kia thật gian xảo đã đuổi theo một hồi lâu mà vẫn để mất dấu tên cầm cung lúc này đến gần anh và hỏi nhóc con vừa rồi có một tên mặc đồ chạy qua đây phải không với ánh mắt cam phẫn anh chỉ nói rằng mũi tên của các người đã bắn chúng tôi rồi giờ hãy xin lỗi đi sau khi xem xét họ nhận thấy rằng tên tiểu tử này chính là người đã bắn mũi tên vào họ tuy nhiên không thấy anh ta làm sao cả chứng tỏ kẻ này rất nguy hiểm tên cầm cung cũng lên tiếng xin lỗi mặc dù lời xin lỗi không thật lòng và nói sẽ không có lần sau tên tóc vàng nhận ra rằng trước mặt anh là một chiến binh khô lâu phát ra sức mạnh thật đáng sợ anh ta cũng nhận ra đó là bản chất của hệ bất tử, chỉ những tội phạm tiềm ẩn mới sở hữu loại chức nghiệp ghê tởm như thế này. Tên gia hỏa này chắc chắn không phải điều tốt lành. Tên Cầm cung nhanh chóng kéo đồng đội rời đi và cảnh báo đừng làm phiền tên này. Nhìn hình bóng của hai tên kia, anh cảm thán rằng các ngươi may mắn, nếu như có cố gắng động thủ, chắc chắn sẽ trả giá gấp trăm lần sau khi lên cấp 10. Đội Ngũ Xương Khô làm việc rất bậy bạ, nhưng lượng kinh nghiệm dường như thay đổi rất ít sau khi đạt tới cấp 10, lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp giảm đi hơn 3 lần tính ra phải giết 5,000 con yêu tinh mới đủ để lên cấp. E rằng, kể cả chiến binh khô lâu không biết mệt mỏi, mỗi phát chém là tiêu diệt được một con, thì trong vòng tối hôm nay cũng không thể lên cấp 11. Thời gian trong phố chỉ có 12 tiếng, năm học lúc này cũng nhận ra rằng, với tình trạng như vậy, thời gian khi trở về cũng không thay đổi là mấy. Anh muốn thi vào học viện Hạ Kinh nhất định phải cố gắng hơn người khác. Sau một buổi chiều chiến đấu, lúc này màn đêm dần buông xuống, anh ngồi cạnh đống lửa, lẩm bẩm xem xét dựa vào tốc độ thăng cấp. Hiện tại, ngày mai sẽ đạt đến cấp 13, còn ngày kia có thể lên cấp 15 hay không thì chưa biết. Vì sao cấp 15 tốc độ thăng cấp sẽ giảm xuống? Lại phải dành ra một ngày để trở về. Tính như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể lên cấp 16. Khi xưa, sao chị lại thăng cấp nhanh như vậy được nhỉ? Mặc dù chức nghiệp của chị chỉ là kiếm nhẫn vui giả cấp truyền thuyết, nhưng tốc độ tăng cấp cũng không thể nào hơn mình. Trong khi mình sở hữu một đội ngũ xương khô, mình có thể tự tin về tốc độ tiêu diệt quái vật nhanh hơn bất kỳ ai. Nhất định có chỗ nào mình đã bỏ lỡ chăng? Chẳng lẽ nói đến đây, anh mới nhớ ra phó bản vùng mỏ tay hại sao thế nào chị và đồng đội đã vào phó bản cấp ác mộng để nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy là lần đó, khi trở về, chị đã bị thương rất nặng. Có lẽ bản thân anh đoán đúng, ngày mai nhất định phải đi xem thử có bản này. Đột nhiên, quạ trên bầu trời vang vọng từ sâu trong bóng tối, xuất hiện một bàn chân chiến binh xương khô. Lúc này, tên cũng cảnh giác chuẩn bị lao tới mặt nữa. Lúc này anh chỉ nghĩ đó chỉ là một chức nghiệp giả đến đây để luyện cấp nhưng mà người nửa đêm đến đây luyện cấp cũng không hề nhiều chẳng lẽ nào là lạc đường một cô gái nhỏ nhắn trên miệng bịt khẩu trang tiến tới hỏi có gì ăn không cho tôi với lâm mặc ngữ lúc này cũng sững người mới nhớ ra đó chính là cô gái mà chiều nay mình gặp phải với trai thì còn có thể từ chối nhưng con gái mà đã hỏi thì kiểu gì cũng phải giúp anh nhanh chóng đưa cho cô bé một củ khoai lang sau khi cởi khẩu trang nhìn cô bé này cũng rất xinh xắn với màu tóc hồng bạch kim và đôi mắt màu đỏ trông rất là cá tính sau khi nhận được củ khoai cô gái ăn như hổ đói không biết ngại ngùng là gì đến mức mắc nghẹn khó thở anh cũng ân cần đưa cho cô ấy một chai nước sau khi uống xong cô ta cảm ơn anh và hỏi cậu tên là gì với tính cách của mình anh chỉ nhìn một cái và không trả lời cô gái này cũng rất tinh ý khi biết anh là người không thích nói chuyện nên cô ta gợi ý dùng thuật thám chắc để biết thông tin về nhau hai người lúc này cũng sử dụng thuật thám chắc để dò thông tin, nhưng mà không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cô gái này. Cô gái dường như biết sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng nói có phải không thấy gì được đúng không mọi danh tính của anh lúc này cũng bị cô phát hiện. Hóa ra cậu tên là Lâm Mặc Ngữ, cấp 10 chức nghiệp là từ linh sư. Sao tôi chưa từng nghe qua chức nghiệp này bao giờ, cô gái tỏ ra kỳ lạ. Lúc buổi chiều, tôi có thấy khô lâu bên cạnh cậu đó là thú mà cậu triệu hồi ra, phải không? Vật triệu hồi ra được hệ bất tử là cực kỳ hiếm thấy đó sao cậu không nói chuyện vậy, đừng nói là cậu bị câm đấy nhé, nhìn dáng vẻ, cô cũng không nhận ra. Lúc này, anh cũng chỉ hỏi vì sao cô gái sau khi nghe được anh nói chuyện thì cũng vui như đón Tết thì ra là cậu biết nói chuyện à, câu hỏi vì sao thuật thám chắc lại mất hiệu lực hả? Bởi vì cái này trên tay cô lúc này cầm ra một huy chương màu vàng có dấu x. Cô giải thích rằng đây là huy chương ngăn trở chỉ cần đeo nó người có đẳng cấp không vượt quá cậu 10 cấp sử dụng thuật thám chắc với cậu đều mất hiệu lực. Giải thích xong, cô nên sử dụng tấm phù và nói, bây giờ cậu thử dùng thuật thắm chắc lại với tôi xem. Lâm Mặc Ngữ cũng nhanh chóng sử dụng và biết được danh tính của cô là Linh yi chức nghiệp thích khách bóng đêm cấp 19. Đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên anh nhận được thông báo có động tĩnh từ đằng sau. Thì ra, Khô Lâu đã phát hiện ra ba tin mà chiều nay muốn truy sát cô gái này. Bọn họ ở đây là muốn tiêu diệt, tiêu diệt bọn mình hay sao? yi lúc này cũng đứng lên nói, mấy tên này vẫn chưa thôi cơ à? Không phải chỉ là quyển trục kỹ năng trung cấp thôi sao? đuổi theo bổn cô nương mấy ngày rồi, còn chưa từ bỏ. Đúng thật là ruồi nhặng, mà tôi đi đây sau này có cơ hội lại tìm cậu chơi. Vừa nói dứt câu, một mũi tên bay về vận tốc cực mạnh được bắn từ đằng sau. Với bản năng sát thủ của mình, cô cũng nhận ra nguy hiểm và may mắn né được đòn đó. Khi mũi tên bắn trượt qua cô và chúng xuống dưới đất, nó tạo ra một vòng tròn đỏ và đánh dấu lên hai người. Thì ra, đó chính là mũi tên đánh dấu của tên xạ thủ lần này. Hai người gặp phiền phức rồi, mặc nữ lúc này cũng nhận ra được kỹ năng ẩn ngược của tên cung thủ đó có thể đánh dấu mục tiêu làm cho mục tiêu trở nên rõ ràng lại không có cách nào tiến vào trạng thái ẩn thân kỹ năng này đúng là chuyên dùng để khắc chế chức nghiệp thích khách trong khi chỉ có thích khách với một loài quái vật có thể ẩn thân xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị trước khi tới đây tên tóc vàng cũng tiến lại gần hai người với vẻ mặt đắc ý nói rằng lần này ngươi sẽ không chạy thoát khỏi bọn ta đâu bọn chúng chia ra bao vây hai người một tên cung thủ thì đứng ở trên cao để quan sát còn tên pháp sư và chiến binh thì chặn đường. tên tóc vàng lúc này cũng dương dương tự đắc mà nói, ta biết ngay mà các ngươi, đúng là cùng một hội thích khách hàng như chuột chuỗi. kết hợp với triệu hoán sư, vật bất tử âm thật là xảo trá. nhưng ngược lại, nhìn hai người có vẻ đẹp đôi đó, y y lúc này cũng nói rằng, cậu ấy không liên quan đến chuyện này. ta đưa quyển trục kỹ năng cho các ngươi, chúng ta đường ai nấy đi. tên xạ thủ lúc này, hắn ta cũng nói, nếu như là một ngày trước, thì đương nhiên không thành vấn đề. nhưng bây giờ bọn ta cảm thấy giết được ngươi sẽ an toàn hơn. Người chết vĩnh viễn im lặng, chỉ như vậy mới không ai biết bọn ta có quyền trục kỹ năng trung cấp. Y Y nhận thấy Lâm Mặc Ngữ chỉ có cấp 10, không thể để chuyện cổ mình liên lụy tới anh. Cô nói với anh rằng, một lát nữa tôi sẽ dụ bọn họ đi. Cậu tự mình chạy trước vậy, còn cô thì sao? Tôi là thích khách bóng đêm, màn đêm mới là sân nhà của tôi, đương nhiên là tôi sẽ có cách thoát thân. Bản thân anh lúc này cũng nghĩ rằng, nếu như cô gái này có thể đánh bại bọn chúng, thì ban ngày đâu đến mức phải bỏ chạy như vậy. Rõ ràng là thực lực của đối phương mạnh hơn cô ta rất nhiều. Hưởng Chi bây giờ, mũi tên còn đánh dấu như thế này thì kỹ năng ẩn thân cũng mất hiệu lực. Đối với một thích khách không có kỹ năng ẩn thân thì đồng nghĩa với việc mất đi 50% sức mạnh. Bọn chúng lúc này cũng không để cho hai người có cơ hội bàn chiến thuật. Đêm dài lắm, mộng đừng phí thời gian nữa, mọi người ra tay. Trên tóc vàng lúc này cũng bung quyền trượng lên, sử dụng ra một ánh hào quang. Hôm nay không chỉ ngươi phải chết mà tiểu gia hỏa kia cũng phải. Kéo theo kỹ năng thuật chiếu sáng, ánh sáng lúc này cũng soi dọi cả một vùng thuận chiều. Sáng này không chỉ dùng để chiếu sáng thông thường, mà còn có thể xua đuổi bóng tối. Gia tăng tỷ lệ bắn chúng của xạ thủ, quan trọng nhất, thuật chiếu sáng cũng là khắc chế kỹ năng loại ẩn thân của thích khách. Lần này, người chết không thể nghi ngờ, y y biết mình đang bị rơi ở thế hạ phong, không còn cách nào khác đành phải liều mạng với bọn chúng. Ba tên kia lúc này cũng sẵn sàng tư thế tấn công để lao vào chiến đấu mật ngữ. Sau khi nhìn bọn này khoa tay mù mép thì cũng bắt đầu xuất chiêu. Anh triệu hồi một lính xương khô, tên tóc vàng sau khi nhìn thấy thì khinh bỉ thật là lãng phí sức lực vật triệu hoán hệ bất tử. Thật sự làm cho người ta buồn nôn, hãy xem thuật đại hỏa cầu của ta đây. Đó là kỹ năng của pháp sư cấp 20, xem ta theo ngươi thành cho bụi. Nói dứt lời, hắn ta niệm chú trên cây gậy cũng bắt đầu hình thành một hỏa cầu to lớn và được bay thẳng tới chỗ anh. Y y lúc này thấy vậy, cũng nhanh chóng kéo anh chạy trốn, đột nhiên, Bản thân cô bị sững lại, cô phát hiện ra rằng dưới chân mình có một sợi dây màu trắng đang hạn chế hành động của cô. Thì ra, đó là sợi tinh thần lực, cô tự hỏi không biết là lúc nào mà nó đã trói mình lại. Rồi thì ra, đó là chiêu trò của tên cung thủ. Hắn ta cười đắc chí và phóng ra ba mũi tên, "Hãy thưởng thức mũi tên gấp ba lần công kích của ta." Có thể tạo thành xem trước mắt, y y lúc này là ba mũi tên phóng với tốc độ cực nhanh đang chuyển tới cô. Không kịp suy nghĩ, chỉ kịp đẩy mặc ngữ ra để tránh tình thế hiện tại bây giờ phía trước là đại họa cầu phía sau là ba mũi tên sát lực trong giây phút này cô tự nghĩ rằng chẳng lẽ bản thân phải mất mạng ở đây sao đột nhiên hai luồng phát khí được bao quanh cô xuất hiện đó là hai chiến binh xương quỷ dị đứng đằng trước và sau một con thì chắn đại hoàng cầu một con thì dùng thanh kiếm của mình chặn lại mũi tên hai chiêu thức này dường như không xuyên thủng được bọn chúng còn tên chiến sĩ cũng đang bận chống trả lại đòn công kích của một con xương khô còn lại chỉ một cú quyết nhé cũng đã khiến hắn ta phải bay ra sau khi chịu đòn tấn công hỏa cầu kia. Con lính xương khô dần dần tiến tới chỗ tên tóc vàng mà trên người không một chút thương tích. Hắn ta lúc này cũng cảm thấy sợ hãi và nói rằng cái này sao có thể. Thuật thám chắc cho thấy rõ ràng tên tiểu tử kia chỉ là tử linh sư cấp 10 thôi mà. Thứ mà hắn triệu hồi đâu có thể mạnh hơn ta được. Bản thân ta là pháp sư cấp 21, hắn ta chỉ có cấp 10 sao có thể giết được ta lúc này con xương hô cũng càng ngày càng tiến gần hai tên còn lại cũng đủ mồ hôi lạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra kỹ năng của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng với mấy vật triệu hồi đó tại sao giá trị thuộc tính của vật triệu hồi lại mạnh như vậy vừa mới thắc mắc xong thì xung quanh chúng bắt đầu xuất hiện những đốm sáng lửa màu xanh bập bùng dường như ai đó đang triệu hồi thứ gì đó khi ánh trăng soi dọi thì lúc này hàng loạt lính xương cũng bắt đầu xuất hiện bọn chúng bắt đầu bao vây lại ba tên này tình thế lúc này đang bị đảo ngược Y Y lúc này, với vẻ mặt khó hiểu và sợ hãi, đó thực sự là chiến binh khô lâu mà ta từng thấy qua hay sao? Bọn chúng rõ ràng là không có một chỗ nào lành lặn, mà tại sao lại mạnh như vậy? Đây thực sự là vật triệu hồi của linh sư cấp 10 hay sao? Đến kỹ năng của pháp sư cấp 20 và cung thủ cũng không thể làm chúng bị thương được. Với lại, số lượng của bọn chúng cũng quá là nhiều. Mặc ngữ lúc này cũng tiến gần tới chỗ của Y Y với ánh mắt sát thần. Anh cũng ra lệnh cho đám xương khô lao lên tấn công, không nhân nhượng. Tên tóc vàng pháp sư, cũng triệu hồi khiên chắn trước sự tấn công như vũ bão của đám xương khô nhưng chỉ với một đòn kiếm của một con đã phá vỡ sức phòng ngự của hắn sau khi lớp bảo vệ bị phá vỡ hắn ta cũng tung ra đòn át chủ bài sử dụng pháp trượng của mình tạo thành một vòng bảo vệ bằng lửa đẩy lùi đám xương khô lại hãy nếm thử sự lợi hại của tao đi chưa kịp đắc ý thì lúc này hai con xương khô cũng phá vòng lửa lao tới tấn công hắn chỉ với một đòn lướt qua thân xác của tên này đã bị chém đứt thành ba khúc Tên cung thủ còn lại cũng không dành ra chỉ mới vài giây khi tên pháp sư bị hạ. Đám xương khô đã đuổi sát tới hắn, trong khi thuộc tính linh hoạt của hắn tới tận một nghìn, nhưng cũng không thể nào chạy thoát khỏi đám khô lâu này. Dường như cả khu rừng này đều không có ngóc ngách nào có thể trốn thoát. Đâu đâu cũng là xương khô, chỉ có tên chiến binh còn lại sử dụng kỹ năng xung phong có thể ngăn chặn lại những đòn tấn công. Mặc ngữ cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy kỹ năng cực hạn phòng ngự, không ngờ tên kỵ sĩ này lại có thể nắm giữ kỹ năng đó. Đây là một trong những kỹ năng nòng cốt của kỵ sĩ. Trong thời gian ngắn, lực phòng ngự sẽ tăng rất mạnh. Kỵ sĩ cấp 20 thi triển kỹ năng này có thể chịu được công kích của pháp sư cấp 40, mà kỵ sĩ nắm giữ cực hạn phòng ngự so sánh với kỵ sĩ không nắm giữ kỹ năng này, giống như là loại chức nghiệp khác nhau. Tên kỵ sĩ sau một hồi chặn đòn thì cũng đổ mồ hôi hột khi thấy đám chiến binh xương khô lại khủng bố như vậy. Nếu biết sớm đã không tới, chỉ vì một cuộn kỹ năng trung cấp mà mất mạng, thật là không đáng mà. Lâm Mặc cũng ra lệnh cho đám xương khô sử dụng kỹ năng ngăn cho tên kỵ sĩ này không thể chạy trốn. Vì với tính cách của anh, một khi đã tiêu diệt thì phải giết sạch, không thể để lại mò gây hại nào. Toàn bộ những đám xương khô lúc này, sau khi nhận được lệnh, đều sử dụng kỹ năng cuồng bạo nhất, tích của mình. Kỹ năng này sát thương sẽ gây 200% lên mục tiêu. Bọn chúng lao tới chém liên hồi, cuối cùng cũng phá vỡ được kỹ năng cực hạn phòng ngự. Tên kỵ sĩ cũng không thể ngờ tới đám triệu hồi này lại có thể sử dụng kỹ năng, trong khi thực hạn phòng ngự của hắn chỉ có thể kéo dài được một phút nhưng càng chịu nhiều công kích thì thời gian sẽ càng bị rút ngắn đến hiện tại bây giờ là không thể chịu nổi được nữa thì kỹ năng của hắn bị ngắt thì rắn xương khô cũng lao tới hắn ta chỉ kịp chết trong sợ hãi lúc này cũng sững sờ khi nhìn thấy ba tên kia đều chết hết trong khi chàng trai trước mặt này còn không cần nhúc nhích ở thế giới này sau khi chức nghiệp giả chết đi những thứ trong không gian lưu trữ của họ cũng bị rơi xuống sau khi xử lý được ba tên này anh cũng muốn xem xem họ rơi ra những gì. Một phát triệu khải môn, cấp đồng thao, chỉ số tinh thần cộng 20, có thể gia tăng uy lực kỹ năng pháp sư 5%. Sau cấp 18, có thể dùng chiến cung khải ngôn, cấp đồng thao linh hoạt, cộng 20, có thể gia tăng uy lực kỹ năng bắn tên 5%. Sau cấp 18, có thể dùng lá chắn phải môn, cấp đồng thao, chất cộng 20, tăng 5% phòng ngự. Sau cấp 18, có thể dùng thanh kiếm khải ngôn, cấp đồng thao, sức mạnh cộng 10, thể chất cộng 10, gia tăng tấn công vật lý 5%, y, y lúc này cũng tiến tới và nói rằng mọi thứ ở đây đều là vũ khí rơi xuống trong phụ bản quân đoàn thú nhân Khải môn. Đó là một phụ bản cấp 20 ngoài thành Thiệu Hải. Ba người đó hẳn là thường xuyên đánh phụ bản ở đó. Mặt mũi lúc này cũng thu hồi những vật phẩm này vào trong không gian của mình. Tuy những trang bị này vô dụng đối với anh, nhưng bán đi thì có thể kiếm được chút tiền. Bất ngờ, anh nhận được một quyển trục bằng giấy, thì ra đó là cuộn kỹ năng sơ cấp, có thể đạt được kỹ năng dưới cấp 20 xác suất có thể ra được kỹ năng đã từng học. Cuộn kỹ năng này giá trị đến 10.000 kim tệ, rất là đáng giá. Anh đang băn khoăn là bán hay là để dùng lại, nhỉ? Y cũng cho ý kiến rằng chắc là bản thân cậu chưa có cuộn kỹ năng sơ cấp nào đâu. Vậy cậu có thể dùng nó, mặc dù xác suất đạt được lại kỹ năng đã từng có nhưng cũng có thể trúng được kỹ năng mới, cô nhìn vẻ mặt của anh này. Cậu không định bán cuộn đó đi chứ, cậu thiếu tiền hay sao? Chỉ là một cuộn kỹ năng sơ cấp mà thôi, không đáng tiền đâu. Sau khi nhận được câu trả lời của Y Y, thì anh mới biết rằng cô ấy không coi trọng 10.000 kim tệ ra gì. Xem ra gia cảnh của cô gái này thật là bất phàm. Vậy dùng nó thế nào? Đơn giản thôi, cậu nắm lấy cuộn kỹ năng này nói một tiếng sử dụng là được. Anh cũng nghe theo và nói, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Ôi, sao không phải như thế? Cậu nói không đủ lực lớn, cậu phải nói to mới sử dụng được. Với biểu cảm và hành động của cô gái này, thì xem ra không thể sử dụng nó bằng khẩu hiệu như lãi được có lẽ phải sử dụng tinh thần mới sử dụng được cuộn kỹ năng này. Anh lập tức rót thử tinh thần lực vào bên trong cuộn giấy, kỹ năng cũng phát sáng, y lúc này cũng ngạc nhiên. Tại sao cậu có thể phát hiện ra hay vậy? Tôi chỉ đang muốn trêu cậu một chút thôi mà, đúng thật là thất bại. Bản thông báo của anh lúc này hiện lên, bạn nhận được kỹ năng thi thể bạo liệt. Chú thích, kích nổ thi thể, gây sát thương 10% cho kẻ địch trong phạm vi 1 mét. Anh cũng mừng thầm khi sử dụng kỹ năng này nhận được kỹ năng mới, quả thật là không lỗ vốn thi thể trong mắt tử linh pháp sư cũng có sinh mệnh. Tuy rằng kỹ năng này mới cấp 1, khá nhỏ yếu nhưng nếu tính cả thiên phú của anh vào, sau khi được tăng cường lực sát thương có thể đạt tới 10 mét. Mà chỉ cần có thi thể bị kích nổ là có thể liên tục tạo sát thương cho kẻ địch xung quanh, giống như hiệu ứng domino vậy. Quả là một kỹ năng tấn công quần thể mạnh mẽ. Bởi vì thiên phú của anh nên tất cả các kỹ năng đều trở nên một cách thần kỳ hơn, y y cũng hỏi. Sao rồi, cậu học được kỹ năng mới không? Sau khi nhận được câu trả lời của Mạc Ngữ thì cô cũng cảm thấy giọng nói của anh lúc nói rõ ràng rất dễ nghe, mà tại sao lại không thích nói chuyện, thật là đáng tiếc mà. Mạc Ngữ cũng cảm thấy dường như cô gái này không giống bất kỳ ai trong trường, ở cô ấy có một điểm gì đó khá đặc biệt. Với vẻ ngoài hồn nhiên, ngây thơ, xinh đẹp, tính cách và lời nói cũng rất khác biệt. Anh cũng khen cô rằng giọng của cô cũng rất dễ nghe. Y sau khi được khen cũng đỏ mặt mà cảm thán: "Cảm ơn cậu, tôi cũng biết giọng tôi cũng rất dễ nghe mà." Vì để cảm ơn cậu vừa cứu tôi mà lại còn khen bổn tiểu thư nữa, tặng cậu thứ này đó." Cô mang ra một chiếc hộp đen, đặt vào tay anh, trong đó có một quyển trục được buộc bằng chiếc nơ đỏ, đó chính là quyển trục kỹ năng trung cấp, có thể thức tỉnh kỹ năng từ cấp 40 đến 70, nó có giá đến 100 vạn kim tệ trên sàn giao dịch, gấp 100 lần cuộn sơ cấp. Thứ này thật là quý giá, nhưng không phải cô ấy bị đuổi giết bởi cuộn kỹ năng trung cấp này hay sao? Sao bây giờ lại đưa nó cho mình? Y lúc này cũng kể lại tôi phát hiện một bảo dương cơ duyên trong doanh trại của quân đoàn thú nhân Khải Môn ở thành phố Thiệu Hải. Cậu biết đấy, loại bảo dương này xuất hiện ngẫu nhiên, vừa lúc bị tôi phát hiện. Tôi cũng tiến đến và mở ra, thì thu được cuộn kỹ năng trung cấp này. Không ngờ lại bị đám bọn họ nhìn thấy, bọn chúng muốn cướp cuốn kỹ năng này từ tôi. Tuy nó không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng bổn tiểu thư vất vả lắm mới lấy được, sao có thể dễ dàng giao cho bọn chúng như vậy. Cho nên bọn chúng đuổi cùng giết tận tôi, tôi mới chạy trốn, chạy tận mấy ngày từ thành phố Thiệu Hải về đến thành phố Tây Hải. Cậu nói xem bọn họ có phiền không chứ, y như bọn rùi bọ. Mặc ngữ lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh cô và nói. Vừa nãy cô cũng suýt chết rồi đấy. Y y cũng chỉ cười hiền từ và nói rằng. Yên tâm đi, tôi không chết dễ dàng thấy được đâu. Khi bản thân tôi bị đánh vào chỗ chí mạng thì tôi sẽ được tự động truyền tống đi chỗ khác. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không, dù không chết thì tôi cũng sẽ bị thương rất nặng. Cậu phải biết rằng, bị thương là sẽ đau lòng đó. Tôi sợ nhất là sợ đau đó, tôi cho cậu cuộn kỹ năng trung cấp rồi. Còn đồ ăn không vậy, tôi sắp chết đói rồi đây này, tôi muốn ăn khoai lang. Mặc ngữ lúc này cũng thấy được rằng do bản thân anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô đại tiểu thư này quả thật trên người đầy bảo vật, không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Anh cũng nhanh chóng đưa cho cô một củ khoai, vừa ăn vừa hỏi. Lâm ngốc, à cậu tới nơi này thăng cấp hay sao? Xem tình hình cấp độ hiện tại của cậu, hẳn là chưa gia nhập học phủ nào đúng không? Cậu định thi trường nào? Học phủ Hạ Kinh Nghe đến đây, y, y cũng cho rằng học phủ Hạ Kinh cũng rất tốt. Với thực lực của cậu ấy, thi vào bất cứ trường học nào cũng không thành vấn đề. Nhưng trước giờ làm gì có ai cấp 10 mà dễ dàng đánh với chức nghiệp giả cấp 20 chứ? Hơn nữa, còn một lúc giết tận ba tên. Nếu cậu ta thi không đậu học phủ Hạ Kinh, thì chắc không có ai có thể thi vào đó mất. Y, y cũng nhắc nhở anh rằng, nếu cậu đi học phủ Hạ Kinh thì nhớ đến tháp thần hạ của bọn họ. Ở nơi đây, lần đầu tiên khiêu chiến sẽ được nhân đôi phần thưởng đó nếu cậu cố gắng mà xông lên số tầng càng cao thì càng tốt như vậy sẽ có được rất nhiều điểm tích lũy ở học phủ hạ kinh điểm tích lũy còn quý hơn cả vàng còn có nữa trong học phủ hạ kinh có học viện sáng thần nếu như có thể vào đó thì cậu nhất định phải vào đấy hai người cũng nói chuyện với nhau rất là lâu đến khi trăng cũng lên đỉnh đầu lúc này y, y cũng đã thấm mệt mặc ngữ cũng giúp cô choàng áo khoác để bớt lạnh anh tranh thủ lúc này thiền định lại để khôi phục tinh thần lực của mình sáng ngày hôm sau vừa mới mở mắt y y đã nói rằng lâm ngốc à tôi đói bụng rồi còn khoai lang ở chỗ cậu không trước sự nhõng nhẽo và vẻ mặt đáng yêu của cô thì mặc ngữ cũng không thể chối tử anh cũng đưa toàn bộ số khoai lang cho cô nhưng cô vẫn nói rằng không đủ hãy cho nữa đi cho nhiều một chút không được à đàn ông con trai thì phải hào phóng chứ đưa hết đây thật sự là hết sạch rồi thôi được rồi bổn tiểu thư đành phải tin cậu đó sau khi cầm số khoai lang Cô cũng chào tạm biệt anh và rời đi, hẹn anh sau này sẽ gặp lại. Y Y cũng khuyên anh mau đi nâng cấp, sau này có thể dẫn cô ấy cùng thăng cấp. Sau khi nhìn bóng lưng cô rời đi, anh lúc này nhìn vào đám xác của ba tim ba nãy. Cuối cùng thì cũng có thể thử nghiệm kỹ năng thi thể báo liệt được rồi. Mặc ngữ lúc này cũng giơ tay ra và hô to, nổ tung thi thể. Hai cái xác ban nãy sau khi bị điều động sức mạnh thì lúc này cũng như một quả bom, nổ đanh một tiếng khiến cho cả không gian bị phá hủy. Những cây cối xung quanh đều bị hủy diệt hết. Anh thấy rằng sau khi được thiên phú của mình nâng cấp, phạm vi nổ tăng lên không ít, lại còn không có góc chết, nổ 360 độ. Quả thật là thần kỳ, hủy diện tích, xem ra uy lực của kỹ năng này gây sát thương cực lớn. Anh cũng nhanh chóng di chuyển đến phó bản mỏ Tây Hải để xem thử. Phải biết rằng sau khi cốt binh từ cấp hắc thiết thăng cấp lên cấp thanh đồng, thì cần phải 70 điểm tinh thần lực mới có thể triệu hoán ra được một con, mà tinh thần lực bây giờ của anh mới chỉ có 300 mất cả một đêm thiền định tối qua thì mới có thể triệu hoán được thêm bốn con. Hệ thống lúc này cũng hiển thị lên không gian triệu hoán 48 trên 100. Anh cũng tự nhủ bản thân mình rằng không vội, sẽ có một ngày bản thân mình sẽ lấp đầy được không gian chìa khóa kia. Sau một lúc đi bộ, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy một cánh cổng không gian. Thì ra đó là lối vào phó bản mỏ Tây Hải hay sao, dường như ở đó đang có rất nhiều người. Lúc này tại cổng vào phó bản, hàng loạt đội nhóm đang được thành lập. Họ si sao bàn tán, một tổ đội nói rằng ID cấp độ khó mức bình thường hiện tại đang có 3 người và thiếu một trị liệu sư. Một đội khác độ khó cấp phổ thông có pháp sư và trị liệu sư cần tuyển thêm chiến sĩ. Độ khó tinh anh phụ bản khu mỏ, độ khó ác mộng có chiến sĩ, pháp sư, thích khách, trị liệu sư và hệ điều khiển phụ trợ. Anh lúc này cũng dẫn theo binh xương tiến dần vào trong. Mọi người đều sợ hãi khi thấy con chiến binh xương khô kia của anh mà rời ra. Sau khi lựa chọn phụ bản, ở đây có hai cấp độ là cấp phổ thông và cấp ác mộng tuy rằng không có cấp độ khó địa ngục, nhưng trong độ khó phổ thông cũng đã có quái vật tinh anh so với quái vật bên ngoài còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Trong độ khó ác mộng là quái vật kinh dị đã được cường hóa, độ khó còn cao hơn nữa. Người bình thường khiêu chiến cấp độ phổ thông cần phải đi theo tổ đội gồm một chiến sĩ pháp sư và trị liệu tạo thành tổ đội ba người. Còn nói đến cấp ác mộng ít nhất phải có 5 người tạo thành đội hình hai phụ trợ hai tấn công. Lúc này, đằng sau có một anh chàng tiến tới và hỏi, này chàng trai, cậu có phải triệu hồi sư không? Anh ta cũng thử dụng thuật thăm dò để tìm hiểu, nhưng vì bản thân mặc ngữ đã sở hữu huy hiệu che chắn nên thuật thăm dò này dường như thất bại. Chiến binh xương khô cũng nhận được cảnh báo nguy hiểm khi có người tiến gần tới chủ nhân của nó. Anh chàng này cũng sợ toát mồ hôi khi nhìn thấy một con chiến binh như vậy. Mọi người cũng nhanh chóng tiến gần lại để hỏi, "Này chàng trai, cậu có muốn đánh phó bản cùng chúng tôi không? Chúng tôi còn thiếu một người tấn công nữa." Một chàng trai tóc dài tiến đến và hỏi, "Chúng tôi là đội tinh anh đánh độ khó cấp ác mộng." nhặt được trang bị thì chúng ta đều chia đều nhé mặc ngữ lúc này với bản tính không thích nói chuyện cũng may mắn rằng y y trước khi đi đã để lại cho cậu cái huy hiệu che chắn không ngờ đến hiện tại nó giúp cậu tránh được khá nhiều rắc rối sau khi nghe được các lời chào của những thanh niên gần đó anh chỉ lạnh lùng quay lại và nói không cần đâu cảm ơn sau một chút đắn đo suy nghĩ bảng thông báo cũng hiện lên rằng vui lòng xác nhận bạn có chắc chắn chọn cấp độ khó hay không anh cũng thẳng thắn xác nhận dưới sự hốt hoảng của mọi người Bọn họ đều không nghĩ rằng một người như thế kia lại dám xông thẳng vào phó bản cấp ác mộng, có người còn cho rằng không phải cậu ta muốn đi chết chứ, thế mà dám khiêu chiến một mình, cũng thật là quá kiêu ngạo rồi. Bạn tôi dùng thuật thăm dò nhưng cũng nói không nhìn thấy thông tin gì về cậu ta hết, không biết cậu ta cấp bao nhiêu và chức nghiệp là gì nhỉ. Vậy cứ chờ xem cậu ta có thể sống sót đi ra hay không, không chừng nhìn vậy lại không phải vậy. Trong cậu ta lạnh lùng thế kia, không chừng lại yếu như sen, vào trong đó chỉ bỏ mạng thì sao? bên trong phụ bản khu vực mỏ Tây Hải, anh lúc này cũng đang đứng cạnh con xương khô, được bảo vệ bởi một vòng tròn ma thuật. Dường như đây là cái vòng bảo vệ người chơi, khi bước ra khỏi cái vòng này sẽ bị quái vật xung quanh phát hiện. Không khí trong phụ bản cũng phất phơ mùi máu nồng đậm. Anh liền sử dụng thuật thăm dò và biết được con quái vật trước mặt là Goblin thủ vệ mỏ, quái vật tinh anh cấp 14, sức mạnh 800, linh hoạt 400, tinh thần 200, thể chất 1000, kỹ năng tấn công và gây choáng. Đúng thật là không hổ danh quái vật tinh anh cường hóa thuộc tính cao hơn quái vật bình thường gấp mấy lần. Lực lượng cùng thể chất đều rất cao, chứng tỏ lực công kích và phòng ngự của chúng đều rất mạnh mẽ. Nếu không hợp tác với tổ đội chức nghiệp giả thông thường, căn bản sẽ không thể nào vượt qua được phụ bản cấp ác mộng này. Tuy nhiên, thuộc tính của bọn chúng vẫn kém xa chiến sĩ khô lâu của mình. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu triệu hồi binh đoàn xương khô của mình. Hàng chục con xương khô lúc này chỉ đợi lệnh của anh để chinh phạt khu mỏ này, anh ra lệnh bắt đầu khiêu chiến hai con chiến binh gần nhất lao vào tấn công con Goblin, chỉ một đòn là kết thúc mạng sống của nó. Hệ thống cũng thông báo kinh nghiệm cộng 4200, mặc ngữ cảm thán, 4200 kinh nghiệm, sau nó cao hơn gấp 10 lần so với quái vật cung cấp. Nơi này diệt một con quái tương đương với tiêu diệt bên ngoài 10 con, mà giết một con ở đây chỉ mất 1 đến 2 giây, như vậy tốc độ tăng cấp của anh có thể nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Sau khi phát hiện ra được vấn đề này, anh liền phát động binh đoàn xương khô của mình lao lên quét sạch khu mỏ. Anh ra lệnh cho chúng không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách hay lối đi nào. Lúc này, anh chỉ cần đứng để chờ đợi đám xương khô tiêu diệt và càn quét. Bảng thông báo liên tục nhảy lên với kinh nghiệm và vật phẩm dành cho anh được tính theo giây. Chỉ mất một thời gian ngắn ngủi thì cuối cùng anh cũng đã lên một cấp, chỉ mất có 5 phút thì anh đã lên được cấp 11. Sau khi thăng cấp, tinh thần lực cũng hoàn toàn hồi phục. Lúc này, anh có thể triệu hồi được thêm 4 chiến sĩ khô lâu. Số lượng khô lâu hiện tại là 56 phần 110, bọn chúng dường như càng ngày càng khát máu chỉ biết tiến lên và tiêu diệt. Sau khi thăng cấp đến cấp 10, các thuộc tính tăng trưởng lên rất nhiều. Trước kia mỗi khi tăng lên một cấp, thể chất, sức mạnh và linh hoạt đều chỉ tăng 10 điểm nhưng hiện tại lại biến thành 20 điểm. Điểm tinh thần lực của anh bây giờ cũng đã tăng đến 100 điểm rồi. Theo đẳng cấp càng ngày càng tăng lên, các thuộc tính tăng phúc sẽ càng ngày càng lớn. Anh nhận thấy rằng thuộc tính cơ bản của bọn khô lâu tăng 20 điểm, sau khi được phóng đại 10 lần thì nó tăng thành 200 điểm. Giờ đây Sức mạnh của bọn chúng dường như là bất bại ở trong khu mỏ này. Tuy nhiên, anh tự hỏi vì sao kỹ năng thi thể bạo liệt vẫn là cấp một trong khi mọi kỹ năng khác đều đã được tăng lên. Lúc này, anh lại nhớ đến Yi. nếu cô ấy ở đây thì chắc hẳn cô ấy sẽ nói cho mình biết. Bảng thông báo hiện lên rằng khu vực hiện tại đã được dọn dẹp hoàn tất, lúc này, anh cũng là cấp 11, đạt 32%. Một luồng áp khí cực mạnh từ đâu sọc thẳng tới phía anh, thì ra trước mặt anh bây giờ là con boss của khu mỏ này. Bảng thông báo cho thấy rằng đây chính là vua sói mỏ, thủ lĩnh ưu tú cấp 15, sức mạnh 2000, linh hoạt 2000, tinh thần 1000, thể chất 2500, kỹ năng thủ thống. Mặc ngữ lúc này cũng cảm thán rằng ngay cả thuộc tính của thủ lĩnh đã đạt tới mức này, xem ra thuộc tính boss ở cuối phụ bản chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tuy rằng thuộc tính của con này cao hơn chiến sĩ xương khô một chút, nhưng đáng tiếc chỉ có một mình. Các cụ cũng nói rồi, ba đánh một thì không chột cũng què. Ở đây, anh sở hữu cả một đội quân gồm mấy chục con, tiêu diệt con thủ lĩnh này thì chả nhầm nhò gì. Anh cũng ra lệnh cho đám xương khô lao lên tấn công. Con thủ lĩnh này cũng sử dụng kỹ năng thủ hống để gây cản trở. Đòn tấn công này khiến cho bọn xương khô bị đánh bật ra ngoài. Nhưng với thể chất của chiến sĩ khô lâu thì bọn chúng có thể miễn cưỡng chống trả lại thương tổn của con vua sói này. Đám xương khô lúc này cũng sử dụng kỹ năng cú đánh cùng bạn từng con, từng con lao tới chém thẳng vào vua sói, khiến nó không thể nào kháng cự. Phải biết rằng hình thể địch nhân càng lớn thì sẽ có nhiều lợi thế cho quân đoàn xương khô của anh. Con vua sói sau khi bị đám xương khô bao vây như kiến và bị chúng chém cho gần như ra bã, thổ huyết liên tục, thì cũng đã sử dụng đại chiêu, thu hống, khiến cho bọn xương khô bị đánh bật ra ngoài trong một khoảnh khắc. Mặc ngữ lúc này cũng đứng bên ngoài theo dõi và cảm nhận rằng lực công kích của kỹ năng này quá bình thường, không gây sát thương cho bọn xương khô bao nhiêu nhưng hiệu quả của dư chấn này cũng thật là không tệ bóng hình to lớn đó cũng nhanh chóng nhảy lên trên cao và trốn vào trong hang thật là kỳ lạ khi thủ lĩnh của phụ bản lại chạy trốn anh thấy điều gì đó không đúng sau khi quay lại đằng sau thì thấy đang có hàng ngàn đôi mắt đỏ nhìn về phía anh anh liền triệu hồi đám xương khô lập tức quay lại để bảo vệ mình thì ra con thủ lĩnh đó sử dụng kế dương đông kích tây nó triệu hồi đám đàn em của mình bọc hậu phía sau để tấn công thủ tướng sau khi dùng thuật thăm dò anh biết được rằng bọn sói con này chỉ là sói nhỏ sức mạnh và cấp độ đều không đáng kể nhưng số lượng của chúng khá nhiều, ít nhất là hơn 100 con. Nếu mà một đội chức nghiệp giả thông thường, cho dù là tổ đội 5 người, căn bản cũng không cách nào ứng phó với nhiều sói mỏ hung dữ như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, bản thân anh lại là tử linh pháp sư, thứ anh có là đội quân xương khô. Bọn chúng đều biến thành điểm kinh nghiệm của anh. Lúc này, bảng thông báo cũng hiện lên, tiêu diệt sói mỏ hung dữ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2.800. Anh cũng nhanh chóng sử dụng kỹ năng thi thể bạo liệt, một luồng năng lượng màu đỏ không gian được xoáy quanh bàn tay của anh. Sau khi trải qua thiên phú gia tăng, tổn thương của thi thể bạo liệt sẽ biến thành 100% sinh mệnh lực sát thương lên đám sói. Kết quả thì dường như bọn chúng gây ra là cực lớn. Đàn sói kia đùn nhung nhúc vào nhau thì đây như một hiệu ứng domino nổ khâu trượt con nào. Kinh nghiệm cũng hiện lên bởi hệ thống liên tục. Bảng kinh nghiệm của anh cũng cho thấy từ 32%, sau cú nổ này cũng tăng trực tiếp lên 72%. Con vua sói sau khi thấy đàn em của mình bị đánh bại, nó cũng nhanh chóng nhảy xuống để ứng cứu, nhưng mà không biết rằng đây sẽ là mồ chôn của nó. Anh cũng sử dụng kỹ năng thi thể bạo liệt, xung quanh nó bây giờ toàn bộ là xác của những con sói nhỏ. Khi anh sử dụng kỹ năng này thì đồng nghĩa đây sẽ là mồ chôn cho con vua sói. Bảng thông báo hiện lên, đánh chết vua sói mỏ cấp 15, thưởng 15.000 kinh nghiệm, nhận được danh hiệu vua sói, đạt được tinh hạch quái vật cấp, mặc ngữ thấy vậy cũng cảm thán, mới chỉ có 15.000 kinh nghiệm thôi sao? thật là quá thất vọng nhưng vận may của mình không tệ đồ vật rớt xuống còn rất đáng giá anh nhanh chóng thu hồi vật phẩm vào không gian và tiếp tục di chuyển theo con đường này chắc hẳn sẽ rất nhanh gặp được con chùm cuối rồi sau này đi phụ bản cấp địa ngục đánh đơn kinh nghiệm hẳn sẽ hơn rất nhiều những con xương khô lúc này cũng đang làm nhiệm vụ của bọn chúng rất tốt khi đi lùng sục và tiêu diệt những con quái vật còn lại trong hang động mặc ngữ lúc này cảm thấy rằng phụ bản lần này chỉ mới mất hơn một giờ mà đã tăng được hơn một cấp với hiệu quả này và phụ bản thêm vài lần nữa, đừng nói đến cấp 16, có lẽ lên cấp 18, 19 cũng có thể. Khả năng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Cuối cùng, anh cũng đã đi đến cuối bản đồ và gặp con quái vật vua Goblin, quái vật thủ lĩnh cấp 16, sức mạnh 3.000, linh hoạt 1.500, tinh thần 1.500, thể chất 3.000, kỹ năng phun lửa, càn quét, đẩy lùi. Trước mặt anh lúc này là một con Goblin xấu xí, thân hình to lớn, đang nằm ngủ. Anh tự hỏi rằng không biết giết chết con này thì anh có thể lên được cấp 12 không nhỉ? Quả nhiên thuộc tính của boss cuối cùng có khác, nhất là sức mạnh và thể chất cao hơn chiến sĩ khô lâu của anh không ít. Con boss cuối cùng sau khi phát giác ra trước mặt mình là một đám người thì điên cuồng thức dậy và nhanh chóng vung nắm đấm về phía anh, khiến cho anh không kịp né tránh mà phải dùng kỹ năng dịch chuyển để tránh đòn tử này. Dường như một kích này đã khiến anh dịch chuyển sang các con khô lâu khác, một lúc chết tận hai con. Đúng là một con boss đáng gờm, thật mạnh mẽ. Anh cũng không hiểu lý do vì sao chiến sĩ khô lâu của anh thể lực chỉ kém con boss một chút mà cú đánh này lại tiêu diệt đến tận hai con của mình. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới hiểu ra rằng thuộc tính của bản thân mình quá yếu, thể chất mới được 120 điểm. Trước mặt vua Goblin với sức mạnh là 3.000 điểm, lực phòng ngự của anh thì quá yếu, sát thương nhận được tự nhiên cũng sẽ nặng hơn rất nhiều so với chiến binh khô lâu. Có vẻ như chính bản thân mình là điểm yếu nhất, sau này phải rèn luyện lại cơ thể của mình thôi. Sau vài lần trao đổi chiêu thức, Chiến binh khô lâu của anh cũng bị yếu thế do chênh lệch về sức mạnh và thể chất quá lớn. Trong khi đó, con goblin này đang dồi dào sức khỏe nên việc đối kháng trực tiếp với con boss không phải là một ý hay, nhưng thứ mà anh có lại là cả một quân đoàn chiến sĩ khô lâu. Lúc này, anh triệu hồi ra toàn bộ những khô lâu còn lại của mình. Bọn chúng đứng thành hàng ngay ngắn đằng sau, tạo ra một khí thế áp bức khiến cho con boss cũng không dám manh động. Đám xương khô lúc này cũng lao lên tấn công con boss. Bọn chúng như những con kiến, nhưng hàm răng lại là hàm răng của cá sấu chém nhất nào chúng nhất đấy. Dường như con boss cũng không thể nào phản kháng lại hết được. Giờ đây nó đang chịu trận với tình hình hiện tại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ắt hẳn con boss sẽ bị đoàn quân khô lâu của anh tiêu diệt. Đột nhiên, con boss thôi động kỹ năng nhảy lên trên cao và hất văng đám khô lâu xuống dưới. Nó sử dụng kỹ năng chấn lùi, làm chấn động cả một vùng, tạo ra sức mạnh cực kỳ to lớn làm cho đất đá xung quanh bị nứt vỡ và dưới đất thì bị vỡ vụn. Quả thật kỹ năng chấn lùi này mạnh hơn tiếng gầm của con sói vương rất nhiều con boss nhanh chóng sử dụng tiếp theo kỹ năng của nó, phun lửa từ miệng bắt đầu thở ra một nguồn lửa nóng chảy. Đòn này dường như làm cho đội quân xương khô của anh bị thiệt hại rất nhiều, lượng máu của đám xương khô tụt không phanh. Mặc ngữ lúc này cũng triệu hồi đám xương khô trở về không gian để cắt ngang kỹ năng hỏa cầu của nó. Anh sử dụng kỹ năng hỏa hồn diệm, ngọn lửa của anh là ngọn lửa có thể thiêu dụi tinh thần nên việc xuyên qua quả cầu của con quái vật này một cách dễ dàng. Dường như đòn này của anh khiến cho con boss bị sững lại, nó không thể thôi động tiếp tục đòn hỏa cầu của mình nữa. Bản thân anh cũng biết rằng tinh thần lực của mình còn lại không nhiều, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để hạ gục nó. Đám xương khô lúc này cũng được triệu hồi lại và sử dụng kỹ năng nhất tề công kích của mình lao lên như vũ bão để tấn công con quái vật cuối cùng. Sau những đòn chí mạng được đâm thẳng vào cổ họng và các huyệt đạo hiểm trên cơ thể, thì con quái vật cũng ngã xuống, cuộc chiến lúc này cũng đã tới hồi kết. Bảng thông báo hiện lên, đánh chết vua Goblin, kinh nghiệm thưởng 40.000, nhận được vũ khí cấp đồng, Giao gam của vua goblin, nhận được trang bị phòng thủ cấp đồng, pháp bảo tri thức, đạt được tinh hạch của vua goblin, bản thân anh lúc này cũng thăng cấp lên cấp 12, để duy trì linh hồn hỏa diệm, tinh thần lực của anh cũng hao tổn rất nhiều. May mắn lần này lại lên cấp thì cũng khiến tinh thần lực được khôi phục lại toàn bộ. Bây giờ đi kiểm kê tiền lễ phẩm xong rồi rời khỏi phụ bản thôi. Tuy rằng từ linh pháp sư cũng thuộc chức nghiệp pháp sư nhưng kỹ năng của bản thân anh không giống với các pháp sư khác, không tồn tại thời gian hồi chiêu. Pháp bảo này có vẻ là vô dụng đối với anh, nhưng về mặt tinh thần và thể chất cộng 10 điểm thì cũng tạm được. Pháp bảo tri thức, trang bị phòng thủ cấp đồng, tinh thần cộng 10, thể chất cộng 10, thời gian hồi chưa giảm 5%, cấp 12 có thể sử dụng. Lần này anh cũng nhận được tinh thạch của vua Goblin. Nếu ném nó lên sàn giao dịch thì ít nhất cũng có thể đổi lại được một vạn kim tệ, đáng giá hơn hai trang bị kia rất nhiều. Lần này đúng là một chuyến đi thu hoạch không tệ. Sau khi anh thăng cấp, tinh thần lực đã được hồi phục hoàn toàn, lại có thể triệu hoán thêm 4 chiến sĩ khô lâu rồi, số lượng chiến sĩ khô lâu lúc này cũng đạt tới 60 phần 110, anh cũng nhanh chóng truyền tống ra bên ngoài. Khi bước ra ngoài, mọi người đều rất sững sờ khi vừa nãy còn không biết là tên tiểu tử này có thể sống sót hay không, mà bây giờ lại thấy hắn ra ngoài. Có người còn thấy rằng bản thân anh đang mặc áo khoác, hình như là pháp bảo tri thức của boss, chẳng lẽ thật sự hắn thông qua phụ bản rồi sao? Là thật đó, pháp bảo kia không thể nào sai được, không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn còn trẻ như vậy, không ngờ lại mạnh tới nỗi có thể một mình thông qua phụ bản cấp ác mộng. Mọi người xung quanh lúc này cũng dồn ánh mắt về phía anh nhưng anh không hề quan tâm, chỉ nghĩ rằng thời gian làm mới của phụ bản là 12 giờ. Kinh nghiệm đánh quái hoang dã thì thật sự là quá ít, giết hơn 10 con cũng không bằng giết một con trong phụ bản. Chắc phải chờ phụ bản mở ra lần sau đi. Vừa kịp lúc anh có thể thiền định khôi phục lại tinh thần lực. Phụ bản lần này không chỉ giúp bản thân anh có thể tìm ra được nhược điểm của mình mà còn có thể hiểu được công dụng của kỹ năng Quan trọng nhất là kỹ năng thi thể bạo liệt dùng rất là tốt, đó là kỹ năng quần công vô cùng mạnh mẽ về sát thương cũng như độ hiệu quả. Còn về linh hồn hỏa diệm, không chỉ có thể cắt đứt được kỹ năng của địch mà nó còn có thể xuyên qua phòng ngự tinh thần, công kích rất lớn. Boss phụ bản cấp ác mộng cũng không thể nào đối kháng lại được. Thời gian lúc này cũng trôi qua 12 tiếng, cuối cùng tinh thần lực của anh đã khôi phục đầy đủ. Lúc này có thể triệu hoán thêm bố chiến sĩ khô lâu, anh cũng nhanh chóng đi đến phụ bản trên đường đi cũng gặp được một đội ngũ những người đó thường lăn lộn ở trốn hoang dã kinh nghiệm ngược lại cũng rất phong phú chuẩn bị cũng rất đầy đủ nói đến đây anh lại nhớ đến y y với dáng vẻ khi cô ăn khoai lang anh cũng nhanh chóng tiến dần tới khu mỏ nhưng ở đây dường như đang có chuyện gì xảy ra mọi người đều tụ tập rất đông trước mặt đang có vài tên đang mặc trên mình bộ áo giáp vàng đứng chắn không cho người khác vào một cậu thanh niên cũng tiến tới và nói công hội vương triều các ngươi cũng thật quá ngang ngược rồi đấy tại sao không cho chúng tôi vào phụ bản đúng vậy dựa vào cái gì phụ bản cũng không phải của công hội vương triều các ngươi chúng tôi và phụ bản cũng đâu ảnh hưởng đến các người chứ tên đứng đầu lúc này cũng tiến lên và nói thiếu hội trưởng của chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ trong phụ bản trước khi hắn hoàn thành nhiệm vụ các ngươi đều không thể vào phụ bản mọi người sau khi nhận được câu trả lời đều vô cùng bực tức và nói vặn lại dựa vào cái gì cơ chứ công hội vương triều các ngươi không định một tay che trời hả Vừa dứt lời thì tên tóc đỏ cũng xuất ra kỹ năng quả cầu khiến cho anh chàng trước mặt bị đánh bay ra xa. Dường như đòn này quá mạnh mẽ và khiến anh ta mất mạng. Mọi người xung quanh cũng nói rằng tại sao các người có thể tự ý mà giết người cơ chứ. Đám công vụ kia cũng tiến tới thị uy, chỉ là đáng thương nghiệp giả tán nhân, giết thì thế nào. Có gan thì tới tìm công hội vương triều trả thù, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp các người. Mặc ngữ lúc này cũng tiến đến và hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Một cậu thanh niên tóc dài cũng nhận ra anh, thì hôm qua đã thấy một mình anh có thể vượt phụ bản. Cậu ta cũng nói rằng là như vậy, công hội vương triều cần tinh hạch của vua goblin. Tỷ lệ rớt tinh hạch này rất thấp, chỉ có phụ bản cấp ác mộng mới có tỷ lệ rơi xuống, hơn nữa 100 ngày mới rơi xuống một lần. Hôm nay là ngày thứ 100 cách lần rơi xuống cuối cùng, thế nên bọn họ toàn lực muốn đạt được. Bây giờ hội trưởng đang làm nhiệm vụ phụ bản trong đó và không cho người khác vào. Nhiệm vụ của sàn giao dịch kia kỳ thật chính là công hội vương triều ban hành, chẳng qua vẫn không ai hoàn thành nổi. Bọn chúng đúng thật là keo mà, tinh hạch của vua goblin ít nhất trị giá 30.000 kim tệ, thế mà bọn chúng lại thu mua với giá 10.000 kim tệ. Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới bán cho bọn họ. Sau khi anh nghe được thì lại thấy bản thân mình thật là quá trùng hợp, trong khi chiều hôm qua anh mới thu hoạch được. Anh cũng nhanh chóng hỏi rằng tinh hạch này dùng để làm gì. Cậu thanh niên cũng trả lời, tinh hạch của vua goblin có thể cho phép luyện kim sư gia công thành nhẫn goblin, toàn bộ thuộc tính cộng 10, tất cả các kỹ năng tăng lên một cấp cấp 15 có thể sử dụng, được gọi là trang sức mạnh nhất dưới cấp 40. Tôi còn nghe nói thiếu hội trưởng của công hội Vương Triều muốn thi vào học phủ hạng kinh cho nên cực kỳ muốn có trang bị này. Trong công hội của bọn họ không thiếu luyện kim sư, những tài liệu khác cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi tinh hạch của vua goblin thôi. Mặc Ngữ sau khi nghe được chuyện này cũng cảm thấy thuộc tính của chiếc nhẫn này quá là mạnh, quả thật là rất lợi hại. Đối với tuân thủ mà nói, quả thực nó giống như sự tồn tại của thần vậy, mặc kệ đám công hội của hắn là gì cản trở bản thân mình luyện cấp là không được. Anh cũng nhanh chóng tiến về phía cổng vào của khu mỏ. Anh chàng kia sau khi thấy mặc ngữ tiến vào cũng hỏi, này, anh đang làm gì vậy? Mau trở về đi, chúng ta không thể chọc giận được công hội vương chiều đâu, bản thân anh sẽ bị chết đấy. Lúc này phía bên đám công hội kia cũng đang dẫm đạp lên một thi thể. Chúng cười đùa rằng, đám tá nhân không có công hội cũng dám nhảy nhót trước mặt chúng ta, lần sau đừng xuất hiện trước mặt công hội vương chiều nữa, hiểu chứ? Tên tóc đỏ đứng đầu lúc này thấy anh tiến lại gần thì cũng nói, mày muốn chết à? Anh chỉ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc lẹm cùng với một con khô lâu bảo bọn chúng, tránh ra, các người ngăn cản tôi vào phụ bản luyện tập đấy. Tên tóc đỏ lúc này cũng nói rằng, nhóc con, đầu mày bị vua Goblin đánh cho chóng váng đúng không? Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hắn ta cũng dùng kỹ năng tham thính để biết rằng bản thân anh chỉ là tử linh pháp sư cấp 12 với dáng vẻ hoang hoang tự đắc. Hắn ta nói rằng, Hóa ra mày chỉ là một người mới, hiểu tiếng người đúng không? Đánh quái hoang dã là được rồi, vào phụ bản làm gì cơ chứ? Mọi người xung quanh lúc này cũng khuyên anh, mau trở về đi, công hội Vương Triều không nói lý lẽ, bọn họ thực sự sẽ giết người đó. Nhưng lúc này, tên tóc đỏ sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì lại cảm thấy bản thân bất an, dường như rằng tên nhóc đứng trước mặt mình không sợ hãi bất kỳ điều gì. Hắn ta cũng nói rằng, tên nhóc thối này, mày đang tìm cái chết đúng không? Dám đi thêm bước nữa tao sẽ giết mày anh cũng không vì thế mà sợ hãi, tiến thẳng lên về phía trước mặt hắn. Anh ra lệnh cho lính xương khô lao tới tấn công tên tóc đỏ kia. Hắn ta là pháp sư cấp 25, ý thế mình hơn cấp của anh, việc chửi rủa thằng chó cấp 12, cho dù tao đứng cho mày đánh mày cũng không phá được năng lượng phòng hộ của tao. Nhưng khi ăn một đòn từ lính xương khô của anh, tên tóc đỏ lúc này lại suy nghĩ một cách khác, đây là vật triệu hoán gì chứ? Lực công kích lại mạnh mẽ như vậy, năng lượng bảo hộ của mình ít nhất có thể ngăn cản 5 lần tấn công của chiến sĩ cùng cấp bậc cơ mà. Con xương khô lúc này cũng kích hoạt kỹ năng của nó, nhất kích cùng bạo, tạo ra một năng lượng đáng sợ khiến cho tên tóc đỏ kia cũng cảm thấy nếu chịu phải một kích này thì năng lượng hộ thuẫn sẽ bị vỡ nát chắc chắn bản thân hắn sẽ chết. Không để cho con xương khô tung ra đòn kỹ năng, tên tóc đỏ liền sử dụng kỹ năng chống cự, Hỏa Hoàn, tạo ra một vòng tròn ma thuật bằng lửa và dây xung kích hất văng con xương khô ra xa lúc này hắn ta cũng sợ hãi mà nói rằng bọn ngươi còn đứng đó làm gì động thủ đi hai tên kỵ sĩ bên cạnh lúc này cũng lao tới chắn đòn tấn công của con xương khô đúng là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì để xem tao đập nát vật triệu hoán ghê tởm của mày đây nhưng sau cú chém cực mạnh của con xương khô tên hiệp sĩ kia bị đẩy lùi mà không hiểu nguyên nhân vì sao nó cứ thế mà lao lên tấn công tên tóc đỏ cũng nhận thấy rằng không thể tiêu diệt được con xương khô này hắn nảy ra chủ ý kêu gọi đồng bọn giết tên triệu hồi sư đi cần giết hắn, vật triệu hoán tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đám đằng sau lúc này cũng dương cung lên nhằm khiêu khích, công hội vương triều của chúng ta, ngươi hãy chết đi. Sau mũi tên được bắn thẳng về phía anh, những người xung quanh cũng nhắc nhở, cẩn thận, mau tránh ra, anh cũng nhanh chóng triệu hồi thêm những con xương khô khác để chắn đòn tấn công này. Bọn chúng chỉ cần dương thanh đao của mình lên để ngăn chặn đòn sát thủ của hai tên cung thủ ban nãy. Trước vẻ ngạc nhiên của bọn kia, tên tóc đỏ lúc này cũng nhận thấy rằng, vậy mà không chỉ có một con hắn kêu gọi đồng bọn của mình ngăn chặn lại đòn tấn công của những con xương khô mà lùi về phía đằng sau sử dụng kỹ năng hỏa xạ cùng vũ mọi người xung quanh cũng nhìn thấy rằng tiêu rồi đây là kỹ năng hiếm có mà pháp sư cấp cao mới có thể học được chỉ có chưa đến một trên ba pháp sư có thể nắm giữ được kỹ năng hỏa xạ cùng vũ này đây chính là công kích mạnh nhất của pháp sư nhị chuyển lần này anh chàng kia khó thoát rồi nói đến đây trước mặt anh bây giờ đang là một con mãng xà rực lửa được tạo ra bởi kỹ năng của tên pháp sư tốc độ của nó bay càng ngày càng nhanh tới trước mặt anh nhưng anh không hề có vẻ sợ hãi anh triệu hồi toàn bộ đám xương khô của mình lên mặt đất tên pháp sư tóc đỏ khi thấy anh không hề trốn tránh hay có bất cứ phòng hộ nào đều nghĩ rằng tên nhóc này thật là non dại hứng một đòn này của ta thì chắc chắn ngươi sẽ phải chết đám xương khô sau khi được anh triệu hồi cũng lao lên đằng trước chắn lại đòn tấn công dường như đòn tấn công này với bọn chúng như mũi đốt inox không hề gây ra một chút thương tích nào đám xương khô lúc này cũng ồ ạt lao lên tấn công để phản kích đám công hội kia lúc này cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra sao có thể có nhiều xương khô như vậy đúng là quái vật mà tên tóc đỏ lúc này cũng hoảng hốt mà nhận ra số lượng xương khô bây giờ đã vượt quá nhân lực của bên mình rồi tên tóc đỏ lúc này cũng nhanh chóng rồi quyền chuyện của mình lên và hô to lập đội gian quân chuẩn bị lên lịch đồng đội của hắn lúc này cũng đứng vào vị trí tuyến đầu là những chiến binh tay cầm khiên chắn còn tuyến đằng sau là những pháp sư và xạ thủ khi này hắn ta cũng ra lệnh chức nghiệp phụ trợ mau chóng tăng cường cho mọi người ngay sau khi khẩu lệnh kết thúc thông báo lực lượng được cường hóa hiện lên linh hoạt được cường hóa tinh thần được cường hóa tốc độ được cường hóa tên tóc đỏ lúc này rất tự tin vì hắn có kinh nghiệm rất phong phú phối hợp cũng rất tốt công hội vương triều của bọn chúng là bất khả chiến bại anh nhắc nhở mọi người các ngươi cách xa ta ra một chút anh biết rằng tên xạ thủ rất phiền phức nên mục tiêu là nhằm tới hắn bàn tay anh lúc này điều động năng lượng xuất chiêu linh hồn hỏa diễm một nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ kèm theo hiệu ứng thiêu đốt bay thẳng tới chỗ hắn khiến hắn kêu gào đau đớn những người đồng đội của hắn bên cạnh cũng sử dụng thuật trị liệu trong khi bọn chúng vừa mới bút hàng loạt các hiệu ứng khác thì cũng có thể nhanh chóng quay ra sử dụng luật thuật trị liệu nhưng lúc này ngọn lửa hắc hỏa cũng đã thiêu cháy cung thủ kia thành cho cô gái trị liệu sư lúc này cũng sợ hãi mà bịt miệng thốt lên anh ta chết rồi trước sự chứng kiến của các đồng đội và sự ngạc nhiên của tên tóc đỏ hắn ta cảm nhận được rằng người mà mình động phải lần này thật sự là phiền phức trả lễ công hội vương triều thật sự bị một mình tên thế vật kia đánh bại hay sao anh biết rằng nếu đám xương khô tấn công bừa bãi thì cũng khó có thể vượt qua được hàng chắn bảo vệ nên anh ra lệnh cho tất cả binh đoàn tập trung tấn công vào tên đỡ đòn gần nhất tên chiến sĩ cầm khiên chắn lúc này sau khi nhận thấy đám xương khô lao vào mình cũng kích hoạt kỹ năng phòng thủ cực hạn vô số chiến binh khô lâu lao vào hắn và sử dụng kỹ năng cùng bạo nhất của mình chỉ sau vài đòn chém cũng khiến cho tấm khiên càng ngày càng nứt ra tên chỉ huy tóc đỏ nói mau tới bổ sung lực lượng giúp đỡ một tên chiến sĩ bên cạnh nhanh chóng tiến tới để giúp đỡ nhưng trước khi phản ứng một ngọn lửa hắc hỏa tiến thẳng tới mặt hắn ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ cơ thể khiến hắn chỉ kịp thất thanh phụ trợ mau cứu tôi đồng thời tên bên cạnh cũng bị đám khô lâu chém thành trăm mảnh tên tóc đỏ lúc này thấy sắc khí bừng bừng của đám xương khô và cảnh giết chóc hiện tại thì cảm nhận rằng nếu còn ở lại đây thêm chút nữa chắc chắn sẽ chết việc làm bây giờ căn bản là cần phải chạy khẩn trương tên này căn bản không phải là người mà là đám quái vật anh nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ những tên cản trở và điều động đám xương khô lao tới bắt tên tốc độ kia một con xương khô xiên que cái xác của tên hiệp sĩ trên thanh kiếm của nó và theo lệnh của anh nó hất văng cái thi thể kia về chỗ tên tóc đỏ anh kích hoạt kỹ năng nổ tung thi thể phải biết rằng sau khi được thiên phú nâng cấp phạm vi của kỹ năng nổ tung thi thể đã mở rộng đến 10 mét đồng thời tạo thành sát thương 100% giá trị sinh mệnh của thi thể lực sinh mệnh của kỹ sĩ cao nhất trong tất cả các chuyên nghiệp nếu lấy 100% giá trị sinh mệnh của kỵ sĩ làm tiêu chuẩn, hẳn không ai có thể sống sót qua được đòn này. Sau khi cái xác nổ tung, nó gây sát thương cực mạnh và lan đến chỗ những người còn lại, tạo thành một mạng lưới. Tên tóc đỏ lúc này chạy cong đít, nhưng sát thương của vụ nổ cũng đã tiến đến chỗ hắn, khiến hắn bị nổ tan tành, không còn mảnh. Vết máu sau vụ nổ bay tứ tung và văng lên mặt anh. Vì bản thân anh đã trải qua quá nhiều cuộc chiến và thấy được những cảnh chết chóc như thế này, anh không còn cảm thấy lạ lẫm hay sợ sệt nữa. Hơn nữa, những tên này đều là những kẻ đáng chết. Anh nhanh chóng lau hết máu trên mặt và rời đi. Khi này, phía dưới vẫn còn lại một vài cái xác. Với tính cẩn thận của mình, anh kích hoạt kỹ năng nổ tung thi thể để xóa toàn bộ dấu vết, không cho những mối nguy hại có thể gây ảnh hưởng tới anh. Mọi người sau khi thấy cảnh này đều phải thốt lên, sợ thật, đều chết hết rồi, thật sự không còn một người nào cả, ngay cả thi thể cũng bị hủy rồi. Hủy thi diệt tích thật sự quả thực là tàn nhẫn. Một người khác nói, đúng là không thể nói nhiều, công hội Vương Triều sẽ không chịu để yên đâu, chúng ta phải làm sao đây? Với tính cách của công hội Vương Triều, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Kết cục nếu bị họ bắt được, nhất định chỉ có chết. Người khác đáp, nếu bây giờ mọi người mong rút lui, dù sao người của công hội Vương Triều cũng chết hết rồi, không có ai có thể tìm thấy chúng ta. Nửa canh giờ sau, thân hình của một người đàn ông cường tráng bước ra từ phó bản. Anh ta nói rằng vẫn không thể có được tinh hạch của yêu tinh vương. Mấy người triệu cát đi đâu hết cả rồi, những người phân tán ra đều biến mất rồi hay sao? Một cô gái ngực bự bên cạnh nói rằng, thiếu hội trưởng, ở đây không còn một người nào cả. Anh ta sau khi nghe được cũng nói rằng, phóng đạn tín hiệu, nếu như bọn họ ở gần đây, nhìn thấy chắc chắn sẽ đáp lại lời của chúng ta. Sau khi xem xét, anh ta nghĩ rằng, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, chả lẽ Triệu Cát dẫn người chạy rồi hay sao? Lấy thực lực của mấy người kiều khác ở khu vực này, họ chính là sự tồn tại áp đảo nhất, hắn ta làm sao có thể bị giết chết dễ dàng được? Nếu như chưa từng chiến đấu, thì sao ở đây lại không có một chút vết tích nào cả? Anh ta sau khi nhìn xung quanh một hồi cũng nói rằng, tất cả đều không có ai ở đây. Nơi này chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Nơi này không chừng sẽ có nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời đi trước. Một giờ sau, trong phó bản, anh điều khiển đám xương khô và tiến đến cửa ải của con boss. Lúc này, anh đang áp đảo nó, bảng hệ thống hiển thị thông báo, kích sát yêu vương tinh, kinh nghiệm cộng 40.000. Nhận được vũ khí cấp thanh đồng, sách ma pháp của yêu tinh vương. Nhận được tinh hạch của quái loại vật phẩm cấp thấp. Anh xem xét quyển sách ma pháp kia và cảm thấy rằng quả nhiên lần này không rơi tinh hạch của yêu tinh vương nữa đợi khi tới học viện hạ kinh anh sẽ tìm một luyện kim sư dùng tinh hạch của yêu tinh vương làm thành nhận yêu tinh vương để sử dụng còn về cuốn sách ma pháp này ngược lại nó có thể sử dụng hiệu quả với linh hồn hỏa diễm và nổ tung thi thể nhưng lại vô dụng với đám xương khô bảng thông báo cũng hiện lên chỉ số sách ma pháp yêu tinh vương tinh thần cộng 40, thể lực cộng 10, tăng uy lực kỹ năng hệ pháp sư 3%, cấp 12 có thể sử dụng lúc này bản thân anh đã tăng lên được cấp 13 và anh cũng thấy rằng yêu cầu kinh nghiệm bắt đầu nâng cao Phó bản lần sau hẳn có thể lên cấp 14 Muốn tăng lên cấp 15e rằng còn cần 3 lần nữa Tính toán thời gian Bản thân mình có thể vào phó bản tối đa 5 lần Tương đương với có thể lên được cấp 16 Tuy cấp 16 hơi thấp hơn dự tính Nhưng để thi vào học viện Hạ Kinh thì chắc cũng đủ rồi Anh bước tới vòng tròn và truyền tống ra bên ngoài Sau khi ra ngoài Anh tự hỏi không biết rằng mọi người đi đâu hết rồi nhỉ Cũng đúng thôi Đi mới là lựa chọn tốt nhất của những người ban nãy ở đây Phó bản bây giờ cũng cần thời gian côn cool đao Ngày mai lại tới đây vậy Chuyển cảnh ngày hôm sau, lúc này Hạ Tuyết đã lên cấp 10 và đang tiến tới chỗ phó bản. Cô nghĩ rằng bản tiểu thư cuối cùng cũng tăng lên cấp 10, có thể khiêu chiến phó bản Mỏ Tây Hải rồi. Vừa lúc này, cô nhìn thấy một chàng trai cùng với một con xương khô tiến vào cổng dịch chuyển một mình, với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Sau khi cô nhận ra là Lâm Mặc Ngữ, cô chắc chắn rằng cậu ta là người duy nhất có chuyên nghiệp Tử Linh Pháp sư Vật Triệu Hoán, cả thế giới cũng chỉ có mình cậu ta có. Chả lẽ cậu ta muốn vào phó bản một mình? Sau khi thấy điều đó, cô khẳng định rằng chắc hẳn bây giờ bản thân cậu ta có thể một mình tấn công phó bản rồi nhưng bản thân cô cũng là pháp sư nguyên tố chức nghiệp hiếm cấp 10, rất dễ dàng tìm một đội ngũ mạnh mẽ nhất định là cô sẽ không thua được tên đó cứ đợi đấy bên trong hang động 40 phút đã trôi qua kể từ khi anh tiến vào với việc trải qua thăng cấp và thiên định hồi phục tinh thần giờ đây quân đoàn minh quốc của anh đã đạt số lượng 72 con anh nhanh chóng tiến tới chỗ con boss và sử dụng kỹ năng diễn họa của mình anh còn không quên gọi nó dậy mà chiến đấu nữa bảng thông báo lúc này cũng hiển thị Kích sát yêu vương tinh, kinh nghiệm cộng 40.000, nhận được vũ khí cấp thanh đồng trường cung của yêu tinh vương, nhận được tinh hạch khỏi cấp thấp. Anh tới chỗ con boss và cảm thán, đừng buồn, ta sẽ chỉ tới thêm vài lần nữa thôi và sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngược lại, dù sao ngươi cũng mang số phận bị người giết, thì bị ai giết cũng như nhau mà đúng không? Bị ta giết còn nhanh hơn chút, đau đớn cũng ít hơn chút. Thực ra, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng không còn cách nào, cơ bản là ta cần phải thăng cấp mà. Khi này, anh đã đặt level 13 và 80%. 12 giờ sau, anh lại tới và nói, hi, ta lại tới rồi. Đừng sợ, ta tới thêm ba lần nữa rồi không tới nữa đâu. Hai người chúng ta cũng được gọi là bạn tâm giao rồi, đúng không? Bảng thông báo lúc này cũng hiện lên, kích sát yêu vương tinh, kinh nghiệm cộng 40.000, nhận được vũ khí cấp thanh đồng pháp trượng của yêu tinh vương. Khi này, bản thân anh đã lên cấp 14-60%. Sau khi ra ngoài nghỉ ngơi thiền định, số lượng cô đinh của anh cũng đã tăng lên 76 con. Thuộc tính duy trì toàn bộ tăng lên 2.300 điểm, chỉ tiếc là kỹ năng của quân binh quá đơn giản, không đủ mạnh mẽ. Lúc này, một thân hình trắng trẻo đang mặc một chiếc váy tiến tới và gọi, Lâm Mặc Ngữ, cậu đạt cấp bao nhiêu rồi? Thì ra đó chính là Hạ Tuyết, trên người cô ta có khá nhiều vết chảy xước và bầm tím, dường như là mới đi ra từ trong phó bản. Anh trả lời, tôi được cấp 14 rồi. Sau khi nhận được câu trả lời, Hạ Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Cấp 14 sao? Làm sao cậu có thể lên cấp nhanh như vậy được? Bản thân tôi đã tổ đội soát hai lần phó bản bình thường thôi, đã trên lên chết xuống rồi, mới lên được cấp 11 lúc đầu ở phó bản thế mà bản thân thủ cậu ta cấp 7, mình cấp 5, kèm cậu ta hai cấp. Tại sao bây giờ mình lại cấp 11, cậu ta đã lên cấp 14 rồi? Cách biệt đúng là càng ngày càng lớn, Hạ Tuyết không thể chấp nhận điều này và hét vào mặt anh. Cả khi cậu sắp phó bản một mình cũng không thể nào lên cấp nhanh như vậy được. Sau đó, cô nhanh chóng rời đi và nói rằng bản tiểu thư sẽ không nhận thua cậu đâu. Anh lúc này không hiểu, chẳng phải cô vừa mới đi phó bản sao. Bây giờ lại đi tìm đội ngũ để tiếp tục vào phó bản liệu cô ta không cần phải chờ thời gian hồi chiêu của phó bản hay sao? Một giờ sau, Hạ Tuyết vừa mới rời khỏi phó bản, cô nhìn thấy anh tiến lại gần và bực tức quay đi. Pháp sư nguyên tố cấp 11 đang tìm đội ngũ. Hiện tại, trong lòng cô chỉ có nghĩ cách làm sao để lên cấp nhanh nhất, soát một lần phó bản không đủ thì phải soát thêm nhiều lần nữa. Anh cũng cảm nhận được rằng người con gái này quả thật là cứng đầu, cô ta cũng quá liều mạng rồi cũng không cho bản thân mình cơ hội để hỏi rõ về chuyện phó bản kia. Một giờ sau lại trôi qua, Lúc này Hạ Tuyết cùng thân thể đầy vết thương mà tiến tới chỗ anh nói rằng bản thân tôi sẽ không chấp nhận thua cậu đâu. Khi này một tiếng nói vang lên phó bản mỏ bốn thiếu một cần một pháp sư, để ta ta là pháp sư nguyên tố cấp 11. Nửa giờ sau lúc này trên cơ thể của cô cũng cảm nhận được thương thế đầy mình cơ thể chạy đầy mồ hôi lắm dường như không còn sức lực. Nhưng cô ta vẫn mở miệng nói rằng bản tiểu thư đã đến cấp 12 rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp cậu. Anh nhìn thấy dáng vẻ đó của Hạ Tuyết cũng hỏi rằng cô không mệt sao. Hạ Tuyết lúc này cũng nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn mà trả lời, mệt, sao có thể không mệt cơ chứ? Bây giờ bản tiểu thư đến một ngón tay cũng không muốn động rồi. Anh cũng hỏi thêm vậy tại sao lại cố chấp như vậy, cô ấy cũng đáp lời tại sao à? Cậu vẫn còn mặt mũi hỏi bạn tiểu thư tại sao, bị cậu đè ép nhiều năm như vậy tôi nhất định sẽ vượt qua cậu. Hóa ra điều khiến cho cô cái này liều mạng như vậy chính là vì sự ganh đua từ trước tới nay. Sớm biết như vậy thì mình đã nhường cho cô ấy ở cuộc thi đó cho cô ta lấy được hạng nhất. Hạ Tuyết lúc này cũng nói thêm đương nhiên không chỉ là mỗi như vậy tôi muốn thi vào học viện Hạ Kinh, cậu cũng muốn thi phải không? hẳn là cậu sẽ hiểu vấn đề này thôi. Phải biết rằng muốn thi vào học viện hạ kinh điểm an toàn là cấp 15 an toàn hơn nữa là cấp 16, với tốc độ tu luyện của cô ấy thì cấp 15 cũng là rất khó. Anh cũng nói rằng nếu cô muốn thi vào đó thì cô nên soát phó bản cấp ác mộng như vậy mới có thể mau chóng thăng cấp. Sau khi cô nghe được câu trả lời của anh cũng ngỡ ngàng mà hỏi lại, cậu đùa tôi à? Đội tinh anh đâu có dễ tìm kiếm như vậy bọn họ đều cần chức nghiệp giả cấp 16, 17, tôi mới cấp 12 ai cần cơ chứ. Cho nên bản tiểu thư vẫn nên xuất phó bản bình thường thêm vài lần, cấp 14 hẳn là không thành vấn đề cố gắng cấp 15 thì cũng cố gắng có thể là đạt được. Anh cũng hỏi thêm vậy làm sao cô có thể bỏ qua thời gian hồi chiêu của phó bản vậy? Vậy mà cậu lại không biết à, hóa ra còn có chuyện cậu không biết. Cậu nói mấy câu dễ nghe rồi tôi sẽ tiết lộ cho cậu. Anh lúc này chỉ biết lặng thinh, đúng là đồ ngốc, đến nói đùa cũng không biết. Người ta nói tư duy của pháp sư là linh hoạt nhạy bé nhất. Cậu cũng ngốc quá rồi nè, chính là bùa hộ mệnh hồi chiêu giúp tôi rút ngắn thời gian hồi chiêu phó bản của đạo cụ. Cô ấy cầm trên tay một chiếc đồng hồ và đưa tới chỗ của anh, sau khi xem xét mới biết rằng đây là bùa hộ mệnh hộ chiếu sơ cấp, số lần sử dụng 7 trên 10, tác dụng của nó là có thể rút ngắn thời gian hồi chiêu phó bản, chỉ có tác dụng với phó bản dưới cấp 20. Anh lúc này mới ngỡ ngàng hiểu ra, hóa ra lại có một món đồ tốt như thế này. Anh cũng hỏi cô, "Thứ này có đắt không?" Hạ Tuyết trả lời, "Hẳn là khá đắt, lúc ba tôi đưa cho tôi, dáng vẻ của ông ấy trông cũng đau lòng lắm." Sau khi nhận được câu trả lời, anh cũng biết rằng với tài chính của mình thì xem ra không thể sở hữu loại bùa hộ mệnh này rồi. Khi này, Hạ Tuyết vào đầu bứt tai, còn thời gian 2 ngày, ta phải dùng hết 7 lần cơ hội này, thêm vào thời gian hồi chiêu của bản thân ít nhất ta cũng phải soát được phó bản 9 lần mới có thể đảm bảo thăng đến cấp 15. Trời ạ, nếu mà như vậy, bản tiểu thư sẽ mệt chết mất. Sau khi nghe được những câu nói đó, trong đầu anh lúc này chợt nảy ra một vài ý nghĩ. Tôi có thể dẫn cô đi soát phó bản, đảm bảo cô ta đến cấp 15, hơn nữa, còn không cần cô phải động tay động chân. Hạ Tuyết lúc này mới nhớ ra, Tại sao mình lại quên mất, tên này có thể một mình soát phó bản nhỉ? Hai người cùng soát, kinh nghiệm càng nhiều hơn, còn không cần tự mình ra tay. Có điều, nếu như vậy, đẳng cấp không phải là sẽ không thể đuổi kịp cậu ta sao? Nhưng ngược lại, nếu không soát phó bản với cậu ta, đẳng cấp cũng không thể theo kịp. Thôi kệ vậy, sau này sớm muộn cũng có một ngày có thể bắt kịp cậu ta. Cô lúc này cũng trả lời, tôi đồng ý với cậu, cậu dẫn tôi đi soát phó bản, tôi sẽ chia bùa hộ mệnh cho cậu dùng. Sau khi nhận được câu trả lời, anh cũng nói rằng cô nghỉ ngơi trước đi 2 giờ sau chúng ta bắt đầu vào phó bản. Với vẻ mặt mệt mỏi thiếu ngủ và cơ thể bị thương như này, Hạ Tuyết lúc này cũng nói rằng vậy được bản tiểu thư sẽ nghỉ ngơi một lát. 2 giờ sau cuối cùng cũng đã trôi qua, hai người cũng nhanh chóng bắt đầu tiến vào trước cổng của phó bản. Anh cũng sử dụng đồng hồ và chọn độ khó ác mộng. Hạ Tuyết lúc này cũng hốt hoảng mà nói chờ một chút cậu có chọn nhầm không? Ý là cậu muốn chọn cấp độ ác mộng à? Vào bên trong, thấy được thuộc tính của con goblin thủ vệ cô cũng phải thốt lên rằng thuộc tính quái vật cao đến vậy sao đây rõ ràng là độ khó cấp ác mộng rồi lâm mặc ngữ cậu không chọn nhầm chứ lâm mặc ngữ cậu điên rồi sao chúng ta sẽ chết ở đây mất anh lúc này bình tĩnh nói hãy theo sát tôi vì đây là lần đầu tiên vào độ khó cấp ác mộng nên cũng cảm thấy khá dè dặt và lo sợ nhưng nếu cứ chạy lung tung như vậy khi ra ngoài phó bản nhất định sẽ bị chê cười anh ra lệnh cho xương khô lao lên tấn công nhưng khi quay lại thì thấy hạ tuyết chưa đi theo mình nên anh nói nhanh lên không phải là cô sợ đó chứ sau khi thấy đám xương khô dụ những con goblin đuổi theo mình, cô cũng phải cảm thán, vì sao anh không phòng thủ mà lại cứ chạy thế kia. Phải biết rằng đám quái vật có thuộc tính cao như vậy lại hoàn toàn không thể tạo ra thương tổn cho chiến sĩ khô lâu của cậu ấy. Lâm mặc ngữ, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Sau khi chạy một hồi, trước mắt cô xuất hiện một khung cảnh đáng sợ. Đó chính là con sói trắng khổng lồ cùng với đám xương khô đang vây bọn goblin lại mà tấn công. Thì ra đây là lang vương của khu mộ các băng mộng, thân hình của nó to gấp đôi so với cấp phổ thông bình thường đám xương khô đã tiêu diệt xong mấy con thủ vệ goblin. Theo lệnh của anh, chúng ném những cái xác đó vào con sói trắng. Anh tung ra kỹ năng thi thể bạo liệt. Sau quá trình đi ải khá nhiều lần, anh rút ra được kinh nghiệm. Nếu đánh như trước đây thì quá lãng phí thời gian. Dùng chiêu thi thể bạo liệt miểu sát nó có thể tiết kiệm thời gian rất nhiều. Một vụ nổ lớn vang lên. Hệ thống thông báo tiêu diệt goblin thủ vệ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2.100. Bảng thông báo cũng hiển thị liên tục. Hạ Tuyết ngỡ ngàng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chỉ trong nháy mắt kinh nghiệm của cô đã lên tới 30%. Cô tự hỏi, đây là thao tác đánh kiểu gì vậy? Còn có thể quét phó bản như thế này hay sao? Chỉ sau vài tiếng nổ lớn, con sói cũng đã chết, thật sự đơn giản đến vậy hay sao? Lần trước, bản thân cô lập đội ba người chật vật hơn 20 phút mới giết được Lang Vương, nhưng bây giờ trong độ khó cấp ác mộng lại hạ gục trong nháy mắt, dường như không tốn một chút sức lực nào. Sau khi xử lý xong, anh nói, đi thôi, đàm xuân khôi cứ thế lao lên. Cô lúc này mới hốt hoảng hỏi, lâm mặc ngữ, trước giờ cậu đều solo phó bản cấp ác mộng như thế này hay sao? nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì mình nhất định sẽ không tin có chức nghiệp giả mười mấy cấp lại có thể một mình vượt qua phó bản cấp ác mộng một cách dễ dàng như thế này. Hai người chạy thật nhanh tiến tới phía trước, cô hỏi thêm, từ cấp 10 cậu đã solo như thế này hả? Cuối cùng chỉ nhận lại được một câu trả lời lạnh lùng từ anh, ừ, từ khi vào phó bản đến giờ mới có tầm chục phút đã gặp được con trùng cuối. Lúc trước tôi lập đội quét phó bản phổ thông mất hơn một tiếng mới đến được đây. Khi con boss phụ thức tỉnh và lao tới tấn công hai người, sau khi tiêu diệt đám goblin thủ vệ, anh cũng làm theo cách tương tự, ném xác bọn chúng vào chỗ con boss và kích hoạt kỹ năng nổ tung thi thể. Những thi thể phát nổ trong nháy mắt và con boss cuối cùng cũng bị miểu sát. Anh lên được cấp 15 trước sự ngạc nhiên của cô. Trong khi thấy quá trình xử lý phó bản nhanh đến vậy, cô tự biết rằng khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Bảng thông báo hiển thị, tiêu diệt vua goblin, kinh nghiệm cộng 25.000, đạt được vũ khí cấp thanh đồng trường kiếm, đạt được tinh hạch quái vật. Hạ Tuyết chạy tới xem xét trường kiếm, đáng tiếc không phải là pháp trượng dành cho pháp sư. Anh hỏi, cô muốn pháp trượng phải không? Cô đáp lời, ừ, pháp trượng của Goblin là vũ khí tốt nhất của pháp sư trước cấp 20. Tuy rằng nơi giao dịch cũng có nhưng tôi không muốn lại xin tiền của cha. Đột nhiên, một thứ gì đó bay thẳng tới chỗ cô. Anh nói, đó là cho cô, trước mặt cô lúc này là pháp trượng của vua Goblin. Với vẻ mặt ngạc nhiên, cô hỏi, nhưng tại sao cậu lại không dùng? Tôi có cái này rồi, hơn nữa, tôi cũng không thích pháp triệu. Nói rồi, anh mang quyển sách ma pháp của vua Goblin ra mà khoe. Sau khi thấy điều đó, cô cảm nhận được rằng từ đầu tới giờ cũng chưa từng thấy cậu ta lấy quyển sách ma pháp đó ra, có lẽ cậu ta chướng mắt chút điểm cộng thêm đấy. Anh tiến tới xác của con Goblin để xem xét. Quả nhiên, cách làm kéo dài rồi dùng thi thể bạo liệt sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng tổ đội sẽ bị suy kinh nghiệm, nhưng dùng đạo cụ của Hạ Tuyết còn có thể quét 5 lần nữa là có thể lên tới cấp 16 rồi. Anh xoa đầu cái xác và nói, xin lỗi nhé, khả năng còn phải giết mày thêm 5 đến 6 lần nữa. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, tìm tới hỏi, "Chắc cậu lại nói chuyện với con boss, nó có nghe hiểu đâu, hơn nữa nó cũng chỉ còn là cái xác thôi mà." Anh trả lời, "Tôi thích nói thì nói thôi, nó hiểu hay không không quan trọng." Sau khi nghe lời giải thích đó, cô cảm nhận rằng chàng trai này khá kỳ quái. Ai lại đi nghiêm túc nói xin lỗi với boss như vậy chứ? Bọn phụ bản không phải là để tiêu diệt hay sao? Người gì đâu mà quái lạ, nhưng cũng có chút đáng yêu. Lúc này, anh tiến tới vòng tròn dịch chuyển và nói, "Đi ra ngoài, chúng ta tiếp tục quét phó bản thêm lần nữa." Cô nhanh chóng chạy theo và nói, được, chúng ta sẽ tiếp tục. Chuyển cảnh lúc này là những lần vào phụ bản sau đó. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm, bọn quái vật đều bị tiêu diệt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hiện tại số lần bùa đếm ngược dùng xong rồi, còn một ngày rưỡi nữa là đến kỳ thi đại học. Cô tự tin có thể lên tới cấp 15, lần này chắc chắn có thể vào học phủ hạ kinh rồi. Đồ ngốc lâm, có phải cậu cũng sắp lên cấp rồi không? Có phải cậu muốn nỗ lực đạt chức trạng nguyên tỉnh hay không? Anh không hiểu chuyện gì, hỏi trạng nguyên tỉnh là sao? Theo thanh kinh nghiệm, anh đang ở cấp 15-85%. Hạ Tuyết nói, có thể trở thành trạng nguyên tỉnh thì sẽ đạt được rất nhiều điểm. Thứ này rất quan trọng ở học phủ Hạ Kinh. Mấu chốt chính là cậu sẽ có cơ hội gia nhập sáng thần học viện. Nghe cha tôi nói, sáng thần học viện hẳn là học viện lợi hại nhất hoa hạ đế quốc chúng ta. Nếu học phủ Hạ Kinh tuyển nhận những học viên tinh anh thì sáng thần học viện chính là tinh anh trong tinh anh. Nghe nói đàn anh Châu Thiên Tinh đã vào được đó, cũng là người duy nhất từ trước đến nay của Tây Hải có thể vào được tôi cảm thấy cậu rất có khả năng trở thành người thứ hai. Nếu cậu có thể vào được đó, tôi đoán chừng hiệu trưởng đang nằm mơ cũng sẽ tỉnh dậy mà cười. Cô nghĩ rằng bản thân mình chưa bao giờ gặp qua cách quét phó bản như của cậu ta, hoàn toàn đổi sự hiểu biết của mình. Nếu cậu ta không vào được sáng thần học viện thì còn ai có thể vào được nữa chứ? Sau khi nghe những lời nói của Hạ Tuyết, anh cũng trầm ngâm suy nghĩ, chỉ ở học phủ Hạ Kinh nên mình sẽ thi vào đó. Còn về phần sáng thần học viện, nếu có cơ hội thì mình nhất định sẽ đi thử xem. Khi này, Bên ngoài cũng đang có một tốp người bàn tán với nhau chuẩn bị vào phó bản. Thời tiết lúc này cũng nhận ra rằng kia có phải là cao dương không nhỉ? Cậu ta cấp 11, đáng tiếc là hiệp sĩ cấp bậc quá thấp, không chống được quái cho dù là đội ngũ cấp phổ thông cũng yêu cầu hiệp sĩ cấp 13 trở lên. Khi này, cô cũng nói, "Dẫn theo cậu ta đi đi." Anh cũng trả lời, "Được thôi, tôi không thành vấn đề gì." Chuyển cảnh tại một văn phòng ở đâu đó, khi này, chàng thanh niên điển trai kia cũng đang ngồi nói chuyện với một ông béo. Ông ta nói, "Đầu óc con bị nước vào hay sao?" Sao có thể làm ra chuyện phong tỏa phó bản cơ chứ? Con coi Trần Hạn Đế quốc và hiệp hội chức nghiệp giả là vật trang trí hay sao? Con muốn chết thì đừng lôi kéo cả công hội chết cùng chứ. Mấy ngày nay con đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở trong công hội đi. Dù sao con cũng đã cấp 16, yên tâm chờ đến ngày thi đi. Anh chàng hôm nay cũng trả lời, vậy còn đám người chịu cát thì phải làm sao bây giờ? Ông ta lúc này cũng trả lời, ta đã phải người đi tra xét việc này, con không cần quan tâm nhiều. Có thể làm nhiều người biến mất như vậy thực lực của người này không phải việc con có thể chen vào. Vậy mà có người dám ức hiếp công hội vương triều của ta, đúng thật là ăn gan hùm mà. Phía bên của Cao Dương, khi thấy hai người mặc ngữ và hạ tuyết, anh cũng vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, hai người các cậu có phải là tình nhân không? Tại sao lại đi cùng nhau thế? Bị hỏi như vậy, hạ tuyết tỏ vẻ khó chịu, cậu im đi, tôi sẽ xé xác cậu bây giờ. Cao Dương tỏ vẻ bối rối, he he, đùa tí thôi mà, đại tiểu thư, đừng coi những lời đó của tôi là thật. Cô nói, cậu đừng tìm đội nữa, đợi thời gian côn đao của bọn tôi hết, Tôi sẽ dẫn cậu đi quét phó bản trước kỳ thi, dẫn cậu lên cấp 12 không thành vấn đề." Sau khi nghe lời nói của cô, Cao Dương cảm thấy vui mừng, "Phải thật không, hai cậu đúng là đại ân nhân của tôi. Tôi cũng muốn vào học phủ, lên tới cấp 12 mới có phần nắm chắc để thi vào." Hạ Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ thành thật nghe lời cậu chỉ huy. Cậu bảo đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Bảo tôi giả chết, tôi sẽ không bao giờ đứng lên." Nghe được những lời trêu đùa đó, cô nói, "Nếu cậu còn như vậy thì tôi sẽ không dẫn cậu đi theo nữa đâu." Cao Dương lúc này nói tiểu nhân tuân lệnh không biết thời gian côn đao của hai người là bao lâu cô với tay sát khí bừng bừng triệu hồi ra ngọn lửa nói cậu có im đi không cần chờ bọn tôi 10 tiếng cao dương quay người rời đi được vậy hai người nghỉ ngơi nói chuyện chuyến đi tôi đi đánh quái dã ngoại mặc ngữ cố lên tôi cực cậu kiểu gì cũng tán đổ hạ tuyết nói tới đây một khi thấy sát khí mãnh liệt phóng ra thành một đại hỏa cầu bắn thẳng tới phía của cao dương cậu ta đỏ mặt mà tỏ vẻ tức giận tên cao dương kia nói nhiều quá đúng là ngứa đòn hả anh lúc này khuyên ngăn cô, cậu ta cũng chỉ là có chút khôi hài mà thôi. Thời gian lúc này cũng trôi qua 10 tiếng, Cao Dương đến cùng hai người và hỏi, "Lâm lão đại, Hạ tiểu thư, có phải hai người chọn sai độ khó cho phụ bản không? Tại sao lại là cấp áp mộng?" Hạ Tuyết lúc này cũng nói, "Cậu nói nhảm ít thôi, cứ theo sau là được, đâu cần cậu đánh quái đâu." Cô cũng đắc ý rằng rốt cuộc không phải chỉ có mình mình có phản ứng như thế này. Bên trong phụ bản, Hạ Tuyết cũng hỏi, "Cậu đi gần tôi như vậy làm cái gì? Cậu là hiệp sĩ cơ mà, chẳng lẽ sợ sao?" cao dương tỏ vẻ bối rối đây là cấp ác mộng đấy tôi mà bị quái chạm vào là sẽ mất mạng ngay mặc ngữ lúc này cũng làm theo cách cũ sử dụng thi thể bạo liệt khiến cho cao dương ngạc nhiên thốt lên đây chính là boss cấp bậc một hay sao cho dù tôi vào tổ đội hàng chục người cũng vất vả lắm mới hạ được con boss mà mới thế đã chết rồi hạ tuyết sau khi thấy được vẻ mặt đó của cao dương cũng cười sung sướng mà nói đúng là một tên thiếu kiến thức cao dương nhanh chóng lao tới ôm chân của mặc ngữ và nói lão đại lâm lão đại về sau ngày quét phụ bản có thể mang tiểu nhân đi theo không Cô cũng nói, cậu dù gì cũng là một hiệp sĩ cơ mà, có thể có chút tinh thần của hiệp sĩ không vậy? Anh ta lúc này gào lên đáp lời, có tinh thần hiệp sĩ thì có tác dụng gì cơ chứ, có lão đại thì còn cần hiệp sĩ làm gì? Trước tình cảnh khó xử, mặc ngữ cũng đồng ý với Cao Dương, được rồi, cậu buông ra thì tôi sẽ dẫn cậu theo. Anh cũng thấy rằng nếu quét thêm phụ bản một lần nữa, bản thân mình có thể lên được cấp 16, Hạ Tuyết có thể tới cấp 15, còn Cao Dương cũng có thể tới được cấp 12, sau đó, chỉ còn chờ kỳ thi bắt đầu. Chuyển cảnh tại một nơi nào đó. Khói bụi mờ mịt chỉ nhìn thấy thân ảnh của một đám người, họ đang nói chuyện với nhau, một người đàn ông cao cao, vạm vỡ nói, bọn nhỏ cũng sắp trở về rồi nhỉ? Một người phụ nữ hơi lùn, mặc trên mình chiếc áo màu tím cũng nói, đúng là ngày thi, không biết kết quả sẽ ra sao. Ông già áo xanh bên cạnh lúc này cũng nói, lão Lục, nghe nói mục tiêu của hai thiên tài chỗ ông đều đã thi vào học phủ Hạ Kinh. Ông ấy đáp, xem tiêu chuẩn của những năm trước, cấp 15 có cơ hội cao được trúng tuyển nhưng tốt nhất vẫn là nên đạt tới cấp 16, không dễ thấy đâu cấp 15 còn có thể đạt được nhưng cấp 16 thì quá khó. Thành phố Tây Hải của chúng ta năm ngoái ngoại trừ Tô Thiên Tinh thì cũng chỉ có chỉ của mặc Ngữ là đạt tới cấp 16 mà thôi. Ông hiệu trưởng lúc này cũng phải cảm thán, một người là em trai của Lâm Mạc Hàm, một người là thiên kim của nhà họ Hạ, có lẽ bọn họ sẽ đều có thể sáng tạo ra kỳ tích. Người đàn ông áo xanh kia lúc này quan sát ở xa cũng thấy dáng vẻ của ai đó và nói, có người về rồi kìa. Bóng hình một thanh niên tay cầm hai thanh kiếm cũng dần xuất hiện, đó chính là Hứa Trần, chức nghiệp kiếm đấu sĩ cấp 12. Cuộc nói chuyện lúc này cũng bắt đầu rôm rả hơn, là học sinh trường số 3 của chúng tôi, cấp 12 tốt lắm, không hổ là một trong những thiên tài của trường chúng tôi. Bên cạnh đó cũng có một nữ nhân tay cầm cung thủ, hóa ra đó chính là Vạn Minh, chức nghiệp nhãn cung thủ cấp 13. Bạn học Vạn Minh trường số 2 của chúng tôi cũng đã trở lại rồi. Người đàn ông áo xanh lúc này nói, cấp 13 cao hơn trường số 3 của bạn một cấp kìa. Bên kia đáp lại, cấp độ không nói lên tất cả, thành tích thi đại học mới là quan trọng nhất. Ông hiệu trưởng lục lúc này cũng phải cảm thán, một đám ganh đua, nhưng học sinh sắp về hết rồi, chưa thấy ai xuất hiện cấp 14 trở lên nhỉ. Sau ba người Hạ Tuyết, Lâm Mặc Ngữ, Cao Dương vẫn chưa trở lại. Theo lý thuyết, họ hẳn đã trở về rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Từ đằng xa, bóng hình của ba người cũng dần xuất hiện, tiến về phía họ. Hiệu trưởng Lục vui mừng nói, "Về rồi, cuối cùng họ cũng đã về. Bình an trở về là tốt rồi, không biết họ đạt đến cấp độ nào nhỉ?" Sau khi xem xét, bảng thông báo cũng hiển thị, Cao Dương, chức nghiệp kiếm thuẫn hiệp sĩ, cấp 12, Hạ Tuyết, chức nghiệp nguyên tố pháp sư, cấp 15. Ba người đều tỏ vẻ kinh ngạc, ồ, oh, con bé thực sự lên tới cấp 15 kìa. Như vậy ít nhất có 8 phần nắm chắc vào học phủ hạ kinh rồi. Năm nay lão lục lại được mở mày mở mặt rồi nhé. Nói rồi họ cũng vươn tầm mắt tới chỗ mặc ngữ. Bảng cũng hiển thị, lâm mặc ngữ, chức nghiệp tử linh pháp sư, cấp độ 16. Cái gì, cấp 16, còn cao hơn cả hạ tuyết. Tốc độ này quá nhanh, bọn họ hẳn đã tập trung quét phụ bản. Xem vũ khí trên tay của họ kìa, trên tay cao dương là kiếm và thuẫn, trong tay hạ tuyết là pháp trượng, tất cả đều là vật phẩm có được sau khi hạ vua goblin, xác suất rơi vũ khí rất thấp, muốn gom đủ chỗ vũ khí trang bị đó hẳn là không dễ dàng, xem ra bọn họ đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Lúc này trời cũng đã gần tối, ông hiệu trưởng Lục Bích Thân đưa ba người lên xe, "Các em lên xe trước đi, đợi mọi người về đủ thì về cùng nhau. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai tập hợp ở trường để di chuyển đến địa điểm thi." Bản thân ông lúc này cũng cười vui trong lòng, lần này có thể tự hào khoe khoang trước mặt đám lão già kia rồi. Trong xe Mặc ngữ trầm tư, hiện tại cấp bậc của mình là cấp 16, mình có lòng tin tuyệt đối thi vào học phủ Hạ Kinh. Có thể cạnh tranh ngôi vị trạng nguyên tỉnh và suy xét về học viện sáng thần rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi này tinh thần lực của anh cũng đã tràn đầy và có đủ 100 chiến sĩ khô lâu. Thuộc tính cũng đạt tới 2.500, hiện giờ anh đang cảm thấy mình đang ở trạng thái đỉnh phong nhất. Bảng hệ thống cũng cho thấy anh đang ở cấp 16-8%. Sức mạnh 220, nhanh nhẹn 220, tinh thần 900 cộng 20, thể chất 220 cộng 20 mọi người lúc này cũng đã tập trung cao dương thấy anh và vẫy tay gọi lâm lão đại tiếng gọi làm cho mọi người xung quanh đều chú ý mà quay lại nhìn hạ tuyết tiến tới và nói chúng ta gặp lại nhau ở học phủ hạ kinh nhé sau đó ông viện trưởng phát cho mỗi người một viên đá và nói đây là đá truyền tống mọi người chỉ cần bóp nát nó hoặc dùng tinh thần lực kích phát là có thể được đưa đến trường thi thầy chỉ nói thêm một câu trong quá trình thi mọi người phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân tính mạng vẫn là quan trọng nhất được rồi bắt đầu truyền tống đi sau khi hiệu lệnh kết thúc Mọi người nhanh chóng được dịch chuyển tới trường thi của tỉnh Giang Ninh, mặc ngữ xem xét xung quanh và thấy số lượng thí sinh năm nay lên tới hàng vạn người, thật là đông đảo. Lúc này, tháp thí luyện cũng đã mở ra. Loa thông báo tất cả các thí sinh chú ý lắng nghe quy tắc của kỳ thi, không được phát ra tiếng, không được đặt câu hỏi. Người vi phạm sẽ bị hủy bỏ tư cách thi. Hai cậu học sinh thắc mắc nói, không được đặt câu hỏi vậy nếu không hiểu thì phải làm sao? Loa thông báo vi phạm quy tắc thi, hủy bỏ tư cách thi của hai người. Sau khi thấy cảnh đó, Cao Dương sợ hãi mà bịt chặt miệng mình không dám hé răng nửa lời. Loa tiếp tục thông báo, đối với các chức nghiệp khác nhau, tháp thí luyện sẽ sắp xếp bài thi khác nhau. Chuyên nghiệp chủ chiến sẽ được xếp vào chiến trường, chuyên nghiệp phi chiến đấu sẽ được đưa vào chiến trường liên quan. Sau khi vượt qua các bài thi cơ bản, các chức nghiệp giả được quyền lựa chọn độ khó cho bài thi tiếp theo. Độ khó khác nhau thì thành tích sẽ khác nhau và số điểm khác nhau. Điểm vừa là kết quả thi của các bạn, cũng có thể mang đến học viện cao đẳng các bạn thi đậu để sử dụng. Ở nơi đó, điểm có tác dụng lớn hơn cả vàng. Cuối cùng, trang bị mang bên người có thể sử dụng bình thường. Ngoài ra, bất kỳ đạo cụ nào cũng không thể sử dụng, không gian chữ vật sẽ bị phong tỏa, người vi phạm quy tắc sẽ bị hủy tư cách thi, tất cả thí sinh xếp hàng vào tháp. Khi này, mọi học sinh cũng xếp thành một hàng dài tiến vào kỳ thi. Anh lúc này cũng nghĩ rằng tỉnh Giang Ninh đã có nhiều người tham gia thi như vậy, e là cả nước sẽ có khoảng hơn một triệu thí sinh tham gia. Xem ra mình đoán không sai, thí luyện cũng giống như phụ bản, sẽ căn cứ vào chức nghiệp của từng người mà đưa đến không gian khác nhau. Những người giám thị sau khi xem xét thì họ cũng nói rằng đây là chức nghiệp mới và trường số 1 Tây Hải đang báo tử linh pháp sư. Từ tư liệu bọn họ cung cấp thì có vẻ là pháp sư loại triệu hoán, hy vọng rằng chuyên nghiệp mới này không để chúng ta thất vọng. Trước tiên cứ theo quy tắc với pháp sư cấp kiếm, sắp xếp cho cậu ta quái vật cùng loại và cao hơn hai cấp đi. Bên trong phòng thí luyện, anh phát hiện ra con quái vật đứng trước mặt mình là loại pháp sư vì tay nó đang cầm pháp trượng lớn. Hệ thống cũng thông báo lên nhiệm vụ bài thi, tiêu diệt pháp sư thú nhân, thời gian đếm ngược 3 giây. Anh cũng cảm nhận được rằng bóng sáng kia ngăn cản thuật thăm dò bản thân mình không thể biết được đẳng cấp và thuộc tính của con quái vật. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, anh kích hoạt kỹ năng linh hồn hỏa diễm, chỉ trong tích tắc, con quái vật cũng bị đốt thành cho bụi. Bảng thông báo lúc này hiển thị, Lâm Mặc Ngữ dùng thời gian 0,1 giây hoàn thành bài thi. Tên giám khảo bên trong cũng ngỡ ngàng, chỉ dùng thời gian có 0,1 giây đã tiêu diệt được boss rồi sao? Trong phòng giám sát pháp thí luyện, một trong những giám khảo là Lĩnh Huyền Phong cũng đi tới và nói rằng, tôi nghe nói có chức nghiệp mới nên đến để xem. Một người giám thị cũng nói, làm sao bây giờ? hạ gục quái vật chỉ trong nháy mắt thế này thì chúng ta làm sao nhìn ra năng lực của chức nghiệp kiểu gì bây giờ ông giám khảo cũng nói rằng tử linh pháp sư phải không nếu thiết lập thì luyện chuyên nghiệp hy hữu không thể đo lường được sức mạnh của cậu ta vậy thì dựa theo cấp độ chuyên nghiệp truyền thuyết tiến hành bài kiểm tra thứ hai đi anh ta lúc này cũng ngập ngừng mà nói như vậy có quá không công bằng với cậu ấy không ạ à? ông giám khảo tiếp lời không sao bài kiểm tra đầu tiên cậu ta làm được miểu sát vậy thì cứ cho 100 điểm đi nếu vượt qua bài thứ hai thì cá nhân tôi lại cho cậu ta một điểm bên trong thí luyện anh lúc này cũng xuất hiện một con quái vật mới bảng thông báo cũng hiển thị chuẩn bị tiến hành bài kiểm tra thứ hai đánh chết quái vật trước mặt pháp sư thú nhân cấp bậc 20. anh lúc này chỉ nhẹ nhàng sử dụng kỹ năng linh hồn hỏa diễm mà đã hạ gục được con quái trong phòng giám sát mọi người cũng ngỡ ngàng lại là nháy mắt hạ gục đây chính là bài kiểm tra cường độ chuyên nghiệp đấy tại sao cậu ta có thể làm như vậy được nhỉ ông giám khảo cũng nói rằng không cần phải tiếp tục kiểm tra hãy bắt đầu tiến hành vòng hai luôn đi loa lúc này cũng thông báo Vòng thi đầu tiên của thí sinh chuyên nghiệp chủ chiến đã kết thúc. Số lượng thí sinh tham gia kỳ thi là 10.632 người, có 5.220 thí sinh đạt, hiện tại công bố thành tích. Bên ngoài, Hạ Tuyết lúc này cũng đang nhìn bảng thông báo mà phải cẩn thận, mặc dù biết Lâm Mặc Ngữ có thể đạt hạng nhất, nhưng không một giây không phải là quá biến thái hay sao, nhưng bản thân mình sẽ không chịu nhận thua đâu. Bảng thông báo lúc này cũng hiển thị lên, thứ nhất, Lâm Mặc Ngữ, thời gian không một giây, nhận được 100 điểm. Thứ hai, Tả Mai, thời gian 3,2 giây, nhận 70 điểm. Thứ ba, Hạ Tuyết, thời gian 5,2 giây, nhận 40 điểm. Thứ tư, Vương Tử Hạo, thời gian 5,5 giây, nhận 10 điểm. Tên thanh niên cường tráng kia sau khi đọc được bảng xếp hạng cũng tức tối, mình không làm trong top 3 sao. Rõ ràng hạng nhất phải là của mình mới đúng. Không phải một giây sao có thể, nhất định là giám khảo đã nhầm lẫn gì rồi. Mặc ngữ lúc này cũng đứng một góc mà cảm thán, có phải mình quá đáng lắm không? Loa lúc này cũng thông báo, phòng thi thứ hai của thí sinh chức nghiệp chủ chiến chuẩn bị bắt đầu. Thí sinh hãy chọn độ khó chú ý, Phòng thi thứ hai có thể xuất hiện thương vong, xin hãy tự lo cho mình. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, có thể hô to bỏ cuộc, sau đó kỳ thi của bạn sẽ chấm dứt và kết quả sẽ dựa trên thành tích hiện tại. Bảng hệ thống lúc này cũng hiển thị lên, thời gian thi 30 phút, xin hãy chọn độ khó cho bài kiểm tra của bạn. Hạ gục quái vật cấp phổ thông, đạt 1 điểm. Hạ gục quái vật cấp ác mộng, đạt 3 điểm. Hạ gục quái vật cấp địa ngục, đạt 5 điểm. Sau hồi trầm tư suy nghĩ, anh cũng thấy rằng vòng này là muốn xem trong vòng 30 phút ai có thể giết được nhiều quái vật hơn. Tên Vương Tử Hạo lúc này cũng khí thế mà bác thanh đao to vữ ngực mà nói rằng, giết một con ở độ khó cấp địa ngục có thể bằng 5 con ở cấp phổ thông, thằng nhãi hạng nhất kia, cho dù vòng trước mày thắng thì vòng này cũng đừng hòng thắng được tao. Bên phía Hạ Tuyết, cô cũng thấy được rằng chức nghiệp nguyên tố pháp sư không am hiểu cận chiến cũng không am hiểu chiến đấu một mình với cường độ quái vật cao, nhưng có thể thắng bằng số lượng, sau đó cô nhanh chóng chọn cấp phổ thông. Trong phòng giám sát, lúc này mọi người cũng đang theo dõi các thí sinh của mình chọn lựa cấp độ thi đấu và thi nhau bàn tán trong số các chuyên nghiệp hy hữu chiến sĩ cũng coi như là một chức nghiệp mạnh hôm nay hắn đã có thể thấy được thành tích không tồi rồi nguyên tố pháp sư có sức bùng nổ không tệ nhưng yếu về mặt cận chiến cô nàng này thật là thông minh khi chọn độ khó cấp phổ thông tiềm hành giả là trách nhiệm hy hữu trong loại chuyên nghiệp thích khách năng lực cận chiến rất mạnh chọn đối phó ác mộng hay địa ngục đều được lại không biết lần này tử linh pháp sư lâm mặc ngữ sẽ chọn độ khó nào nhỉ mọi người cũng nhanh chóng xô đẩy nhau để tiến tới mà xem được trên màn hình tv trong phòng thi, Mạc Ngữ đã nhận ra rằng vòng kiểm tra này thực sự là một thử thách lớn, yêu cầu sự tác chiến liên tục trong 30 phút. Tuy nhiên, anh đã tự tin lựa chọn độ khó địa ngục vì tay trong anh là một binh đoàn xương khô hùng hậu. Trước màn hình TV, các hiệu trưởng của các trường đứng theo dõi và phát biểu, quả nhiên là cấp độ địa ngục. Lão Lục lần này ông muốn phát lên nha, có hai học sinh của ông nằm trong top 3 kìa. Nếu Mạc Ngữ nhận được giấy khen, Trạng Nguyên tỉnh sẽ trở về, chắc chẳng phải là một nửa mặt hay sao. Bên trong phòng thi của Mạc Ngữ, các quái vật bắt đầu được triệu hồi. Bằng thông báo, chiến sĩ thú nhân quốc cấp bậc tinh anh, level 13, sức mạnh 500, linh hoạt 300, tinh thần 150, thể chất 400. Mặc ngữ nhận thấy thuộc tính của chúng khá yếu, nhưng cũng đủ để xử lý nếu không có quái vật quá mạnh. Anh triệu hồi hai chiến sĩ khô lâu của mình và lao tới tấn công. Trong phòng thi, mọi người đang dồn ánh mắt về phía màn hình của Mặc ngữ. Họ phải thốt lên rằng quái vật triệu hồi của Lâm Mặc ngữ lại mạnh hơn bất kỳ chuyên nghiệp chức triệu hồi nào mà chúng ta đã từng thấy. Hơn nữa, cậu ta có thể triệu hồi hai con chức nghiệp mới này lợi hại hơn rất nhiều họ cũng theo dõi các màn hình khác và thấy được rằng thí sinh vương tử hảo quá liều mạng hoàn toàn không hiểu cách chiến đấu của cậu ta phân phối thể lực rất kém dường như cậu ta không bằng hạ tuyết chuyển cảnh về phía mặc ngữ anh ngồi xổm xuống một chỗ và lấy từ trong túi ra khoai lang ăn mọi người phải cảm thán lần đầu tiên tôi thấy có người ăn khoai lang trong kỳ thi đấy chụp lại mau để cho cậu ta vang danh thanh sử có phải kỳ thi quá dễ đối với cậu ta không nhỉ ông giám khảo cũng cảm thấy thằng nhóc này thật là thú vị khung cảnh chuyển về phía vương tử hảo anh mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi cuối cùng anh cũng kết thúc đã giết 50 con độ khó cấp địa ngục thực sự là không dễ dàng mà hạng nhất lần này hẳn là của mình rồi chứ loa lúc này thông báo vòng thi thứ hai đã kết thúc vòng này có năm nghìn thí sinh tham gia hai nghìn thí sinh bị thương và chủ động bỏ cuộc còn lại hai nghìn thí sinh có thể lựa chọn bỏ cuộc hoặc bước tiếp vào phòng thi tiếp theo bảng xếp hạng lúc này cũng hiển thị lên đứng thứ nhất lâm mặc ngữ tổng điểm một sáu trăm linh năm Đứng thứ hai, tả mai, tổng điểm 470. Đứng thứ ba, hạ tuyết, tổng điểm 270. Đứng thứ tư, vương tử hảo, tổng điểm 265. Hắn ta vô cùng hốt hoảng và phải thốt lên rằng, không thể nào. Sao hắn có thể đạt được điểm cao như vậy? Tần suất quái vật xuất hiện là 5 giây một con, một phút tối đa có 12 con quái xuất hiện. Hạ một con được 5 điểm, trong 30 phút tối đa được 1.800 điểm. Hắn ta giết được 1.605 điểm là phải giết 300 linh. Chả lẽ giết quái vật không cần thời gian nghỉ ngơi hay sao? phía bên ngoài hai người hiệu trưởng lúc này cũng phải mắt chữ a mùng chữ o mà phải thốt lên rằng lão lục học sinh này của ông cũng biến thái quá rồi năm đó tô thiên tinh tài tuyệt điểm cũng chỉ lấy được 700 điểm vào vòng này lâm mặc hàm cũng chỉ tới được 650 điểm ông hiệu trưởng lúc này cũng cười tươi như hoa và nói rằng mọi người hãy bình tĩnh nào trong khi trên tay ông ấy cũng cầm bình nước không vững nữa bảng thông báo lúc này cũng hiển thị lên phòng thi kiểm tra thứ ba thời gian thi 30 phút các thí sinh phải đối mặt với một con quái vật cấp thủ lĩnh lựa chọn các độ khó Độ phổ thông 100 điểm, độ ác mộng 300 điểm, độ địa ngục 500 điểm. Anh biết rằng lần này là solo với quái vật cấp thủ lĩnh, muốn kiểm tra năng lực khiêu chiến cực hạn của cá nhân, sau đó anh cũng nhanh chóng chọn lựa độ khó địa ngục. Bên trong, một con sói thân được trang bị giáp sắt và vũ khí cơ thể, nó dường như tỏa ra một năng lượng kỳ bí, bằng hệ thống cũng cho thời gian đội trưởng thủ nhân quốc cấp bậc 10 năm, sức mạnh 1000, linh hoạt 800, tinh thần 500, thể chất 1000, kỹ năng loạn truy phòng. Sau khi nhìn thấy nó, anh cũng nghĩ rằng đây chả lẽ là quái vật cấp thủ lĩnh trong phó bản địa ngục hay sao con này còn kém hơn của tinh anh ở phụ bản mỏ tây hải độ khó cấp ác mộng mặc dù hiểu rằng nhà trường sẽ không thả ra các quái vật cấp địa ngục khủng bố nhưng vẫn có hơi chút thất vọng kỳ thi này tổng cộng có 5 vòng hy vọng hai vòng sau có thể thực sự gặp được quái vật mạnh mẽ để mình khiêu chiến lúc này anh cũng nhanh chóng triệu hồi ra hai con xương khô và ra lệnh cho chúng tiến lên khi này phía bên của các người khác họ cũng nhanh chóng chọn lựa đồ cổ của riêng mình và bắt đầu khiêu chiến với quái vật thủ lĩnh trong tháp thí luyện mọi người cũng đang hướng ánh mắt về phía của căn phòng mặc ngữ mà phải thốt lên rằng lại là một kích đoạn mạng nó còn biết sử dụng kỹ năng nữa đây rốt cuộc là vật triệu hồi gì lần nào cũng thế sức mạnh của cậu nhóc này thật quá đáng sợ tôi cảm giác bài kiểm tra của chúng ta không thể khiến cậu ta phát huy sức mạnh thực sự của mình chờ đến vòng thi thứ năm nếu cậu ta muốn được trạng nguyên tỉnh thì nhất định phải thông qua vòng thứ năm tôi không tin vòng năm không kiểm tra ra chiến lược thực sự của cậu ta sau khi xem bảng xếp hạng, anh cũng thấy được rằng tên Cao Dương đã xếp ở vị trí 670, thực sự là cậu ta có vẻ rất nỗ lực. Loa lúc này cũng thông báo chuẩn bị diễn ra vòng kiểm tra thứ tư, độ khó trong vòng thứ tư sẽ tiếp tục tăng lên và mức độ nguy hiểm sẽ được tăng lên. Hiện tại, các thí sinh có thể lựa chọn tiếp tục hoặc bỏ cuộc. Với thành tích hiện tại của các bạn, thi vào top 100 học phủ đứng đầu của đế quốc đã không thành vấn đề. Nếu các bạn muốn tiếp tục, chúng tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các bạn. Quy tắc thi vòng đầu tư như sau: mỗi người các bạn sẽ phải đối mặt với 10 lượt tấn công của quái vật. Số lượng quái vật mỗi đợt là 10 con, tổng cộng có 100 con. Dù các bạn có tiêu diệt được những con ở trước mặt hay không, một phút sau đột quấy và tiếp theo cũng sẽ xuất hiện quái vật. Ai cuối cùng sẽ được quái vật cấp thủ lĩnh dẫn dắt, tiêu diệt toàn bộ quái vật là có thể thông qua. Mỗi con quái vật được 10 điểm, sau khi thông qua, điểm của vòng này sẽ được gấp đôi, tổng cộng 200 điểm. Một thân ảnh của những con sói thủ lĩnh cùng nhau xuất hiện một cách khí thế cũng được xuất hiện trước mặt anh khi này bên trong tháp những người giám thị cùng ông giám khảo cũng đang hướng ánh mắt về phía mặc ngữ để xem lần này cậu ta ứng phó thế nào đối phó với triệu hoán sư biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt triệu hoán sư lần này lâm mặc ngữ sẽ luống cuống tay chân chứ tôi cảm thấy vòng kiểm tra này vẫn sẽ không làm khó được cậu ta anh lúc này cũng triệu hồi ra hàng loạt chiến binh khô lâu của mình mà không quên cảm thán rằng đến giờ hoạt động gân cốt rồi các chiến sĩ của ta với số lượng quái hiện tại anh cũng cảm giác được rằng chỉ cần ba con chiến sĩ khô lâu là đã có thể ứng phó lại được với bọn này sau đó anh nhanh chóng ra lệnh cho bọn chúng lao lên và tấn công còn những đòn của con quái pháp sư anh cũng bồi thêm cho chúng kỹ năng linh hồn hỏa diễm để khống chế chỉ trong nháy mắt dường như cả đội quân quái vật đều bị tiêu diệt tại khu vực tháp những người giám thị đều phải thốt lên rằng thằng nhóc này thế mà lại có vật triệu hoán thứ ba tại sao nó lại không thả chúng ra ngay từ đầu mà bây giờ mới cho chúng xuất hiện đúng là thằng nhóc thối thích che giấu như vậy để làm gì cơ chứ đúng vậy cậu càng mạnh thì bọn tôi càng vui mà bên trong thí luyện anh lúc này cũng đang ngáp ngắn ngáp dài và cảm thấy rằng kỳ thi này chán quá, chẳng có tính khiêu chiến gì cả, còn không kích thích bằng lần đầu tiên mình đi vào phụ bản khu mỏ Tây Hải, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hai người giám thị lúc này cũng nói rằng không còn thú vị ở đây nữa rồi, không thèm xem thằng nhóc này nữa, chẳng có gì mới mẻ, còn không bằng đi xem người khác. Chuyển cảnh, bên trong thí luyện của Hạ Tuyết lúc này, cô cũng đang điên cuồng tấn công bọn chúng. Với chức nghiệp là pháp sư nguyên tố, thì quyền công mới là thế mạnh của nguyên tố pháp sư, phòng này đối với cô có thể qua một cách dễ dàng. Bên ngoài, mọi học sinh lúc này cũng súng lại trước màn hình mà theo dõi. Đáng sợ quá, nhiều quái vật như vậy, làm sao giết kịp cơ chứ, may mà mình từ bỏ sớm. Người tên Lâm Mặc Ngữ kia cũng thật quá lợi hại, quái vật vừa xuất hiện đã bị chiến sĩ khô lâu của cậu ta hạ gục trong nháy mắt. Cao Dương lúc này cũng vỗ ngực mà tự hào, năm học nữ là đại ca của tôi đấy, rất là lợi hại. Nào, để tôi kể cho các cậu nghe câu chuyện đại ca Mặc Ngữ một mình quét sạch phụ bản cấp ác mộng, một mình quét phụ bản ác mộng á, sao có thể như vậy được, đúng vậy, cậu định lừa bọn tôi đấy à? Tài khoản cuối cùng này cũng chỉ còn lại có 5 người, nhưng riêng chỉ có một mình Lâm Mặc Ngữ là thành thơi ngồi ăn khoai. Mọi người bên ngoài cũng theo dõi không rời mắt khỏi màn hình. Thí sinh tên Phong Thu này cuối cùng cũng bắt đầu phát huy năng lực. Cậu ta là kiếm tu thuộc gia tộc họ Phong, rất rõ ràng quy tắc kỳ thi, biết sau khi hai đợt mới là mấu chốt để tăng điểm, thì ra mấy vòng trước là đang chờ thời cơ. Mau xem, Vương Tử Hạo bật cuồng hóa rồi kìa. Hình ảnh cũng nhanh chóng được chuyển tới chỗ của hắn ta. Khi này, hắn đang kích hoạt kỹ năng cuồng hóa liên tục trong 5 phút, sức mạnh và thể chất tăng lên 500%, nhanh nhẹn bị giảm xuống 200%. Sau khi hiệu ứng cuồng hóa biến mất, sẽ tiến vào trạng thái suy yếu trong 30 phút. Sau khi kích hoạt, hắn điên cuồng càn quét quái vật như một người điên không biết mệt mỏi vậy. Lâm Mặc Ngữ lúc này cũng phát hiện nhiều quái vật cuối cùng cũng đã tới. Chỉ sau vài phút, loa cũng thông báo vòng thi thứ tư kết thúc. Số người thông qua năm xếp theo công bố bảng xếp hạng, thành tích xếp thứ nhất, Lâm Mặc Ngữ, tổng điểm 3605, xếp thứ hai, Tả Mai, tổng điểm 2470, xếp thứ ba, Hạ Tuyết, tổng điểm 2270, xếp thứ tư, Vương Tử Hạo, tổng điểm 2265, xếp thứ 5, Phong Thu, tổng điểm 2.200. Mọi người sau khi xem được bảng xếp hạng cũng ngỡ ngàng, chỉ có 5 người thông qua được vòng này. Sau vòng thứ tư, chỉ còn có 5 người đến vòng thứ năm, không biết có ai có thể qua nổi không. Vòng thứ tư đã khổ như thế rồi, tôi thực sự không tưởng tượng được vòng 5 sẽ khó thế nào nữa. Bên trong, các thí sinh lúc này cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi và phấn khích. Mọi thứ đúng như đã dự đoán trước, vòng thứ năm mới là thời điểm thực sự để phân thắng bại. Top năm rồi, muốn vào học phủ Hạ Kinh hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Học phủ Hạ Kinh, tôi tới đây. Loa lúc này cũng thông báo, tôi biết các bạn đều muốn thi vào học phủ Hạ Kinh, nhưng đừng tưởng rằng nằm trong top năm là có thể yên tâm. Nếu vòng thi cuối không biểu hiện đủ xuất sắc, vẫn sẽ thi trượt như bình thường. Muốn vào học phủ Hạ Kinh thì nỗ lực thu hoạch kiếm điểm đi. Hãy lắng nghe quy tắc vòng năm, mỗi người các bạn sẽ được dịch chuyển vào một không gian đặc biệt, đó là không gian chinh chiến. Trong không gian đó, sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra các loại quái vật, số lượng rất nhiều. Đợt đầu tiên có thể hơn trăm, hơn nữa còn có quái tinh anh thủ lĩnh hoặc thậm chí là boss. Tiêu diệt càng nhanh, quái vật sẽ xuất hiện càng nhanh và càng mạnh mẽ hơn. Mỗi người cần phải điều chỉnh nhịp điệu chiến công của riêng mình, chú ý đến sự thay đổi điểm của mình. Không gian chinh chiến được chia thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn có thể đạt điểm khác nhau. Quy tắc tính điểm chỉ có các bạn mới có thể nhìn thấy, ngay cả ban giám khảo cũng không biết. Sau khi các bạn tiến vào không gian chinh chiến, ban giám khảo chỉ có thể nhìn thấy điểm của các bạn biến hóa vì thế, có át chủ bài gì thì cứ triển khai hết đi, cuối cùng, chúc các bạn may mắn. Năm cổng dịch chuyển lúc này cũng được chuẩn bị cho năm người, đều đang lơ lửng trên mỏm đá. Bảng thông báo cũng hiện lên, giai đoạn 1, đẳng cấp quái vật cấp 15, tiêu diệt quái vật thu được 50 điểm. Giai đoạn 2, đẳng cấp quái vật cấp 16, tiêu diệt quái vật thu được 100 điểm. Giai đoạn 3, đẳng cấp quái vật cấp 17, tiêu diệt quái vật thu được 200 điểm. Giai đoạn 4, đẳng cấp quái vật cấp 18, tiêu diệt quái vật thu được 400 điểm. Giai đoạn 5 đẳng cấp quái vật cấp 19, tiêu diệt quái vật thu được 800 điểm. Bên trong cánh cổng của anh lúc này, khi tiến vào, một khung cảnh rộng lớn cũng xuất hiện. Bên dưới những mỏm đá dường như là vô vàn quái vật, một cảm giác lạnh lẽo và mùi máu cùng với thi thể bao trùm cả không gian. Mặc ngữ lúc này cũng cảm thán, mình có thể cảm nhận được nơi này tràn ngập tử khí, xem ra từng xảy ra những trận chiến rất khốc liệt ở chỗ này. Chả lẽ học phủ muốn cho chúng ta cảm nhận không khí chiến trường trước hay sao? Khi này, một con quái vật cũng lao lên, nó bắt đầu tung ra tiếng kêu gọi đồng loại của mình. Anh cũng sử dụng kỹ thuật tham chắc để xem, nhưng dường như chỉ có cấp bậc, không có bảng thuộc tính và kỹ năng. Vô số đồng loại của nó lúc này cũng nghe được lời kêu gọi và dần dần tiến tới. Mặc Ngữ lúc này cũng lao tới tấn công, nhưng dường như phải mất đến 2 đến 3 đòn anh mới thấy rằng không thể một kích giết chết. Xem ra thuộc tính thể chất của bọn này cũng khá là cao, nhưng mà một đao không chết, vậy thì hai ba đao cũng sẽ nằm xuống. Anh cũng nhanh chóng sử dụng kỹ năng bạo liệt thi thể do thuộc tính thể chất của bọn này rất lớn nên sau khi xác bị nổ sát thương gây ra với đám còn lại dường như là đòn chí tử ở trong tháp thí luyện lúc này hệ thống cũng hiển thị lên cho thấy lâm mặc ngữ tổng điểm bốn một điểm cậu ta bắt đầu ra tay rồi tăng một lần 500 điểm một lúc cậu ta giết chết 10 con quái vật giai đoạn một trong cùng một lần hay sao bên trong anh cũng nhận thấy rằng nếu bọn chúng dùng tiếng hét để thu hút đồng bọn thì mình chỉ cần ở chỗ này trừ quái vật tới cửa là được nhưng dần dần cái xác của con quái vật kia cũng bị tan biến mờ ảo đi thì ra thi thể ở chỗ này chỉ tồn tại trong khoảng 10 giây. Anh cũng nhanh chóng thay đổi kế hoạch, triệu hồi thêm một lúc chín con chiến sĩ khô lâu, chắc là đủ để dẫn toàn bộ các con quái vật còn lại tới chỗ này. Đám khô lâu lúc này cũng nghe lệnh và chia nhau ra thành nhiều phía, dẫn dắt địch tới chỗ rồi xử lý chúng. Anh cũng nhanh chóng sử dụng kỹ năng thi thể. Lúc này, khung cảnh trước mặt có thể gọi là trẻ con chơi trò chơi vậy, từng hàng từng hàng quái vật bị tiêu diệt. Phía bên trong tháp, chỉ số điểm của anh cũng tăng vọt. Mọi người lúc này cũng bất ngờ và phải hét lên rằng, Lâm Mặc Ngữ rốt cuộc làm cái gì thế? Chúng ta chẳng nhìn được cái gì trong đó cả. Mới một thoáng đã tăng lên 4500 điểm, cậu ta tư diệt hàng trăm con quái vật giai đoạn một trong vòng một lần hay sao? Ông giám thị lúc này cũng tái xanh mặt, không hiểu thằng nhóc này rốt cuộc đã làm cái gì, đến cùng thì Tử Linh pháp sư là dạng chuyên nghiệp thế nào, cực hạn của cậu ta ở đâu cơ chứ? Bên trong thí luyện, anh cảm thấy rằng lần này sẽ không phải đợi hơn một phút mới có quái vật xuất hiện nữa chứ. Lời vừa dứt, trên trời hàng trăm ngàn hỏa cầu được tung ra, anh nhanh chóng ra lệnh cho đám xương khô lao lên làm rào chắn đòn hỏa cầu này dường như chúng vào đám xương khô như mũi đốt inox không si nhê là bao phóng mắt về phía xa anh thấy được một đám pháp sư thú nhân thần lần cấp bậc 26 đang sử dụng hỏa vũ để tấn công ánh mắt anh sắc lẹm trên môi mỉm cười mà nói rằng giờ cũng tới lúc tao trả đòn cho bọn mày rồi đám thú nhân lúc này với lực lượng đông đảo khí thế hùng hục mà lao lên những chiến binh khô lâu vì không có nhân tính nên không biết cảm thấy sợ hãi là gì lao thẳng vào tròn nhau anh triệu hồi thêm một số chiến binh xương khô để việc càn quét có thể nhanh hơn dường như mấy con xương khô lúc này như cái máy gặt cứ tới đâu là chém tới đấy anh thôi động kỹ năng thi thể bạo liệt các xác quái thú lúc này khi nổ ra cũng khiến cho bọn thú nhân phải chịu sức ảnh hưởng cực kỳ lớn làm cho cả một khoảng trống đều biến thành vụ nổ điểm số lúc này cũng tăng vọt lên 14.605, những người trong tháp cũng phải bùng nổ về cảm xúc họ hốt hoảng mà thốt lên rằng nhoáng cái đã lại tăng 6.000 điểm cậu ta hạ gục 120 con quái vật trong nháy mắt triệu hồi của cậu ta đã mạnh như vậy mà lại còn có kỹ năng công kích chỉ tính riêng kỹ năng linh hồn hỏa diễm của cậu ta đã biến thái quá rồi chức nghiệp này chẳng lẽ còn vượt qua cấp truyền thuyết đúng vậy có thể dành với chuyên nghiệp ấy tạm thời còn không thể nói như vậy cấp thấp lợi hại không đại biểu cao cấp cũng lợi hại chúng ta hãy quan sát thêm đi sau khi tiêu diệt toàn bộ đám thú nhân trên mặt đất chỉ còn lại những binh khí cùng với cho tàn của bọn quái vật anh cảm nhận ngay sau đó hơi thở tử vong lại tăng thêm dường như đã tới giai đoạn hai quan sát phía xa xa anh thấy có 3 đến 4 tốp quái bắt đầu xuất hiện. Anh cũng thấy ít nhất 40 thú nhân chia thành các đội ngũ giải rác quanh đây. Cấp bậc quái vật tăng lên cùng với số lượng cũng tăng lên gấp bội. Dựa theo độ khó này, các chức nghiệp khác chỉ sợ rất khó thông qua được giai đoạn 2. Cho dù có thể qua, cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng với anh thì hoàn toàn không cần lo lắng. Trong tháp thí luyện, mọi người lúc này cũng nói chuyện với nhau. Trong lịch sử thi đại học của thần hạ, chỉ có một chức nghiệp giả hơn 100 năm trước thông qua được giai đoạn 3 của không gian chinh chiến. Tôi thấy Lâm Mặc Ngữ rất có cơ hội, kỹ năng của cậu ta quá là biến thái. Tôi cũng hoài nghi cậu ta đã thức tỉnh được thêm thiên phú. Nếu thật là đã thức tỉnh thiên phú thì đó chính là chuyện cực kỳ tốt đối với dân tộc chúng ta. Đúng vậy, thiên tài mới vừa chuyển chức đã thức tỉnh thiên phú. Nói không chừng, khi thực hiện chuyển chức lần hai, còn có thể thức tỉnh thêm thiên phú mới. Chức nghiệp giả có thiên phú rất hiếm, có người có song thiên phú lại càng đi vạn dặm cũng không tìm được một người nào. Có thể may mắn như vậy mà để chúng ta gặp phải. Bảng thông báo lúc này hiển thị, thứ nhất Lâm Mặc Ngữ tổng điểm 34.605, thứ hai hạ tuyết tổng điểm 7270, thứ ba phong tu tổng điểm 6200. Mọi người bàn tán, xem thằng nhóc lâm mặc ngữ kia, nó đã tiến vào giai đoạn 2 rồi. Hạ được một con quái vật được 100 điểm, cậu ta đã mưu sát tận 200 con. Đây căn bản là cuộc thi để tăng điểm cho cậu ta mà. Nếu không phải không có quyền hạn, tôi nhất định sẽ đưa mấy chục con boss cho cậu ta. Chuyển cảnh tại Hạ Kinh, thủ đô của thần Hạ Đế Quốc, tại chân thân của tháp thí luyện, một trong ba đại thần tháp của thần Hạ Đế Quốc dường như một luồng khí đen kịt cũng bắt đầu hình thành lốc xoáy nó tạo thành một nguồn hắc khí lao tới tấn công tháp thí luyện khi này một tiếng người vang vọng làm cản năng lượng từ tháp thí luyện lúc này cũng được tích tụ lại trở thành một bàn tay to lớn tiến thẳng đương đầu với nguồn hắc khí kia sâu bên trong nguồn hắc khí xuất hiện một quái vật bốn mắt thân hình to lớn nó lúc này cười khạc khạc ngươi không ngăn cản được ta đâu va chạm của bàn tay này với hắc khí kia khiến cho không gian bị nổ tung một tia hắc khí lúc này xuyên thủng bàn tay và chạy thẳng vào trong phòng tháp con quái vật lúc này cũng cười lớn đây chỉ là phân thân thôi cứ việc giết đi còn những đám nhóc trong tháp thí luyện thì cứ đợi đấy nói chưa hết câu bàn tay khổng lồ kia đã tóm gọn thân xác của nó và nghiền nó thành cho bụi phía trước tháp lúc này xuất hiện ba bóng người và họ nói chuyện với nhau không ngờ đám tạp chủng vực sâu lại dám tới đây đánh lén tốc độ đạo tà quang kia quá nhanh xem ra chúng có chuẩn bị mà đến mục tiêu của chúng là đám trẻ trong tháp thí luyện đám tạp chủng đó đã xâm nhập khiến cho không gian trong tháp bị đảo loạn lực lượng của vực sâu đã xâm chiếm quy tắc quang điện trong tháp muốn lấy từ đất của vực sâu điều này có lợi cho bọn chúng một thân ảnh nhanh chóng sử dụng năng lực của mình để đẩy lùi các hắc khí kia một anh chàng cao lớn với mái tóc bạch kim nói mất bao lâu mới có thể ổn định lại thì ra đó chính là bạch ý viễn cường giả đỉnh cấp của hạ thần đế quốc người còn lại cũng nói cần mất một giờ mới có thể ổn định được bên trong thí luyện mặc ngữ lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao lại thế này nhỉ sao đột nhiên quái vật lại hoàn toàn biến mất rồi từ đằng sau một tiếng chân rồn dập chạy tới lâm ngốc sau khi nhìn thấy hạ tuyết anh cũng không hiểu tại sao không gian chinh chiến lại xảy ra chuyện gì vì sao lại có thể gặp được thí sinh khác ở đây cô nói vừa rồi tôi đang đánh quái thì bọn chúng đột nhiên biến mất cậu biết chuyện gì đã xảy ra không anh nói tôi cũng không rõ nữa khi này cả không gian đều bị chấn động một bóng người cao lớn xuất hiện và nói các em tôi là bạch ý viễn ông giám khảo cũng hốt hoảng mà tự hỏi tại sao bạch thần lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ không gian chinh chiến xảy ra chuyện gì sao quay trở lại không gian thí luyện lúc này mọi người đều đang tập hợp lại với nhau cùng một không gian bạch ý viễn nói thêm ác ma vực sâu đã xâm lấn không gian chinh chiến mục tiêu của chúng là các em chúng tôi đang nỗ lực chữa trị quy tắc không gian dự tính mất một giờ vì vậy trong một giờ tới các em phải tự bảo vệ bản thân chúng tôi không biết ác ma vực sâu sẽ dùng loại phương thức nào để đối phó với các em nhưng tin tôi chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng vực sâu cũng chẳng thể làm gì được chúng ta là con dân thần hạ không sợ chiến đấu cho dù là chết khi này một bóng hình nam thanh niên tay cầm hai thanh đao sau khi nghe lời của ông ấy cũng khi thế mà hô vang không sợ chiến đấu cho dù chết thôi động cho toàn bộ mọi người dũng khí một cách mạnh mẽ anh lúc này cũng trầm tư quái vật trong vực sâu yếu nhất cũng là cấp 70. nếu bạch thần nói chúng ta có thể đối kháng lực lượng vực sâu vậy chứng tỏ cỗ lực lượng này cũng không quá mạnh bên trong tháp lúc này mọi người nháo nhào thế mà lại xảy ra chuyện này vực sâu hẳn là cố ý nhắm vào kỳ thi của chúng ta chúng muốn nhắm vào thiên tài tham gia phòng thi thứ năm muốn chém đứt nguồn nhân tài của thần hạ đế quốc nếu lần này không thể xử lý tốt, chỉ sợ về sau mỗi năm chúng sẽ tới tấn công. Đừng nói nữa, thông báo cho mọi người bên ngoài để họ không hoảng loạn. Tin tưởng vào Bạch Thần, các ông cũng vậy, phải tin tưởng Bạch Thần. Bên trong không gian tình luyện lúc này dường như cũng đã thay đổi hoàn toàn. Vầng trăng khi này cũng biến thành màu đỏ, có người nhận ra rằng đây là trang máu của vực sâu. Lực lượng của vực sâu đã bắt đầu hành động, rồi mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Muốn giết đồng đội của chúng ta thì phải bước qua thi thể kỹ sĩ của chúng ta. Sau đó, hàng loạt các kỵ sĩ cũng tuyến lên dựng khiên chắn trước mũi họng của đám yêu ma một tiếng nói của vực sâu lúc này cũng vang vọng cả không gian chập chập không tồi nha không hổ là tương lai của thần hạ đế quốc đáng tiếc các người đều phải chết một giờ cũng đủ để ta giết sạch các người đáng tiếc ở chỗ này không thể nhấm nháp thi thể mỹ vị của các ngươi nói rồi một không gian bắt đầu được ngồi ra một con chiến sĩ thú nhân thần lằn vực sau khi bị vực sâu xâm chiếm cấp bậc của nó cũng tăng lên cấp 19. mọi người sau khi thấy được con quái vật cũng nói rằng tôi nhớ ra rồi không gian chinh chiến có hạn chế cấp bậc cao nhất là cấp 19. Đúng vậy, tôi cũng quên mất vậy thì còn sợ cái gì nữa, chúng ta nhiều người như vậy cơ mà. Vừa nói dứt lời, hàng trăm hàng ngàn con quái vật cũng xuất hiện, mọi người mới hoảng hốt. Tại sao có thể nhường như vậy được, thấp nhất đều là quái tinh anh được cường hóa. Hà Tuyết lúc này cũng nép sau cơ thể của anh và nói rằng, bây giờ phải làm sao đây. Anh cũng trả lời rằng, tuy rằng hơi rắc rối nhưng vẫn có thể đối phó được. Sau khi xem xét, anh mới thấy rằng quá trình anh được cường hóa vậy. Đây không phải là giống như trong phụ bản cấp ác mộng hay sao? Bị lực lượng đến từ vực sâu chân nhiễm đã biến ra biến dị vậy, nhưng quái vật này có phải sẽ cho điểm kinh nghiệm hay không? Khi này, giọng nói hắc ám kia cũng vang lên, khà khà, các ngươi đã sợ chưa? Cuối cùng cũng sợ rồi đúng không? Bạch thần nói, các ngươi đoàn kết nhất trí là có thể thắng. Các ngươi hơn 100 người, mỗi người một con nhỉ. Sau khi nghe được giọng nói này, mọi người cũng sợ hãi và dần dần lùi lại, không thể thắng được hơi thở của bọn chúng làm tôi không thể nào nâng đao lên chiến đấu dường như có một sức mạnh vô hình khiến cho mọi người đều bị hoảng loạn và sợ hãi, làm giảm đi ý chí tinh thần chiến đấu. Anh lúc này cũng rất bình tĩnh, mà tiến lên, điều động toàn bộ lực lượng của mình lao lên tấn công. Hạ Tuyết lúc này thì anh làm vậy, cũng tiến tới và hỏi Lâm Ngốc, cậu làm gì thế? Mau trở lại, bên kia có hơn trăm con quái, tình anh, cường hóa cấp 19 đó. Anh cũng mặc kệ lời của cô nói và cứ thế tiến lên, cậu hãy trở về đi, với tính cách ngang ngược của mình. Hạ Tuyết lúc này cũng nói rằng, tôi không muốn. Vậy thì tùy cậu, cô ấy đi theo cũng không ảnh hưởng gì, thôi kệ đi. Khi này, mọi người cũng nhìn thấy và bàn tán, cậu ta định làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu ta cứ thế mà xông lên hay sao? Một người trong đó cũng sử dụng thuật thám chắc, hiển thị lên bảng thông báo, tử linh pháp sư là chức nghiệp gì vậy? Những bộ xương khô đó là vật triệu hồi của cậu ta hay sao? Chả lẽ đó là chức nghiệp mới à? Là triệu hồi sư hay sao? Làm sao bây giờ chúng ta có nên lên cùng không? Đám học sinh lúc này dưới sự dẫn dắt của anh cũng dần dần tiến lên. Họ cũng hô hào, con dân thần hạ không sợ chiến, cho dù chết giọng nói hắc ám kia sau khi thấy được cảnh này cũng cười phá lên ha ha cuối cùng cũng có người tự lên nộp mạng là gan không nhỏ ta thực sự hơi tiếc khi giết ngươi nếu không ngươi tới vực sâu làm nô lệ cho bổn ma vương đi ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa cánh cửa vực sâu luôn mở để chào đón ngươi anh lúc này cũng dừng lại và quan sát khoảng cách này cũng tầm 50 mươi mét dùng thi thể bạo lực ở đây có thể đạt hiệu quả tốt nhất mọi người đằng sau cũng nói rằng tại sao lại dừng lại sao anh ta không tìm thấy nữa khi này anh cũng bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình triệu hồi toàn bộ làm xương khô dưới đất bắt đầu hàng trăm bóng tối cũng xuất hiện những bộ xương lắp cóc bò từ dưới đất lên số lượng bây giờ đạt tới 100 con sau khi mọi người nhìn thấy đều phải thốt lên rằng tại sao có nhiều xương khô như vậy sao cậu ta lại có nhiều vật triệu hồi như thế rốt cuộc là chức nghiệp gì thế đám xương khô cũng nghe lệnh của anh và nhanh chóng lao lên và sử dụng kỹ năng của mình một cô gái cũng quan sát tại sao tốc độ của bọn chúng lại nhanh đến như vậy vật triệu hồi này còn nhanh hơn tiềm hành giả chuyên về thuộc tính linh hoạt như mình nữa chứ phía bên này bọn xương khô lúc này cũng kích hoạt toàn bộ kỹ năng nhất kích cuồng lao của mình lao vào tấn công bọn quái thú nhưng sau một đòn tấn công dường như bọn chúng không bị tiêu diệt anh cũng đoán được rằng sức mạnh của những con quái vật bị vực sâu nhiễm này là khoảng ba nghìn có thể chịu nhiều công kích như vậy mà chưa chết thể chất hẳn là đã vượt quá ba nghìn năm trăm nhưng đối với kỹ năng thi thể bạo lực thể chất càng cao thì càng tốt đám xương khô lúc này cũng điên cuồng thần công và tiêu diệt quái vật hệ thống cũng hiển thị lên rằng anh nhận được tám kinh nghiệm đúng như dự đoán của anh anh nghĩ là tiêu diệt quái vật vẫn được nhận điểm kinh nghiệm tuy rằng điểm kinh nghiệm khá ít nhưng còn tốt hơn là không có tí nào hơn nữa số lượng ở đây rất lớn anh cũng nhanh chóng thi triển kỹ năng thi thể bạo liệt quang cảnh lúc này làm cho mọi người phải thấy sợ hãi toàn bộ không gian dường như bị chấn động nổ tung không còn một con nào sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều ngỡ ngàng về việc giết sạch rồi đơn giản như vậy sao đây là kỹ năng gì vậy sao lại có uy lực lớn như thế sao cậu ta lại lợi hại như vậy vì sao mình không phải là người thức tỉnh chức nghiệp này chứ điều này thật là không công bằng từ linh pháp sư chuyên nghiệp này quá thật là lợi hại rồi chúng ta được cứu rồi sống rồi giọng nói kia lúc này cũng vang lên không thể nào sao có thể như thế được chứ người đã chọc giận bổn ma vương rồi bốn ma vương muốn giết người muốn uống máu ăn thịt người lúc này nguồn năng lượng ảm cũng bắt đầu triệu hồi thêm hàng loạt được quái thú kha kha tiếp theo xem người làm thế nào các ngươi đều phải chết đều phải chết hết sau khi giọng nói kết thúc, anh cũng nhìn thấy bầu trời và phát hiện ra trên vầng trăng máu là hình ảnh của một con ma vương đang sai khiến đàn quân của mình. Thì ra người đang ở chỗ này, nói rồi anh điều động toàn bộ làm xương khô của Minh Tiêu diệt tất cả đám quái vật một cách nhanh chóng, một con xương khô ném những cái xác về phía ánh trăng, bản thân anh cũng mượn đà mà nhảy lên trên. Con ma vương lúc này thấy được điều đó cũng nói: "Ngươi là đồ điên, ngươi muốn làm gì ta?" Sau khi cái xác bay gần tới mặt trăng máu, anh cũng kích hoạt kỹ năng thi thể bạo liệt kèm theo đó là linh hồn hỏa diễm con ma vương sau khi bị chúng chiêu cũng chỉ biết giống bổn vương muốn giết người anh cũng thấy đòn đó của mình vẫn chưa đủ mạnh vẫn chưa thể kết thúc được con ma vương này liền tặng kèm nó thêm vài chiêu linh hồn hỏa diễm nữa con quái lúc này cũng đau đớn mà phải hét thảm a à, a à, đây là kỹ năng gì thế vì sao có thể thiêu đốt linh hồn của ta ngươi rốt cuộc là chức nghiệp gì không có khả năng này trên đời này không có khả năng sẽ tồn tại loại chức nghiệp mạnh mẽ như này khi này anh cũng đáp xuống đất và nói rằng xâm lấn không gian chinh chiến vậy thì phải trả cái giá rất đắt bên ngoài thất thần khi này người đàn ông đang hồi phục cho cái tháp cũng nhận ra điều gì đó thay đổi tại sao lực lượng xâm lấn lại bị suy yếu trên phạm vi lớn như vậy chả lẽ thí sinh trong tháp đều chết hết rồi ư ừ, không đúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của không ít người trong đó mà hơi thở của ý thức ác ma vực sâu trở nên suy yếu dường như nó bị thương bạch thần lúc này cũng nói rằng sao ông không nói sớm làm người ta lo lắng gần chết lần sau có thể đừng bộc phát hơi thở đáng sợ như vậy nữa được không nhưng mà ác ma vực sâu lợi dụng lực lượng của vực sâu để nhiễu quy tắc không gian chinh chiến ngay cả chúng ta cũng không vào được, vậy thì ai có thể đả thương được nó? Chỉ dựa vào những thí sinh cấp 15 đến 16 trong đó thôi sao? Bên trong không gian lúc này, con quái vật sau đòn tấn công của anh, nó cũng tức điên lên mà truyền những năng lượng hắc ám cho con quái thú bên dưới, và ra lệnh: "Các ngươi đều lên hết, giết hắn cho ta." Những con ma vật sau khi nhận được năng lượng hắc ám này, dường như bọn chúng mạnh mẽ lên gấp nhiều lần. Bảng thông báo của anh lúc này cũng cho thấy, thi thể bạo liệt được nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2. Kỹ năng này kích nổ thi thể gây sát thương bằng 15% điểm sinh mệnh cho kẻ địch trong phạm vi 2m. Anh cũng ngỡ ngàng sau khi biết được kỹ năng thi thể bạo liệt của mình được lên cấp. Sau khi được Thiên Phú Tăng Phúc, phạm vi sát thương của thi thể bạo liệt sẽ tăng lên 20m, tạo thành sát thương bằng 150% điểm sinh mệnh của kẻ địch. Đây là kỹ năng mình phải dùng nhiều để tăng độ thuần thục rồi nâng cấp hay sao? Hay là ngoại trừ kỹ năng Thiên Phú đạt được khi chuyển chức, các kỹ năng học được từ quyển trục đều sẽ tăng cấp như thế nhỉ? Khi này anh cũng đang không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không thì từ đằng xa đám thú nhân sau khi được con Ma Vương tăng sức mạnh cũng điên cuồng lao tới chỗ anh tấn công, nhưng dường như tám vô chi này không biết đã rơi vào cái bẫy của anh. Anh cũng nhanh chóng kích hoạt kỹ năng nổ tung thi thể khiến cho toàn bộ đội quân chủ nhân bị tiêu diệt và bảng hệ thống cũng thông báo rằng anh đã lên được cấp. Mọi người khi này chứng kiến được cảnh hãi hùng đều sợ hãi mà phải thốt lên, cậu ta là ai mà có thể dùng loại quái vật này luyện cấp? Hình như cậu ta tên là Lâm Mặc Ngữ, chức nghiệp mới thì phải may mà có cậu ta nếu không chúng ta ắt hẳn đã bị chết hết rồi khi này anh cũng để lại vài chục cái xác và nhìn lên ánh trăng máu mà nói rằng xem ra lần này ngươi sẽ không trốn thoát được rồi sau đó anh điều động cho toàn bộ đám xương khô ném tất cả những thi thể về phía ánh trăng và kích hoạt kỹ năng nổ tung thi thể con ma vương lúc này trước khi bị nổ tung cũng chỉ kịp thốt lên ngươi tên là lâm mặc ngữ bản vương nhớ rõ ngươi rồi đợi khi ngươi tới vực thẳm bản vương nhất định sẽ tiêu diệt ngươi nói rồi đòn tấn công cũng được nổ ra khiến cho ánh trăng bị vỡ vụn không gian lúc này cũng đã được khôi phục lại bình thường mọi người hò hét chiến thắng từ bên ngoài thần tháp mọi người cũng cảm nhận được rằng ý thức vực thẳm bị hủy diệt hoàn toàn rồi không gian chinh chiến đã được hồi phục lại dần dần bạch thần cũng hỏi bọn nhỏ sao rồi bọn nhỏ đều bình yên vô sự không có bất kỳ thương vong nào khi này trên mặt của bạch thần cũng tỏ vẻ ngạc nhiên một người thương vong cũng không có sao hoàn toàn không giống như với dự đoán của ta rốt cuộc trong không gian chinh chiến đã xảy ra chuyện gì nhỉ để đề phòng vạn nhất cứ truyền tống bọn nhỏ về trước đã sau đó xem lại trong không gian chinh chiến đã xảy ra chuyện gì bên trong không gian hạ tuyết lúc này cũng chạy tới chỗ của anh với vẻ mặt lo lắng mà hỏi rằng lâm ngữ cậu không sao chứ tôi không có chuyện gì lâm mặc ngữ trả lời hình chiếu của bạch thần lúc này cũng hiện lên và nói rằng các vị sức mạnh từ vực thẳm đã biến mất không gian chinh chiến đã được hồi phục bình thường các ngươi sẽ được truyền tống về trường thi ban đầu kết quả cuộc thi sẽ được công bố sau cô lúc này cũng hướng mắt về phía anh nói những điều ban nãy vừa xảy ra những người trong này hoàn toàn không có cách nào chống lại những chiến binh thú nhân. Đó cũng may mà có cậu ta, một mình có thể địch lại được tất cả. Khi này mọi người cũng được truyền tống toàn bộ ra bên ngoài. Loa cũng thông báo, cuộc thi loại hình chủ chiến đã kết thúc, mời thí sinh chờ điểm và đánh giá cuối cùng. Ông giám khảo lúc này cũng nghĩ rằng thành tích thi của loại hình chủ chiến được tổng hợp từ số điểm và đánh giá. Không phải cứ có điểm số cao là có thể thi vào những học viện hàng đầu, mà đánh giá cũng cần phải ở mức ưu tú. Đánh giá của 5 người bọn họ khác với những thí sinh khác, là được chính cao tầng của thần hạ hệ thống trực tiếp đưa ra, không biết trong không gian sinh trưởng đã xảy ra chuyện gì, ngược lại có hơi chờ mong không biết tên nhóc Lâm Mặc Ngữ này sẽ nhận được đánh giá như thế nào. Khi này Bạch Thần cùng toàn bộ mọi người đều xem lại hình ảnh trận chiến vừa xảy ra, ông cũng phải thốt lên rằng, người này là Tử Linh sư, là người được tôi đã nghe nói qua trước kia là chức nghiệp mới xuất hiện ở thành phố Tây Hải, tỉnh Giang Ninh, không ngờ lại là cậu ta xoay chuyển tình thế, đúng là khá lắm, bình tĩnh, sát phạt quyết đoán, chức nghiệp cường đại. Tên nhóc này đã sở hữu tất cả những điều kiện cần để trở thành cường giả đứng đầu, không chỉ có chức nghiệp cường đại, mà cậu ta chắc chắn còn thức tỉnh được thiên phú mạnh mẽ nữa chứ. Đánh giá năm nay khó đưa ra kết quả đây. Có gì khó chứ, mấy tên chạy trốn đó đều là chứng mềm, sau này có lên chiến trường cũng là đào binh, không đáng kỳ vọng. Dù sao cũng chỉ là đám học sinh mười mấy tuổi, còn tên Lâm Mặc Ngữ chắc chắn là ưu tú, mọi người, tới vàng bạc đi. Bên ngoài không gian hội trường, lúc này mọi người cũng tập trung nhìn về phía tháp, bảng hiển thị cũng thông báo lên rằng xếp thứ nhất Lâm Mặc Ngữ, điểm 34605, đánh giá ưu tú. Bao người hiệu trưởng lúc này cũng thấy được bảng thông báo thì ông hiệu trưởng Lục cũng nhảy cẫng lên mà vui sướng, hạng nhất. Trạng Nguyên, Trạng Nguyên rồi, tên nhóc Lâm Mặc Ngữ này khá lắm, chúc mừng lão Lục. Cho lão Lục một Trạng Nguyên tỉnh thì lão ta lại muốn thổi phồng thêm 30 năm nữa rồi. Hạ Tuyết lúc này cũng chạy đến, chúc mừng nha Lâm Mặc Ngữ, cậu thực sự lấy được Trạng Nguyên tỉnh rồi. Sau khi thấy được lời này của cô, anh cũng mỉm cười và nói rằng, cảm ơn. Cậu mà cũng biết cười cơ à, Cậu cười nên trông đẹp trai lắm, sao trước nay không thấy cậu cười gì nhỉ? Bảng thông báo lúc này cũng hiện lên tiếp theo, xếp hạng thứ 2 Hạ Tuyết, điểm 7.600, đánh giá ưu tú. Hai người hiệu trưởng bên cạnh lúc này cũng nói rằng, thật là hâm mộ mà, lão lục phất rồi, hạng 2 cũng là của ông. Tiếp theo là đến hạng 3 Phong Tu, điểm 6.700, đánh giá ưu tú. Hạng 4 tả Mai, điểm 6.325, đánh giá ưu tú. Hạng 5 Vương Tử Hạo, điểm 6.300, đánh giá kém. Tên Tử Hạo sau khi đọc được bảng thông báo cũng vô cùng tức tối mà khó hiểu, đánh giá kém, tại sao lại như vậy? Đánh giá này đưa ra, đừng nói là học viện hạ kinh, ngay cả học viện cao đẳng trong top 20 của đế quốc cũng không muốn nhận ta nữa. Ta không phục, tại sao? Dựa vào cái gì mà cho ta kém, đúng thật là không công bằng. Loa lúc này cũng vang lên, Vương Tử Hạo vi phạm quy tắc trường thi, trục xuất. Chức nghiệp loại hình chiến đấu Trạng Nguyên tỉnh Ninh Giang năm nay, Lâm Mặc Ngữ, Cao Dương cùng đám người lúc này cũng hò hét điên cuồng, thấy chưa? đó là lão đại của tôi, trạng nguyên tỉnh đó. Loa lúc này cũng tiếp tục, yên lặng, mệnh lệnh từ đế quốc truyền đến, lâm mặc ngữ trở thành trạng nguyên toàn quốc cuộc thi năm nay. Mọi người sau khi nghe được tin này như kiểu xét đánh ngang tai, cái gì, trạng nguyên toàn quốc cờ á. Ông hiệu trưởng lục lúc này khi nghe thấy tin đó cũng vã hết mồ hôi hột, ta không nghe nhầm chứ. Lâm mặc ngữ trở thành trạng nguyên toàn quốc, ha ha, trạng nguyên đó, trạng nguyên toàn quốc. Mọi người bên cạnh cũng nói rằng, lão lục, ông không sao chứ. Đừng kích động quá, cẩn thận thân thể, ông không lầm lần này ông có thể khoe khoang cả đời rồi. Đám đông bên dưới cũng hò hét, trạng nguyên toàn quốc đó. Tỉnh Ninh Giang chúng ta có trạng nguyên toàn quốc, lâm mặc ngữ đỉnh quá. Sau này cũng phải cho con trai nhà tôi vào trường trung học số 1 mới được. Những người xếp hạng 3 và 4 cũng tiến tới và nói, lâm mặc ngữ, chúc mừng cậu, cảm ơn cậu, nếu lần này không phải của cậu, chúng tôi đều gặp phiền phức lớn rồi. Anh cũng đáp lễ, nên làm mà, cậu cũng muốn thi vào học viện Hạ Kinh phải không? Vậy hẹn gặp ở học viện Hạ Kinh, đến lúc đó tôi mời cậu một bữa, ừ, Hạ Tuyết lúc này cũng tiến tới và giải thích rằng, tên này không thích nói chuyện lắm, chúng tôi làm bạn học đã 3 năm mà cộng lại tôi với cậu ta nói cũng chưa quá được 10 câu. Anh lúc này cũng quay ra nói rằng, 26 câu. Mọi người sau khi nghe thấy đều ngỡ ngàng mà phải phì cười. Chuyển cảnh tại nhà của Lâm Mặc Ngữ, chị à, em rất nhanh có thể vào học viện Hạ Kinh rồi. Nội ơi, con trở thành trạng nguyên toàn quốc rồi. Khi này bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa, anh cũng nhanh chóng ra mở và ngạc nhiên, hiệu trưởng lục, tại sao lại ngài tới đây? khi này bên cạnh ông ấy còn có một bóng người xuất hiện người này khiến cho anh cảm thấy hơi thở thật quá khủng bố khiến hô hấp của anh cũng khó khăn anh cũng nhanh chóng triệu hồi con chiến binh xương khô ra người đàn ông đó cũng nhanh chóng tiến tới và nói rằng phản ứng đúng là không tồi anh lúc này cũng cúi người và nói rằng hân hạnh được gặp bạch thần đại nhân bạch thần khi thấy cậu thanh niên này bình tĩnh và vững vàng bản năng phản ứng xuất sắc đúng là một hạt giống tốt ông nói lần này tôi tới để nói chuyện về học phủ hạ kinh với cậu ông hiệu trưởng giải thích Đại nhân không cần để ý, năm ngoái chị của Mạc Ngữ đi học phủ Học Kinh, cho nên cậu ấy vẫn luôn sống một mình. Ông cũng khá bất ngờ khi hoàn cảnh gia đình như vậy mà cả hai chị em đều có thể thi vào học phủ Hạ Kinh, thật là đáng quý. Có thể xuất hiện nhân tài giống cậu ấy lại càng khó có được. Sau khi xem qua chiến sĩ Khô Lâu, ông cũng hỏi, bốn thuộc tính đều là 250 điểm, thuộc tính của cậu khá là bình thường, nhưng trong không gian chinh chiến cậu đã làm như thế nào? Anh khi này cũng bất ngờ khi bị hỏi, bốn thuộc tính đều là 250 điểm sao? xem ra người khác không nhìn thấy được thuộc tính của chiến sĩ khô lâu sau khi được thiên phú tăng phúc ông cũng tiếp tục hỏi cậu thức tỉnh thiên phú gì vậy thiên phú của tôi là thiên phú tăng phúc gia tăng cho tất cả kỹ năng và thuộc tính nói tới đây ông cũng cảm thấy điều đó hợp lý hôm nay tôi tới với hai việc thứ nhất là trao thưởng từ học phụ hỏa tinh cho cậu thứ hai là đưa cậu đến học phủ ngày mai sẽ có một đợt thí luyện tôi hy vọng cậu có thể tham gia là thí luyện gì vậy ạ à? chỉ là thí luyện trong học phủ hạ kinh người tham gia đều là học viên của học phủ Thông tin cụ thể phải đợi cậu đồng ý tham gia thì tôi mới nói cho cậu biết được. Anh lúc này vuốt cầm suy nghĩ, không phải thí luyện bắt buộc tham gia, quyền quyết định vẫn nằm trong tay mình. Chỉ có học viên học phủ tham gia là ý gì nhỉ? Chả lẽ phải giữ bí mật, xem ra nội dung thí luyện không bình thường. Ông Bạch Thần cũng tiếp lời, tôi không thể tiết lộ nội dung cho cậu, nhưng có thể nói cho cậu biết lần này, thí luyện là cơ hội khó có được. Vốn dĩ cậu không thể tham gia thí luyện lần này. Chưa nói hết câu, anh đã nhanh chóng đồng ý tham gia. Ông Bạch Thần cũng vô cùng ngạc nhiên, cười lớn, trên tay cầm ra vài quyển trục cùng với một thẻ ngân hàng. Ha ha, một khi đã như vậy, để tôi đưa phần thưởng cho cậu trước. Thân là trạng nguyên toàn quốc, khen thưởng của cậu không ít đâu. Phần thưởng đầu tiên, ngoài điểm thi hôm trước, cậu được thưởng thêm 10 vạn điểm. Tất cả điểm của cậu đều ở trong này, hẳn là cậu từng nghe nói qua ở học phủ, điểm tiêu dùng hơn vàng rất nhiều. Còn đây là phần thưởng thứ hai, là một quyển trục kỹ năng sơ cấp và một quyển trục kỹ năng trung cấp. Phần thưởng thứ ba, căn cứ vào biểu hiện của cậu trong không gian chinh chiến, được thêm vào làm khen thưởng cho cậu, Tư cách vào tháp thần hạ một lần, phải biết rằng tư cách vào tháp rất quý giá, nhất là lần đầu tiên, trước khi vào phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ. Anh sau khi thấy được Bạch thần dặn dò kỹ như thế, hẳn việc này rất quan trọng. Sau đó, anh cũng bật mí và dùng phù dịch chuyển thẳng tới học phủ Hạ Kinh. Ông cũng nói, cánh cổng lớn này vừa là cổng bảo hộ, vừa là vũ khí, cho dù là cương giả đứng đầu muốn xông vào, cũng phải trả giá cực đắt. Sau khi tiến vào một căn phòng, ông nói, nơi này là khu cư trú, hôm nay cậu ở đây đi, tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ có người dẫn cậu đi tham quan học phủ, khi này, một thanh niên lễ tân cũng đến và cúi chào. Anh ta không hiểu, tên nhóc này có thân phận gì mà Bạch Thần đại nhân lại tự mình đưa tới đây và còn dám lạnh lùng với ông như vậy. Anh ta cũng nhanh chóng hỏi, "Cậu là Lâm Mặc Ngữ phải không? Cậu muốn ở phòng nào? Chúng tôi có nhiều lựa chọn, phòng ký túc xá cho 4 người, phòng 2 người và phòng 1 người. Đặc biệt còn có biệt thự đơn lập và biệt thự có tầng hầm để tu luyện nữa. Mỗi loại phòng khác nhau, giá cả cũng chênh lệch nhau. Bạn học Lâm, tôi khuyên cậu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm." Sau này còn rất nhiều nơi cần dùng điểm, trước ở phòng 4 người hoặc phòng 2 người là hợp lý, anh cũng không cần giải thích nhiều, dứt khoát chọn phòng ký túc xá đơn, 1000 điểm một tháng. Anh chàng tóc cam khi này cũng cảm thấy kinh ngạc và hỏi lại, có chắc chứ? Là phòng ký túc xá đơn. Đúng là có tiền thì tùy hứng, bây giờ không biết tiết kiệm sau này biết được điểm khó kiếm thì hối hận không kịp. Sau đó, hai người cũng nhanh chóng tiến vào một căn phòng ký túc xá đơn. Nam thanh niên sau khi chốt phòng xong, với anh cũng bảo, bạn học Lâm, cậu đưa thẻ căn cước cho tôi đi, để tôi đăng ký. Sau khi thanh toán, anh ta nhìn số dư của mình và phải thốt lên, sao cậu lại có nhiều điểm như vậy chứ? Anh cũng lạnh lùng trả lời, khen thưởng cho trạng nguyên toàn quốc đó. Thanh niên tóc cam khi này cũng vã mồ hôi, trả trách cậu muốn ở phòng ký túc xá đơn. Từ khi mình vào học phủ, tổng cộng cũng mới chỉ kiếm được một vạn điểm, còn không bằng một số lẻ của cậu ta nữa. Sau đó, cậu ta cũng nhanh chóng rời đi, khi này, anh cũng quan sát phía bên ngoài cửa sổ. Phía sau đó, có người đang luyện tập kỹ năng ư, không hổ là học phủ Hạ Kinh, mọi người đều rất nỗ lực trong bầu không khí như vậy chắc chắn nâng cấp sẽ nhanh hơn trước rất nhiều. Ngày hôm sau, khi này anh cũng đang hồi phục tinh thần lực của mình trong phòng thì có tiếng chuông cửa, thì ra đó chính là cô nàng sát thủ xinh đẹp Linh yi cô cũng nhanh chóng kéo tay anh và nói rằng, tôi dẫn cậu đi ăn sáng sau đó lại dẫn cậu đi làm quên học phủ hạ kinh này, sau đó hai người nhanh chóng tới khu ăn sáng. Vì là một người đàn ông lịch thiệp anh cũng bảo để tôi thanh toán bữa này, yi lúc này cũng ngạc nhiên, sao cậu lại thanh toán bằng điểm nơi này có thể dùng kim tệ mà, cậu phải nhớ nơi có thể dùng. Kim tệ thì tuyệt đối không nên dùng điểm biết chưa, tôi không có kim tệ chỉ có điểm thôi không có kim tệ thì phải nói chứ bổn tiểu thư không thiếu tiền lần sau đừng có lãng phí điểm điểm rất là khó kiếm nó sau khi thanh toán cô mới ngỡ ngàng tại sao cậu lại có nhiều điểm như vậy cậu nhớ kỹ về sau có thể sử dụng kim tệ thì tuyệt đối không cần dùng điểm điểm phải được chi cho vũ khí cho dù cậu có nhiều điểm cũng phải như vậy biết chưa anh cũng bối rối trả lời tôi nhất định sẽ ghi nhớ còn cái này cho cô này sau đó anh mang ra viên tinh hạch mà mình đã có được trong cuộc thảo phạt goblin đẹp quá đây chắc hẳn là tinh hạch của vua goblin phải không cậu có biết nó giá trị thế nào không đây chính là hạch tâm của trang sức ngũ phẩm nhẫn vua gô bì nó trang sức đó cấp boss đấy nếu cầm đi giao dịch thì giá trị ít nhất là 100 vạn kim tệ thật sự cậu tặng cho tôi sao vậy thì cảm ơn không khách khí nhé anh lúc này thấy y y cười tươi như hoa thì cũng trột dạ hóa ra thứ này đáng giá như thế xem ra công hội vương triều kia thật sự là muốn tìm kiếm nó mà sau đó cô cũng dẫn anh đi khắp cả học phủ để tham quan sau đó hai người cùng dừng lại phòng giáo vụ để làm thủ tục nhập học anh cũng hỏi cô rằng tại sao tôi lại không tra được tin tức gì của chị gái vậy. Có khả năng là đang chấp hành nhiệm vụ đặc thù của học phủ cần phải bảo mật nên không tra được. Cũng có khả năng là đã gia nhập học viện đặc biệt như học viện sáng thần. Với khả năng của chị cậu thì có thể là đã gia nhập học viện nào đó rồi. Thôi được rồi đừng lo lắng sẽ không có việc gì đâu. Nên nói chính sự rồi hôm nay ngoài dẫn cậu làm quen học phủ thì tôi còn có một nhiệm vụ nữa. Hai người cũng nhanh chóng tiến vào một lớp học gần đó. Y y vẫy tay chào hỏi một cô gái áo tím một cách nồng nhiệt. Chị đào từ em dẫn người tới rồi nè là trạng nguyên toàn quốc đó. Khi này cô gái đó cũng tiến tới bắt tay và chào hỏi, chào em chị là tưởng đào đào, kỵ sĩ tinh linh cấp 23, anh khi này cũng lịch sự giới thiệu chào chị, lâm mặc ngữ, tử linh pháp sư cấp 17. Một tên thanh niên bên cạnh sau khi nghe thấy anh nói cấp 17 cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cho dù muốn dẫn người thì cũng không nên tìm tùy tiện một tên ớt ơ nào đó đến đây chứ. Y y ngay lập tức phản bác gay gắt lại, lang chấn, cậu nói vậy là có ý gì cậu nói chuyện thì chú ý một chút, mặc ngữ là trạng nguyên toàn quốc đấy. Hắn ta khi này cũng cười khinh bỉ nói rằng, không phải lúc trước toàn gặp trạng nguyên toàn quốc rồi sao cuối cùng thì toàn chỉ là phế vật vô tích sự cậu tên lâm mặc ngữ đúng không tôi biết cậu được bạch thần đại nhân giới thiệu đến đây nhưng đừng có tưởng có quan hệ với bạch thần là có thể muốn làm gì thì làm trong đội tiềm long chúng tôi chỉ quan tâm đến thực lực dẫn cậu tham gia thi luyện lần này không thành vấn đề nhưng làm ơn cậu câm miệng không nói gì không phát ra âm thanh thì càng tốt càng đừng có liên lụy đến bọn tôi nếu không tôi sẽ là người đầu tiên ra tay đánh cậu đấy anh khi này cũng thấy rằng tên ất ơ này đúng là não tàn đến ngay cả hạ gia đại tiểu thư cao ngạo cũng không như tên này hắn ta sau khi nghe được anh chửi thì liền sôi máu định tấn công nhưng ngay lập tức tưởng đào đào ngăn lại kịp thời khiến hắn khó chịu mà rời đi còn không quên quay lại cắn thêm câu nể mặt chị đào tử tha cho cậu một mạng đấy đào tử khi này cũng hạ giọng nói ngày mai chúng ta xuất phát lúc 9 giờ tập hợp ở đây nhé nội dung thi luyện thì đến ngày mai chúng tôi mới nói cho cậu biết được y y khi này cũng kéo anh đi chúng ta đi mua chút đồ để làm chuẩn bị đi đào tử khi này cũng tiến tới chỗ lăng chấn khuyên ngăn hắn Chị biết cậu không phục nhưng đừng mang thù cá nhân vào trong lúc thí luyện, hơn nữa cậu ta là người được Bạch Thần đề cử đấy. Em tự có chừng mực, em chỉ là muốn xem người mới thay thế vị trí của em trai là hạng người thế nào thôi. Cậu ta là Trạng Nguyên toàn quốc tuy so với chúng ta thì không tính là cái gì, nhưng có thể đạt được Trạng Nguyên hẳn là có chỗ hơn người. Hơn nữa chức nghiệp của cậu ta là loại chức nghiệp mới xuất hiện có tính duy nhất. Hừ, cho dù dẫn người thì cũng phải có chút hữu dụng chứ, mỗi năm đều sẽ xuất hiện mấy chuyên nghiệp mới kết quả tại bộ phận đều là rác rưởi, phòng trừng chức nghiệp Tử Linh pháp sư cũng như thế. Khi này YY -y cũng dẫn anh tới phòng giám vụ để mua một số thuốc trị thương và hồi ma lực, còn thêm một máy truyền tin. Anh khi này có vẻ không quan tâm lắm nhưng cũng mang ra những món đồ trong phó bản không dùng đến để bán hết. Cuối cùng hai người cũng kết bạn Zalo với nhau để nhằm dễ dàng liên lạc, sau đó hai người cũng nhanh chóng trở về phòng. Vì chuyến đi sắp tới anh cũng mang quyển trục khi nhận thưởng ra mà sử dụng, bảng hệ thống cũng hiển thị lên bạn nhận: Được kỹ năng nguyên rủ chậm chạp, trong phạm vi bán kính 5m nguyên rủ kẻ địch khiến tốc độ của kẻ địch giảm 5%, hiệu lực kéo dài một phút. Sau khi trải qua Thiên Phú tăng phúc, phạm vi sẽ đạt tới 50 mét hiệu quả giảm tốc cũng đạt tới 50%. Thời gian thì được nâng lên tận 10 phút lại là một kỹ năng thần cấp đối với anh rồi. Hiện giờ kỹ năng của anh có thể chia được thành ba hệ: hệ triệu hồi, hệ công kích và hệ nguyên rủa, cho dù hệ nào cũng đều rất quan trọng hơn nữa đều cực kỳ mạnh mẽ. Hy vọng sau này còn có thể học được kỹ năng của các hệ khác. Ngày hôm sau cũng đã đến hôm nay là một ngày nắng đẹp, khi này Yy cũng gọi điện thoại báo cho anh, "Tôi ở dưới lầu xuống dưới cùng nhau ăn cơm sau đó thì chúng ta cùng xuất phát nào." Tử Đào khi này cũng nói rằng lát nữa sau khi được truyền thống đến nơi không được đi loạn đâu đấy. Tên lang Chấn khi này cùng với ánh mắt khinh bỉ mà nhìn về phía mặt Ngữ nói rằng, nhóc con đừng kéo chân bọn tôi đấy. Tử Đào khi này cũng hết cách với cậu ta mà nói rằng, mặc kệ các cậu có mâu thuẫn gì đều để sau khi thí nghiệm xong rồi giải quyết đi, giờ thì giới thiệu một chút về chuyên nghiệp của bản thân đi. Các cậu cũng biết thì luyện lần này quan trọng như thế nào mà, một nữ tóc cam đeo kính cũng tiến tới và giới thiệu tôi tên Miêu Ngọc, cấp 20 chức nghiệp tinh linh trưởng lão, một chàng trai lịch lãm cũng tiến đến tôi tên Đoạn Cao, cấp 20 là tiên tri, tôi tên Lăng chấn. Cấp 21 là thuật sĩ, sau đó mọi người lần lượt giới thiệu hết tên tuổi và chức nghiệp cũng như cấp độ của mình, thí luyện lần này cần phải đoàn kết. Nếu không đừng có trách tôi không khách khí, chị Đào tự yên tâm chúng em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng thí luyện. Sáu người khi này cũng đứng vào một vòng tròn ma pháp, Đào Tử hô lớn học phủ Hạ Kinh, học viện Tiềm Long bắt đầu thí luyện. Ngay lập tức mọi người được truyền tống, trên con đường truyền tống mọi người cũng nhận thấy rằng tháp thần hạ đã tạo năng lượng tạo lên con đường truyền tống cho bọn họ khi này cả nhóm đều được truyền tốn tới đảo nhân ngư nhiệm vụ khi này cũng hiển thị lên đánh chết boss cuối của phụ bản sẽ nhận được nước mắt nhân ngư và tối đa chỉ rơi ra được ba vật phẩm nói cách khác thì chỉ có ba đội ngũ hoàn thành đầu tiên mới có cơ hội đạt được nước mắt nhân ngư đào tử khi này cũng nói rằng không ngờ địa điểm thí luyện lần này lại là đảo nhân ngư y y khi này cũng không hiểu chạy tới liền hỏi chị đào tử chị tham gia nhiều nhiệm vụ thủy luyện rồi có kinh nghiệm phong phú kể cho chúng em nghe đi đào tử ra vẻ huyền bí mà kể rằng nước mắt của nhân ngư có thể dùng để chế tạo một loại trang bị rất đặc biệt có tác dụng rất lớn đảo nhân ngư không nằm trong lãnh thổ đế quốc thần hạ chúng ta hơn nữa mỗi năm chỉ rơi xuống ba viên nước mắt nhân ngư cho nên ngoại trừ đế quốc thần hạ chúng ta đến mỗi năm thì còn có những quốc gia khác học viện tiềm long của chúng ta tổng cộng có 10 đội chúng ta là đội số 2. nói cách khác chúng ta không chỉ phải cạnh tranh với các đội khác trong học viện mà còn phải cạnh tranh với đội ngũ chức nghiệp giả tới từ các quốc gia khác nữa vậy nếu chúng ta đối đầu với đội ngũ nước khác thì phải làm sao bây giờ trước kia cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cạnh tranh ở cửa phụ bản không cho vào nhưng cũng đừng thiếu cảnh giác vì chuyện đổ máu có người chết cũng từng xảy ra nếu thật sự phát sinh xung đột nên làm thế nào thì làm nhưng tính mạng là quan trọng nhất được rồi chúng ta chuẩn bị tiền vào đã nhân ngư thôi đoạn cao bút trạng thái đi anh khi này cũng cảm nhận được bốn thuộc tính đều tăng 30% uy lực của quỹ năng tăng 20% hiệu quả trong vòng một giờ trước nghiệp tiên tri này quả là trách nhiệm phụ trợ mạnh mẽ chỉ tiếc so với thiên phú của mình thì hiệu quả tăng phúc của tiên tri quá yếu đúng rồi nếu trạng thái tăng phúc của tiên tri được thêm lên các chiến binh khô lâu thì có hiệu quả thế nào nhỉ? Sau đó anh cũng ngay lập tức triệu hồi ra một con chiến binh khô lâu và nói rằng chuyện anh thêm trạng thái cho nó cảm ơn. Tên pháp sư khi này cũng bất ngờ kỹ năng của tôi không thể thêm lên nó được. Anh cũng nhận thấy có thể là do thiên phú của mình quá mạnh kỹ năng chúc phúc của đoạn cao trực tiếp bị thiên phú của mình triệt tiêu. Tên lang chấn khi này cũng khinh bỉ nói rằng ngay cả trạng thái cũng không thêm được vật triệu hoán này y như chủ nhân của nó đúng là rác rưởi. Anh sau khi nghe được cũng tỏa ra khí thế áp bức một cách mạnh mẽ.